Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 45. Chương 780, cuộc đại chiến của giới truyền thông. Tần Lạc không ngừng khuyên nhủ, hắn nói rằng mình đã tìm được hung thủ chính trong vụ này và đã cho người đi đối phó việc này ôn thỏa thì mới làm dịu đi con xúc động của Lệ Khuynh Nhi thành khi nàng cứ nằng nặc đòi bay sang Thụy Điển. Có phải sợ em thay lòng đổi dạ không vậy? Lệ Khuynh Thành nghe Tần Lạc không cho phép nàng qua Thụy Điển liền bật cười khanh khách hỏi. Em thì chắc chắn là không rồi. Tần Lạc đáp, hắn quá hiểu Lệ Khuynh Thành là một người phụ nữ thế nào rồi. Tin tưởng em ghê vậy sao? Là anh tin vào bản thân mình. Tần Lạc cũng cười đáp lại. Sau khi nói chuyện với Lệ Khuynh Thành thì bao nhiêu cơn bức xúc trong người hắn cũng đã giải tỏa được đi khá nhiều. Không ngờ lại bị anh bắt bài. Lệ Khuynh Thành cười nói. Nàng sau đó bất ngờ đổi luôn đề tài câu chuyện nói, chồng yêu. Em nhớ anh quá. Ừm, thân thể em nhớ anh. Thấy Tần Lạc không nói được lời nào trước câu đùa giỡn của mình như thế thì Lệ Khuynh Thành lúc này mới mãn nguyện cúp điện thoại xuống. Tình hình trở nên càng ngày càng xấu. Các đợt công kích vào đoàn đại biểu Trung Y lúc này đến từ mọi hướng. Không biết ai ở trên mạng đã tiết lộ khách sạn mà đoàn đại biểu Trung Y đang cư ngụ, do vậy mà rất nhiều người dân Thụy Điển đã xuống đường biểu tình. Hoàng tử Philip sau khi biết chuyện này liền lập tức gọi ngay cho cục cảnh sát, bảo bọn họ tập trung sức lực bảo vệ sự an toàn cho đoàn đại biểu Trung Y. Trương Quang bước vào nói với Tần Lạc, trưởng đoàn, trên mạng có người phản kích giúp chúng ta rồi. Tần Lạc biết Masa đã bắt đầu ra tay rồi, hắn liền hỏi, tình hình thế nào? Tờ báo đã cho đăng bài có tên bài viết này đã tường thuật lại toàn bộ quá trình sảy thai của người phụ nữ Thụy Điển tại viện bảo tàng. Không hề có thêm bất kỳ sự xuyên tạc nào. Tất cả đều đúng với sự thật vốn có của nó. Các nhà báo bọn họ đã đi phỏng vấn viện trưởng Ken của Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển. Viện trưởng Ken cũng đã chứng nhận là người phụ nữ kia bị sảy thai là do một cậu bé gây ra. Hoàn toàn không có liên quan gì tới đoàn đại biểu Trung Y cả. Hơn nữa, trong bài viết có nói rằng, trong tình trạng nguy cấp như vậy bác sĩ trong đoàn đại biểu Trung Y đã xử lý rất tốt tình huống, không để cho tình hình phát triển xấu đi. Nét mặt của Trương Quang tỏ rõ sự phấn khích, ngoài ra, tờ báo này còn không biết lấy ở đâu ra bức ảnh của cậu bé chạy đâm vào người phụ nữ có thai kia. Họ còn chú thích ở đằng sau thân phận cha của cậu bé nãy thì ra cha của cậu bé có tên là Kena Hai, là một ông chủ của một đài truyền hình Thụy Điển. Nơi đầu tiên phát sóng nguồn tin sự kiện người phụ nữ sảy thai trong viện bảo tàng chính là đài truyền hình của ông ta. Thế cư dân mạng họ phản ứng ra sao? Đây mới chính là vấn đề mà Tần Lạc quan tâm. Cục diện cuối cùng cũng đã có sự chuyển biến. Bây giờ cư dân mạng phân làm hai phe, và đang công kích nhau vô cùng ác liệt. Một bộ phận cho rằng chúng ta được sự ủng hộ của Hoàng tử Philip, muốn đưa chúng ta lên làm hình tượng của dân chúng. Còn bộ phận còn lại thì nghi ngờ rằng ông chủ hai của đài truyền hình vì muốn thối thác trách nhiệm mà đã đăng tin sai sự thật. Tần Lạc rõ ràng là rất vừa lòng với kết quả này. Chỉ cần có người đứng ra nói giúp cho đoàn đại biểu Trung Y thì sau này khi những chứng cứ được phơi bày, thì thắng lợi sẽ thuộc về phe hắn. Nếu như có thể bảo ông chủ hai của đài truyền hình kia đứng ra xin lỗi người phụ nữ bị sảy thai thì kết cục sẽ càng có hậu nữa. Nhưng Tần Lạc bây giờ lại không muốn kết thúc nhanh gọn như vậy. Cứ để cho bọn họ cãi nhau đi, cãi nhau càng to thì Trung Y càng được nhiều người biết tới. Khi hai bên cãi nhau đến mức không thể phân giải nổi nữa, thì cụm danh từ Trung Y cũng đã xâm nhập vào trong lòng của người dân Thụy Điển. Đến lúc đó Tần Lạc sẽ đích thân đến mời ông chủ hai này ra giải quyết hiểu nhầm, như vậy thì kết cục sẽ vô cùng mỹ mãn. Tần Lạc bây giờ càng lúc càng biết lợi dụng giới truyền thông để đạt được mục đích của mình, cái kiểu tháo gỡ thế cục khéo léo thế này thật làm cho người ta có cảm giác sung sướng. Đây là một màn đêm yên lặng và tĩnh mịch, bởi vì trong khi Tần Lạc ngủ vẫn ôm Tô Tử, thì cuộc chiến trên mạng vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Ngoài ra mọi người ở Trung Quốc cũng biết chuyện về người phụ nữ sảy thai ở Thụy Điển. Và phản ứng của bọn họ khác hẳn với dân chúng Thụy Điển, toàn bộ cư dân mạng ở đó đều ủng hộ Tần Lạc và chỉ trích người Thụy Điển. Bởi vì bọn họ không tin vào việc đại biểu Trung Y của bọn họ lại có chuyện chạy sang nước ngoài để làm cho một người phụ nữ bị sảy thai được cả, bọn họ vô cùng tôn sùng Tần Lạc. Đúng là bọn người man dợ thật quá đáng quá. Rõ ràng là mình giúp bọn chúng, thế mà bọn chúng lại quay ra vụ oan giá họa cho mình. Đúng là làm ơn mắc oán. Làm người tốt lại bị mang tiếng. Sớm biết trước thế này thì đừng cứu người phụ nữ mang thai kia nữa cho xong. Các bạn thân mến, đoàn đại biểu Trung Y của chúng ta đang bị tấn công.
Lạc Lạc tên gọi thân mật mà các fan của Tần Lạc dành cho hắn của chúng ta bây giờ chắc là đang rất buồn. Mọi người cùng comment ủng hộ anh ấy, để cho Lạc Lạc thấy được sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta mãi mãi ở bên Lạc Lạc. Các trang mạng xã hội thông dụng đều đăng bài viết của fan Tần Lạc, mỗi một người Trung Quốc nhìn thấy tin tức mà họ đăng tải, đều bùng bùng lửa giận. Hoàng thất của Thụy Điển không thể coi là một hoàng thất giàu có nhất trên thế giới, nhưng bọn họ sở hữu tiền bạc, của cải, có thể bảo đảm cho họ một cuộc sống vật chất vô cùng sung túc và đầy đủ. Một cốc sữa, một bát cháo và một miếng bánh sandwich là bữa sáng của hoàng tử Philip. So với những phần từ cậu ấm cô chiêu trong nước, mỗi bữa sáng đòi cả lố đồ ăn rồi chỉ mỗi thứ nếm một chút, thì hoàng tử Philip đúng là một thành viên vô cùng tiết kiệm trong hoàng thất. Chiếc quần âu màu đen phổi với chiếc áo sơ mi trắng, tóc vàng vuốt ngược ra sau. Hoàng tử Philip ngồi thẳng lưng dùng bữa sáng với một phong cách vô cùng nho nhã và lịch thiệp. Ánh nắng buổi sớm ban mai xuyên qua khe cửa luồn vào bên trong, hắt lên người Philip, làm cho một bên người của anh như được rát một lớp vàng óng ả. Toàn bộ thân thể của hoàng tử chìm trong ánh nắng, phảng phất như một vị thần ánh sáng vậy. Cuối cùng cũng có người đứng ra rồi. Hoàng tử Philip cười nói, lần này Trung Y muốn không nổi tiếng cũng khó rồi. Ca Lai lúc nạp cũng chỉ im lặng đứng sau lưng Philip không nói câu nào. Bởi vì đoàn đại biểu Trung Y do tôi mời tới, do vậy nếu tôi đứng ra nói giúp bọn họ thì thật không tiện chút nào. Philip nói với Ken một câu, bảo ông ta nói thêm vào mấy câu. Tôi sẽ suy nghĩ về thứ mà ông ấy muốn. Vâng thưa hoàng tử điện hạ, Ca Lai cúi người thi lễ, sau đó mới nhanh chân bước ra ngoài. Philip cầm chiếc di động trên bàn lên, nhìn vào hình ảnh một cô gái vô cùng khêu gợi và quyến rũ. Ánh mắt của anh bỗng chốc trở nên vô cùng âu yếm và mềm mại. Cuối cùng cũng không làm em phải thất vọng, hoàng tử Philip dịu dàng nói. Trong một căn phòng làm việc rộng lớn, hai đang cau mày đi lại lại trong đó. Anh ta đột nhiên ý thức được mình đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Nếu như khi đó mà mình đứng ra nhận trách nhiệm thì có lẽ chỉ cần đền một khoản tiền, sau đó dẫn thằng nhóc đến xin lỗi người phụ nữ kia là được rồi. Tiền thì anh ta có rất nhiều, anh ta không hề quan tâm. Danh tiếng bị hư tổn thì cũng chẳng sao, chỉ cần một vài buổi hỗ trợ cho hội bảo vệ thú vật, hay quyên góp tiền cho bên hội chữ thập đỏ gì gì đó thì cũng sẽ giải quyết vấn đề được ngay thôi. Nhưng tại sao lại làm một việc sai lầm như vậy? Hay cho rằng vì anh ta đã quá tự tin vào bản thân mình. Sau khi nhận được điện thoại của vợ thì ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của anh ta là phải lái sự việc về phía có lợi cho mình trước. Mọi chuyện lúc đầu diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng thật không ngờ, những người Trung Quốc kia lại làm được bao nhiêu chuyện như vậy ở Thụy Điển. Bây giờ phải làm sao đây? Muốn rút lui thì đã không còn đường lui nữa rồi, bởi vì tin tức cũng đã đưa. Điều này đồng nghĩa với việc mình đã thối thác trách nhiệm. Nó có ảnh hưởng rất xấu tới hình ảnh của mình rồi. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi đi tới bàn điện thoại bấm số gọi. Rất nhanh, ở đầu dây bên kia có một giọng đàn ông vang lên, ngài hai phải không? Masis, là tôi đây, giọng hai bình tĩnh nói, tôi biết phóng viên của các anh có viết một bài báo. Ha ha đúng vậy, anh thấy rồi hả, không tồi phải không? Masis là chủ biên của tờ báo, vì Masa là phóng viên của tờ báo này. Do vậy mà bây giờ nàng đã trở thành tướng tiên phong cho đoàn đại biểu Trung Y, nàng được rất nhiều fan ủng hộ. Bảo cô ấy đăng bài xin lỗi ngay, tôi sẽ quảng cáo cho anh một tuần liền. Ha ha, anh bạn thân mến, xem ra tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh được rồi. Nửa tháng được không? Bài viết này khá tốt, nó tạo ra một làn sóng ảnh hưởng vô cùng lớn. Hơn nữa Masa lại là một phóng viên giỏi, tôi mà làm vậy thì chẳng khác nào giết chết cô ấy cả. Một tháng, hai tiếp tục nói, ngoài ra, cô ấy không cần phải xin lỗi gì cả, chỉ cần bỏ bài viết đó đi là được. Còn về phí tổn thất tinh thần thì tôi sẽ bồi thường cho cô phóng viên đó 2 vạn. Đầu dây điện thoại bên kia bỗng nhiên im lặng. Được rồi, nể mặt anh, tôi sẽ giúp anh lần này. Masis đúng là đã động lòng trắc ẩn. Dù sao thì ảnh hưởng của bài viết kia cũng đã quá đủ rồi, không cần phải làm tới nữa. Mình chỉ cần xóa bỏ bài viết kia đi là đã được miễn phí quảng cáo 1 tháng tại đài truyền hình rồi, cũng khá hời đấy chứ. Sau khi dập điện thoại, Masis liền bấm số gọi cho Masa, bảo nàng mau tới phòng làm việc ngay. Ngài Masis, ngài tìm tôi có việc gì vậy? Masa gõ cửa bước vào đứng hỏi Masis. Masis nhìn Masa rồi cười nói, thưa cô Masa, tôi thấy bài viết của cô có một chút vấn đề. Tôi thấy vì danh dự của tờ báo chúng ta, tôi nghĩ nên xóa bỏ nó.
Có vấn đề gì? Masa khó hiểu hỏi. Có lẽ tôi thấy nó xâm hại tới danh tiếng của ngài hai. Hơn nữa tôi cũng biết là sự kiện người phụ nữ sảy thai kia, đúng là có liên quan tới người của đoàn đại biểu Trung Y. Masa nghe vậy nổi giận đùng đùng nói, ngài Masis, bài viết này hoàn toàn là sự thật, những lời mà tôi đăng tải đều là dựa trên chứng cứ rõ ràng. Thấy thái độ của Masa như vậy, Masis thầm cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thật không ngờ một người như Masa lại liều chết để bảo vệ cho đoàn đại biểu Trung Y như vậy, xem ra phải thay đổi sách lược để giải quyết rồi. Cô Masa nạp, tôi biết là cô rất có tình hữu nghị với đoàn đại biểu Trung Y kia. Nhưng điều đó không được làm ảnh hưởng tới công việc của cô. Masis rút ra một tấm séc rồi ký nó đưa cho Masa nói, chỉ cần cô làm theo lời của tôi, thì số tiền này sẽ thuộc về cô. Masa giơ tay ra nhận lấy tấm séc. Masis thấy vậy thì vô cùng hài lòng, ông ta cứ tưởng Masa đã đồng ý với yêu cầu của mình liền cười nói, mau đi xóa bài viết đó đi. Đây chính là bằng chứng ông hối lộ, mua chuộc tôi. Masa lạnh giọng mỉm cười mỉa mai nói. Sau đó nàng lạnh lùng quay người đi thẳng. Chương 781, kiêm chức làm sát thủ. Masa sau khi nhận được tấm séc của Masis thì liền hiểu ra vấn đề, ông ta đã bị hai mua chuộc rồi. Sau khi rời khỏi phòng làm việc thì nàng lập tức tiến đến khách sạn Hoàng gia, nàng phải thông báo cho Tần Lạc biết tình hình mới xảy ra. Nghe được lời tường thuật lại của Masa thì Tần Lạc không những không tức giận mà trong lòng hắn còn vui sướng cười thầm nữa. Hắn không sợ người ta gây sự mà chỉ sợ người ta không tìm được ra gì mà gây sự thôi. Như thế này thì tốt rồi, hắn có thể đứng ra nói với công chúng nỗi oan của mình với thân phận là một người bị vu oan rồi. Anh định xử lý việc này ra sao? Masa lo lắng hỏi, HVDE rất có thế lực ở Thụy Điển. Anh ta quen biết hết thảy mọi tầng lớp, anh ta có thể mua chuộc được Masis, thì cũng có thể mua chuộc được những người khác nữa. Cô có cách gì không? Tần Lạc không lập tức trả lời câu hỏi của Masa, mà hắn lại hỏi ngược lại nàng một câu. Masa là dân bản xứ ở đây, lại là một phóng viên nữa, nàng hẳn sẽ có nhiều cách giải quyết hơn. Cho dù bọn họ có thể xóa tin trên trang web dấu bé cuộc sống Thụy Điển dấu lớn. Nhưng bài viết này đã được truyền tải rộng rãi rồi, vì vậy mà họ không thể tiếp tục xóa bài ở những nơi khác. Tôi còn bản thảo của bài này rồi cơ, tôi sẽ tiếp tục đăng tải lên những trang web khác. Hơn nữa tôi còn có rất nhiều bạn là phóng viên nữa, tôi sẽ đưa cho họ bản viết này. Bảo bọn họ đăng giúp lên một số trang web chính và một số báo, để làm tăng sức ảnh hưởng của sự việc lên. Tôi không tin là anh ta có thể mua chuộc hết toàn bộ giới truyền thông. Phiền cô quá, Tần Lạc áy náy nói. Công việc của cô, tôi là một phóng viên, mà công việc của một phóng viên đó là cho mọi người được biết chân tướng sự việc, chứ không phải vì một lợi ích nào đó mà bóp méo sự thực. Masa nói với vẻ mặt cổ chấp. Tần Lạc biết là lần này mình lại nợ Masa thêm một ân tình nữa rồi, hắn thầm nghĩ, bất luận thế nào thì hắn cũng phải bảo vệ an toàn cho Masa. Nếu có thể thì trước khi rời Thụy Điển mình sẽ giới thiệu nàng cho Philip. Hy vọng hoàng tử nể mặt mình mà sẽ giúp đỡ chăm sóc cho nàng. Chuyện này lại phải phiền cô rồi, Tần Lạc nói, nếu có gì cần giúp đỡ cô cứ nói. Tôi sẽ tìm một số người thông thạo tiếng Thụy Điển để hỗ trợ thêm cho cô. Được, tôi sẽ bắt đầu làm việc ngay từ giờ đây, Masa nói. Tần Lạc dẫn theo Trương Quang ra ngoài rồi nói, đã đến lúc phải phản kích lại rồi. Anh hãy liên lạc với bên phụ trách của Thụy Điển, cứ nói là đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc muốn mở một cuộc họp báo có liên quan đến sự kiện người phụ nữ bị sảy thai. Tôi đi làm ngay đây, Trương Quang nhanh chóng bước ra bên ngoài. Tần Lạc rất hài lòng với thái độ phối hợp ăn ý của Trương Quang, sau đó hắn lại đi đến phòng của Giê-xu rồi nói với anh ta. Hôm nay anh vẫn chưa liên lạc với bạn gái của anh à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô ấy gọi điện cho tôi rồi. Giê-xu dừng con chuột đang được mình thao tác nhanh chóng ở trong tay lại nói. Thế thì đến với cô ấy đi. Tần Lạc cười nói, nếu có gặp người nhà của ông chủ họ thì nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi tới họ đấy. Giê-xu sực tỉnh, anh ta biết là Tần Lạc đang giao phó nhiệm vụ cho mình, liền tắt trò chơi đang đi rồi nói. Không vấn đề gì. Tôi nhất định sẽ làm được. Vốn là có rất nhiều phóng viên đứng trực ở bên ngoài khách sạn Hoàng gia. Vì Hoàng tử Philip đã hạ lệnh bảo vệ an toàn cho đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc, nên đã có một lực lượng lớn cảnh sát đến đây để giữ gìn an ninh, trật tự. Vì thế mà đám phóng viên đó dù có huy động hết cả vốn liếng của mình thì cũng khó mà có thể vào được bên trong để thu thập tin tức được.
Nghe nói đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc muốn tổ chức một buổi họp báo để bàn về vụ việc người phụ nữ sảy thai ở ngay tại phòng họp trong khách sạn Hoàng gia, thì sau khi được cảnh sát kiểm tra gắt gao chứng minh nhân dân xong, thì đội phóng viên của các đài báo liền có thể quang minh chính đại bước vào trong này rồi. Hội nghị được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa, cũng không gửi giấy mời đến cho phóng viên, vì vậy mà đến được người nào thì hay người nấy. Chỉ cần người đó làm nghề trong giới truyền thông thì đều có thể vào trong. Tần Lạc đợi ở trong phòng một lúc thì Trương Quang từ ngoài bước vào nói với hắn, trưởng đoàn, phòng hội nghị đã được chuẩn bị đâu vào đó rồi. Giới truyền thông cũng đến khá là đông đủ. Thế thì chúng ta qua đó thôi. Tần Lạc nói, nghĩ một lát rồi lại nói tiếp, gọi Tôn Tuấn Long cùng đến đi. Tôn Tuấn Long là người trực tiếp dính líu vào vụ việc lần này. Tần Lạc cố tình dẫn anh ta theo bên người để nói lên được là mình chẳng có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả. Mặc dù thời gian gấp rút, cũng không thông báo riêng cho ai. Nhưng phòng hội nghị vẫn hội tụ không ít phóng viên. Đa phần là phóng viên bản xứ của Thục Điền, còn có thêm cả những phóng viên đến từ Anh, Mỹ và những quốc gia khác nữa. Trong đó còn có không ít những khuôn mặt Á Châu, cũng không biết là bọn họ thuộc vào đài báo nào nữa. Tần Lạc sải bước vào trong phòng hội nghị rồi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Trương Quang và Tôn Tuấn Long mỗi người ngồi sang một bên của Tần Lạc, đại đầu thì đứng canh ở cửa. Đứng ở vị trí thích hợp cho việc nổ súng nhất. Tôi là trưởng đoàn đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc, tên tôi là Tần Lạc, Tần trong chữ Tần Hoàng Hán Vũ, Lạc trong chữ Lạc Thủy. Tần Lạc lướt mắt nhìn một lượt rồi tự giới thiệu bản thân. Tôi biết mục đích của mọi người khi đến đây là gì. Nhưng mọi người lại không hiểu mục đích của chúng tôi đến đây là vì sao. Chúng tôi nhận được lời mời của Hoàng tử Philip của quý quốc nên đã đến đây với lòng hữu nghị cùng với sứ mệnh truyền bá văn hóa Trung Hoa đến cho mọi người. Chúng tôi là bác sĩ, mà bác sĩ có thiên chức là phải cứu chữa cho mọi người, vốn dĩ các thành viên trong đoàn đại biểu chúng tôi đến viện bảo tàng để tham quan, nhưng khi biết có bệnh nhân đang gặp phải nguy hiểm thì họ đã xông lên trước trong thời gian ngắn nhất. Tần Lạc nhìn một lượt những người phóng viên ngồi trước mặt hắn một cái rồi lại nói tiếp, chúng tôi biết là sẽ có phiền phức, nhưng chúng tôi không trốn tránh sứ mệnh của mình. Chúng tôi vốn là có thể từ chối, cũng có thể để người phụ nữ đó đợi cho đến khi nào bác sĩ của mấy người đến, nhưng chúng tôi không hề làm như thế. Chúng tôi đã bỏ ra tình hữu nghị, vẫn cứ nghĩ rằng sẽ thu lại được tình hữu nghị như thế. Nhưng sự việc diễn ra đã khiến cho chúng tôi thực sự kinh hãi. Cũng vô cùng tức giận. Dưới bàn tay của một ai đó, thì bác sĩ của chúng tôi đã trở thành hung thủ làm cho một phụ nữ bị sảy thai. Tần Lạc đập tay xuống bàn đánh bốp một tiếng, quát lớn, điều đó không công bằng đối với chúng tôi, cũng không công bằng đối với bác sĩ của chúng tôi. Người nào mở cuộc họp báo mà chẳng hào hoa phong nhã, ăn nói lịch thiệp, thái độ khẩn thiết cơ chứ? Không ngờ tên Tần Lạc của Trung Quốc này lại có một thái độ kịch liệt mạnh mẽ đến vậy. Lại càng không thể ngờ được hắn lại có thể đập bàn đập ghế như thế. Bị khí thế của hắn làm cho không ít người bất giác nghiêng người ra phía sau. Giống như là một đám cỏ ở trong nước khi gặp phải nước lũ thì nghiêng hết sang một bên vậy. Một người phụ nữ đã có thai được 7 tháng, thì cơ thể của cô ấy vô cùng yếu ớt. Nên khi bị một em bé đâm vào thì đã bị sạc thai rồi, hơn nữa lần sảy thai này còn khiến cho cô bị rong huyết. Bác sĩ của chúng tôi đã xử lý kịp thời. Cố gắng cầm máu cho cô ấy, về điểm này thì viện trưởng Ken của Bệnh viện Hoàng gia có thể chứng minh cho điều đó. Đúng vậy, tôi có thể chứng minh cho điều đó. Ở cửa phòng hội nghị có một người đàn ông đứng tuổi mặc một bộ vest đen đang từ từ bước vào. Ông ta chính là viện trưởng Ken của Bệnh viện Hoàng gia. Người mà Tần Lạc mới gặp qua có một lần. Việc ông ta đến đây làm cho Tần Lạc hết sức ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn lễ phép đứng dậy nghênh đón. Ken bước tới bắt tay Tần Lạc và nở một nụ cười hiền hậu. Sau đó quay người nói với đám phóng viên ở sau lưng mình, tôi có thể lấy danh dự của mình ra để đảm bảo rằng, những lời anh ấy nói đều là sự thực. Kết quả kiểm nghiệm của các bác sĩ của chúng tôi cho thấy, người phụ nữ mang thai này đúng là do bị ngã mạnh xuống đất nên mới sảy thai, không liên quan gì đến bác sĩ trong đoàn đại biểu Trung y cả. Cảm ơn viện trưởng Ken, Tần Lạc cảm kích nói. Hắn gật gật đầu với Ken một cái rồi lại tiếp tục nói, còn một người trong ngành của các vị. Cô ấy cũng có thể chứng minh với các vị là chúng tôi đã bị oan. Tần Lạc vừa mới dứt lời thì Masa liền tiến lên phía trước. Jesus nhìn căn biệt thự màu trắng sang trọng ở trước mặt. Sau đó lại chỉnh sửa lại trang phục trên người mình một lần nữa rồi mới phong độ bước tới nhấn chuông cửa. Một phụ nữ xinh đẹp bước ra đứng trước mái hiên nhà nhìn Jesus ở bên ngoài cổng hỏi, anh muốn tìm ai? Tìm chị, Jesus cười nói. Tìm tôi, anh là ai?
Tôi đâu quen anh đâu. Người phụ nữ cảnh giác nhìn Giê-xu nói. Tôi là sứ giả mà Thượng Đế phái tới. Tôi đến đây để truyền phúc âm cho chị. Hỡi người phụ nữ xinh đẹp, hãy mở cửa cho tôi vào đi thôi. Giê-xu nói. Xin lỗi anh, tôi không tin vào Thượng Đế. Anh đi đi, người phụ nữ nói xong thì quay người bước vào trong. Cô bước vào trong nhà đồ chơi trước, thấp hai đứa trẻ vẫn đang say mê chơi đùa thì trong lòng mới cảm thấy tĩnh tâm phần nào. Sau đó cô bước ra ngoài phòng khách với một bầu tâm sự. Đang chuẩn bị mở tivi ra để giết thời gian thì hai tròng mắt bỗng trợn hết cả lên. Người người mà kêu là sứ giả của Thượng Đế đang ngồi trên ghế salon nhìn mình mỉm cười. Sao anh lại vào được đây? Người phụ nữ tỏ vẻ hoảng sợ hỏi. Chúa tôi không có gì là không làm được cả. Cha đã vui lòng ban cho mấy người cả một vương quốc, thì mấy người sẽ có được một vương quốc. Giê-xu nói. Tôi đã nói với anh là tôi không tin Thượng Đế. Mau đi khỏi đi, cút khỏi đây cho tôi. Người phụ nữ chỉ thẳng vào mặt Giê-xu, nhưng ngón tay cô lại run rẩy hết cả lên. Người này đúng là chẳng có tố chất chút nào, không được chủ nhân cho phép vậy mà dám xâm nhập vào nhà người ta như thế. Như thế mà gọi là tín đồ được sao? Thượng Đế sao lại có thể có một tín đồ như vậy được? Tôi có một số việc phải bàn với chị. Đi ra mau, anh còn không đi là tôi sẽ báo cảnh sát đó. Người phụ nữ chạy đi lấy di động định gọi cho cảnh sát thì Giê-xu mới lên tiếng. Được rồi, tôi thẳng thắn luôn với chị vậy. Giê-xu nghiêm túc nói, tôi ngoài là người truyền giáo ra, thì thỉnh thoảng cũng kiêm thêm cả chức sát thủ nữa. Sát thủ, toàn thân người phụ nữ rùng lên liên tục. Nếu tôi là chị thì tôi sẽ không làm như vậy đâu. Giê-xu nói, không biết anh ta lấy đâu ra một khẩu súng lục màu vàng bạch kim mà dùng nó ngắm thẳng vào đầu người phụ nữ. Thượng Đế sẽ không muốn nhìn thấy chị và con của chị trên thiên đường đâu. Người phụ miệng há hốc, mắt trợn ngược, cuối cùng cũng chịu bỏ điện thoại xuống. Xem ra đôi khi sát thủ còn có phần uy tín hơn cả Thượng Đế nữa. Giê-xu lầu bầu một câu. Anh định làm gì? Giọng người phụ nữ run rẩy hỏi. Đừng động đến con của tôi. Anh muốn gì tôi có thể cho anh. Giê-xu nhếch mép lên cười nói. Nếu chị còn nhớ sổ điện thoại của chồng chị thì hãy gọi điện cho anh ta cứ nói là có người muốn mời anh ta tham gia một buổi họp báo. Chương 782, xin lỗi trước mặt công chúng. Sự có mặt của Masa lúc này làm cho mọi người ở đây bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cô ấy sao lại tới đây? Cô ấy không phải phóng viên Masa của tờ báo hay sao? Cô ấy có quan hệ gì với mấy người Trung Quốc vậy? Xem ra cô ấy chắc là đã nắm trong tay tin tức gì rồi. Masa vốn là một phóng viên trong tờ báo, là người cùng ngành với những người ngồi ở đây, mọi người đều ở trong giới truyền thông với nhau, do vậy ai cũng quen biết nhau cả. Trông Masa hiên ngang bước vào, không ít người nơi đây phải cảm thấy kinh ngạc. Masa biết trong bụng bọn họ đang nghĩ gì, nhưng nàng cũng chẳng muốn quan tâm tới điều đó làm gì. Nàng đã quyết định đứng ra rồi, thì nàng nhất quyết phải ủng hộ Tần Lạc tới cùng. Ăn một quả khế trả một cục vàng. Tần Lạc đã có ơn với nàng như vậy lẽ nào cô lại không làm gì để báo đáp hắn hay sao? Masa đi tới vị trí mà Tần Lạc ngồi, dùng con mắt xanh như ngọc lướt nhìn mọi người nơi đây một lượt rồi mỉm cười nói, tôi là Masa, trước đây là phóng viên của tờ. Là đồng nghiệp của các bạn, trong đây đại bộ phận mọi người đã quen biết tôi rồi. Còn một số ít bộ phận thì cũng coi như là có đi lại với nhau. Mọi người ở đây nghe Masa nói vậy đều cười ồ lên vui vẻ. Ai nấp đều vô cùng hiếu kỳ muốn biết Masa định thông báo cho mọi người biết chuyện gì. Trưa ngày hôm qua khi tôi đang ngồi trong bàn làm việc viết bài thì nhận được một cú điện thoại của một người dân gọi tới. Người đó nói rằng có một người phụ nữ bị sảy thai tại viện bảo tàng, và chuyện này có liên quan mật thiết với đoàn đại biểu Trung Y tôi và đồng sự của mình vội vã chạy tới đó để đăng tin tức. Nhưng không biết có phải là do chạy nhanh quá, hay là ăn nhầm phải thứ gì. Mà khi tôi mới tới viện bảo tàng thì bụng tôi đột nhiên quặn đau dữ dội, cảm giác đó thật là tồi tệ. Cả đời này tôi không thể nào quên được cơn đau kinh khủng đó. Sau đó Masa liền đưa tay chỉ vào Tần Lạc nói, là anh ấy đã cứu tôi. Anh ấy chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Mọi người nghe vậy liền bàn tán xôn xao. Có người đã sớm biết chuyện này, còn có người thì lần đầu tiên nghe được. Họ không biết Masa cố tình nói chuyện này ra là có ý đồ gì nữa. Thực ra những chuyện mà tôi nói không hề có liên quan gì tới chuyện sảy thai của người phụ nữ kia. Nếu như Ari ấy không phải là người cứu mạng tôi, thì có lẽ tôi cũng sẽ đứng trên lập trường không quang minh chính đại để tạo dựng dư luận, bóp méo sự thật rồi. Thưa cô Masa,
Cô nói vậy là có ý gì? Lẽ nào Châu cho rằng chúng tôi đang phê bình đại biểu Trung Y là do chúng tôi đứng trên một lập trường không quang minh chính đại hay sao? Cô Masa, cô cho rằng hiện giờ cô đang có một lập trường rất quang minh chính đại hay sao? Thật quá quát, sao cô lại có thể bị bọn Trung Quốc mua chuộc thế? Sau khi nghe được những lời mà Masa nói, thì những người vốn có lập trường căm ghét Trung Quốc lập tức tỏ ra vô cùng khó chịu, không ngừng có người đứng lên phản bác lại lời nói của Masa. Bốp! Masa tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn. Nàng thấy những người này có những hành động và lời nói thật là quá đáng, làm cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Rõ ràng chân tướng sự thật nó là như vậy, tại sao bọn họ lại không chịu tin cơ chứ? Bọn họ đem tội lỗi đổ hết lên đầu người Trung Quốc như vậy. Không biết trong đầu óc họ còn những suy nghĩ cặn bã nào hơn nữa không? Người Trung Quốc không hề mua chuộc tôi. Nếu như có nói là mua chuộc thì chính là bọn họ đã dùng y thuật cao siêu mà thuyết phục bản thân tôi, còn ngược lại. Có những người là đồng bào với tôi thì lại dùng đồng tiền để mua chuộc tôi đó. Các bạn cũng biết là tôi sau khi đăng tải bài viết trên tờ, thì cũng biết trên đó có ghi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, mà theo tôi được biết thì người làm cho người phụ nữ bị sảy thai chính là con trai của ông chủ đài truyền hình Hindi, và người đầu tiên đứng ra đăng tin bóp méo sự thật chính là đài truyền hình của ông Te. Những mối quan hệ trong việc này rõ ràng như vậy. Lẽ nào các bạn lại không nhìn ra được hay sao? Nếu như tôi đoán không lầm thì bài báo của tôi được đăng trên tờ đã bị hủy rồi. Bởi vì hôm nay khi tôi đang làm việc thì chủ biên soạn của tôi đã gọi tôi vào phòng làm việc của ông ta. Ông ta nói với tôi rằng, chỉ cần tôi xóa bài viết của mình đi và không truy cứu sự việc này nữa thì sẽ cho tôi 2 vạn tiền phí tổn thất. Masa nói xong liền quăng tấm séc lên trên mặt bàn nói, các bạn có thể nhìn thời gian ghi trên tấm séc này. Còn nữa, nếu như các bạn nghi ngờ tôi, thì xin hỏi nếu như không phải vì mua chuộc tôi, thì tại sao họ lại đưa cho tôi tiền? Hiện giờ không phải là lúc để phát tiền lương. Nghe Masa nói vậy, thì có rất nhiều người bật máy tính hoặc dùng di động để lên mạng tìm kiếm bài báo đã đăng trên tờ đã bị xóa đi hay chưa. Bởi tờ báo là tờ báo đầu tiên ủng hộ đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc, bài viết của Masa hầu hết mọi người ở đây đều đã xem qua. Cũng chính vì có bài viết này, mà có rất nhiều giới truyền thông khác cũng nhập cuộc ủng hộ cho người Trung Quốc. Kết quả đúng như những gì Masa đã nói, bài viết của nàng đã bị xóa hoàn toàn. Phát hiện này làm cho các tay phóng viên sực hiểu vấn đề, bọn họ biết rằng Masa không hề nói dối. Cô Masa, tôi sẽ kiện cô vì tội vu khống. Một nam phóng viên của nói, ông chủ hai của chúng tôi là một người làm ăn chính trực. Ông ấy không hề tham gia bất kỳ việc gì phản pháp luật cả. Chủ biên của cô đưa cho cô tiền là việc của chủ biên của cô, liên quan gì tới ông chủ của chúng tôi. Đài truyền hình thương nghiệp chúng tôi là một đài công bằng, đưa tin tức chân thật nhất. Chúng tôi tôn trọng sự thật, không thể nào có chuyện bóp méo sự thật ở đây cả. Anh chàng phóng viên kia tức giận mặt đỏ phừng phừng, ăn nói vô cùng nghiêm túc. Anh ta nói xong vẫn hiên ngang đứng đó, như kiểu không giải quyết xong việc này thì anh ta sẽ không bao giờ bỏ qua vậy. Nhưng ở góc căn phòng lúc này ông chú hai của anh ta đang im lặng, trầm ngâm đứng ở đó. Tần Lạc đã nhìn thấy hình của hai trên ảnh, nên khi hắn trông thấy ông ta tới đập thì biết ngay Giê-xu đã đắc thủ thành công. Là một giáo đồ cơ đốc giáo và tu sĩ truyền giáo, anh ta rất dễ dàng cảm hóa người khác, rồi gục đầu vào lòng Thượng Đế. Ngày hai đã tới, có người phát hiện ra hai liền thấp giọng nói. Ngày hai, đối với sự cáo buộc của cô Masa, xin hỏi ngài có gì muốn nói không? Ngày hai, ngài có phải đã tham gia vào làn sóng dư luận bóp méo sự thật không? Hai là một người rất dễ để người khác phải chú ý tới. Thân hình anh ta cao lớn, gương mặt anh tuấn, mặc bộ vest trông vô cùng lịch lãm. Phong độ. Nghe mấy tay phóng viên hỏi vậy, HVDE miễn cưỡng đứng lên trên bục phát biểu. Anh ta đưa mắt nhìn Tần Lạc, tâm trạng rối bời. Anh ta vốn ban đầu chỉ muốn thổi thác trách nhiệm, nhưng không ngờ lại phải gặp cảnh tượng khốn khổ như ngày hôm nay. Nếu như có thể chọn lựa, thì anh ta sẽ không bao giờ làm đối thủ của người Trung Quốc. Thằng cha Trung Quốc này đúng là điên thật rồi, bọn chúng thuê cả sát thủ tới nhà uy hiếp người nhà của mình. Đây mà là một đại biểu của một quốc gia ư, lẽ nào bọn chúng không sợ sự việc này bại lộ làm nảy sinh mâu thuẫn giữa hai nước hay sao? Nhưng, mục đích của bọn chúng là gì? Sao mình đồng ý trả tiền nhiều như vậy rồi, mà bọn chúng vẫn muốn mình xin lỗi trước mặt đám đông? Anh ta không biết rằng Tần Lạc đã dặn dò Giê-xu rằng, không cần điều kiện gì khác, chỉ cần anh ta đứng ra xin lỗi trước đám đông, và nói rõ sự thật cho mọi người biết là được. Bởi vì hắn khôn, thiếu tiền,
hắn chỉ thiếu danh mà thôi danh tiếng cho Trung Y. Tôi đến đây là để nói lời xin lỗi. Giọng hai khàn khàn cất lên. Vợ của anh ta, hai đứa con đều nằm trong tay mấy thằng điên này, anh ta muốn chống đổi lại cũng không biết chống đối kiểu gì nữa. Sớm biết rằng bọn người này là một bọn điên như vậy, thì mình đã sớm đưa người thân trong gia đình mình sang nước ngoài rồi. Miri sơ suất quá. Nghe hai nói vậy, thì tất cả mọi người ở đây đều nhất thời im lặng, sau đó họ lại trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Ngài hai, ngài muốn xin lỗi ai vậy? Những lời mà cô Masa nói đều là sự thật, ông có ý đồ mua chuộc phóng viên. Tại sao ông lại làm vậy? Có phải con trai của ông có liên quan tới vụ người phụ nữ kia bị sảy thai không? Hai không hề trả lời những câu hỏi của phóng viên, mà anh ta chỉ quay sang phía Tần Lạc gập người cúi xuống nói, tôi muốn xin lỗi đoàn đại biểu Trung Y. Chúng tôi đã đưa tin sai lệch sự thật, làm tổn hại tới bọn họ. Tôi thành thật xin lỗi. Sự kiện người phụ nữ bị sảy thai không hề liên quan gì tới bọn họ cả. Tại sao ông lại làm vậy? Mấy tay phóng viên người Trung Quốc lớn tiếng hỏi. Hai ngày hôm nay bị người bên phía Thụy Điển chèn ép đến ngộp thở, bọn họ trông thấy người Trung Quốc cứ như trông thấy bệnh dịch, tránh xa cả trăm mét, do vậy mà mấy tay phóng viên này cảm thấy ấm ức vô cùng. Bây giờ thủ phạm đã nhận tội, sự thật đã minh bạch, nỗi ấm ức tồn đọng trong lòng mấy ngày hôm nay cũng theo đó mà tan biến. Đó là do con trai của tôi, hai thẳng thắn nói, là con trai của tôi đã làm cho người phụ nữ kia bị sảy thai. Vốn anh ta chỉ muốn bảo vệ con trai của mình, nhưng không ngờ lại làm cho con trai của anh ta rơi vào tay lũ sát thủ. Ông có mua chuộc chủ biên của tờ không? Có, hai nói, tôi đã hứa với ông ấy rằng sẽ quảng cáo miễn phí cho ông ấy một tháng, và đền bù thiệt hại cho cô Masa 2 vạn chỉ cần cô ấy xóa bài đã đăng đi. Ồ, toàn bộ hội trường xôn xao hết cả lên. Thì ra tất cả đều là một âm mưu, một người cha vì muốn thoát tội cho con mà đã tạo làn sóng dư luận bóp méo sự thật, thoái thác trách nhiệm và trốn tránh được một khoản đền bù với số tiền lớn. Không ít phóng viên cảm thấy căm hận bản thân, bởi vì bọn họ đã bị lợi dụng. Bọn họ vốn nghĩ đây là một cuộc chiến giữa người Thụy Điển và người Trung Quốc, nhưng không ngờ lại là một người Thụy Điển đứng sau giàn dựng tất cả. Xin anh hãy tha thứ cho tôi. Hai lại một lần nữa cúi người xin lỗi Tần Lạc, bởi vì tên sát thủ kia đã nói rằng nếu như anh ta không giải thích cho đoàn đại biểu Trung Y, thì anh ta đừng hòng gặp mặt người thân của anh ta nữa. Anh ta không biết lời đe dọa của gã sát thủ kia có phải là thật không, nhưng anh ta cũng không dám mạo hiểm. Tôi không thể tha thứ cho ông được. Tần Lạc đanh nét mặt lại nói, đây là thái độ của các người sao? Đây là thái độ tiếp đãi khách của các người sao? Bác sĩ của chúng tôi phát hiện ra người bệnh thì lập tức ra tay cứu giúp. Nhưng chúng tôi đã nhận được cái gì? Chửi bới, công kích, xua đuổi và cả sự thù hận của các người. Tất cả những điều này chúng tôi đều đáng phải nhận hay sao? Ánh mắt phẫn nộ cùng với những động tác vì ấm ức, tủi hổ quá mức mà sắp phát tác tới nơi. Khi nói câu nói này, Tần Lạc cảm thấy thoải mái vô cùng, hắn cảm giác như mình đúng là đang trực tiếp diễn vai nam diễn viên chính trong bộ phim vậy. Chương 783, chúng tôi muốn về nhà. Những người có mặt ở đây đều là phóng viên, và đều là những phóng viên tham dự vào sự kiện người phụ nữ sảy thai này. Khi bọn họ đồng loạt tung ra những tin tức có liên quan tới sự kiện này, thì tất cả đều dùng những ngôn ngữ vô cùng kích động, thậm chí chửi cha chửi mẹ người ta, đòi tống khứ người ta về nước. Đứng trên lập trường của người khác mà suy nghĩ thì nếu như bọn họ là người của đoàn đại biểu Trung Y thì bọn họ cũng cảm thấy vô cùng tức giận và tủi nhục. Tần Lạc nói ra những câu này chẳng khác nào đã giáng một cái tát mạnh mẽ vào mặt bọn họ cả. Một bên mặt bọn họ cảm thấy đau rát nhưng lại không biết nên phản bác lại thế nào. Những lời Tần Lạc nói đều là sự thật, mọi người đều biết chuyện này. Vậy thì mình còn có thể nói gì được nữa đây? Nghe Tần Lạc nói rằng hắn không thể tha thứ cho mình được. Hai lập tức nghĩ ngay tới cảnh người thân trong gia đình mình bị thảm sát dưới tay của sát thủ. Do vậy anh ta hốt hoảng nói, xin anh, tôi thật sự đem hết lòng thành ra xin lỗi anh, tôi biết là tôi đã sai, tôi đã làm tổn hại đến mọi người trong đoàn đại biểu, nếu như anh có điều kiện gì, xin anh cứ việc nói ra. Tôi sẽ không bao giờ từ chối. Tần Lạc vẫn tỏ ra vô cùng tức giận, không hề thuyên giảm đi chút nào. Xin anh, hai lập tức quỳ xuống cầu xin. Tôi là một người chồng, một người cha. Chỉ vì lòng ích kỷ mà làm hại tới bản thân. Mong anh hãy tha thứ cho tôi. Nếu như có thể bù đắp được gì tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Nét mặt của Tần Lạc lúc này mới trở nên hòa hoãn một chút. Hắn giả bộ giả tịch ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói. Đầu tiên,
ông phải thay mặt cho giới truyền thông Thụy Điển đứng ra xin lỗi trước toàn quốc. Tần Lạc biết rằng, cho dù hắn không đưa yêu cầu này ra, thì sau khi buổi họp báo này kết thúc, thì những tay phóng viên này cũng sẽ đăng tải bài viết về sự kiện ngày hôm nay. Ngoài ra nơi đây còn có phóng viên đài truyền hình đang quay phát sóng trực tiếp chương trình này. Sau khi nghe Trương Quang phiên dịch xong, thì hai lập tức đáp lại nói, không vấn đề gì. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Tôi sẽ đứng ra xin lỗi trước tất cả giới truyền thông Thụy Điển, chứng nhận sai lầm của mình. Tần Lạc lại nói tiếp, thứ hai, ông lập tức tới bệnh viện xin lỗi người phụ nữ bị sảy thai thay cho con trai của ông. Người phụ nữ kia bị sảy thai là do con trai của ông gây ra. Ông vì muốn bảo vệ nó mà làm những chuyện thất đức thế này. Tôi nghĩ chắc người phụ nữ kia cũng muốn bảo vệ đứa con của mình giống như ông vậy thôi, nhưng bây giờ đó là điều không thể ồ bây giờ chắc cô ấy cũng đang rất đau buồn. Yêu cầu này của Tần Lạc nhằm mục đích dựng lên một hình tượng kiểu mẫu của đoàn đại biểu Trung Y trong trái tim người dân Thụy Điển. Cho tới tận bây giờ đoàn đại biểu Trung Y vẫn rất thông cảm với người phụ nữ có thai này. Do vậy khi người dân Thụy Điển biết tin chắc chắn họ sẽ càng có cảm tình hơn với đại biểu Trung Y. Quả nhiên, sau khi Trương Quang phiên dịch xong, thì những tay phóng viên ở đây đều hướng hết con mắt về phía Tần Lạc, mà cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Masa lúc này cũng cảm thấy vui mừng nhìn Tần Lạc mỉm cười, nàng biết mình không hề nhìn lầm người. Thứ ba, ông phải trả giá cho hành động sai trái của mình, còn về việc trả giá thế nào thì sẽ do pháp luật của nước ông quyết định. Tần Lạc nói, vâng, vâng, tôi đồng ý hết, hai nói. Anh ta cứ tưởng mấy tay đại biểu Trung Y nạp sẽ đưa ra những yêu cầu hà khắc, thậm chí còn bắt đền tiền nữa. Nhưng không ngờ, bọn họ lại chẳng cần tiền. Tần Lạc cũng có nỗi khổ không thể nói ra. Nếu như nói hắn không hề thù hận hai thì hoàn toàn là dối trá. Hắn vừa mới tới Thụy Điển có một hôm thôi mà đã bị chơi đều thế này, thì kể cả một người có tấm lòng rộng lượng đến mấy cũng cảm thấy khó chịu. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên là muốn thẳng tay trừng trị hai một trận ra trò. Nhưng hắn hiểu rằng hắn ngoài mặt phải tỏ rõ thái độ của mình, chỉ có như vậy thì hắn mới có thể chiếm được trái tim của người Thụy Điển. Nếu như hắn đưa ra những điều kiện hà khắc thái quá, thì chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy căm ghét hơn mà thôi. Có khi người ta còn cho rằng người Trung Quốc là một bọn tham lam vô lại, như vậy sẽ làm ngăn cản bước phát triển của Trung Y trên đất Thụy Điển. Do vập mà Tần Lạc coi trọng danh tiếng hơn là tiền bạc. Nhưng cũng vì sự kiện người phụ nữ bị sảy thai này mà Trung Y đã mọc gốc rễ trong trái tim người dân Thụy Điển. Ngày trước bọn họ nào có biết tới Trung Y là cái gì? Cho dù có biết thì cũng chẳng bao giờ quan tâm tới. Trước đây Trung Y chịu nhiều lời đàm tiếu, lăng nhục nhưng bây giờ khi chân tướng sự việc đã rõ ràng thì những lời nhục mạ kia lại biến thành danh tiếng. Có thể nói rằng Tần Lạc đã có một bước tiến vô cùng quan trọng tại Thụy Điển. Hắn cũng muốn thừa thắng xông lên. Làm cho sự việc càng lúc càng trở nên nổi cộm, để cho càng nhiều người biết chuyện càng tốt. Tần Lạc đứng dậy nói, bây giờ chúng ta tới bệnh viện. Tôi muốn chứng kiến trực tiếp cảnh ông xin lỗi người phụ nữ bị sảy thai. Nghe Tần Lạc nói muốn hai tới bệnh viện để nói lời xin lỗi, thì đám đông phóng viên biết ngay lại có một nguồn tin có thể đăng tải rồi. Thế là tất cả bọn họ đều đứng hết cả dậy chuẩn bị cùng Tần Lạc tới bệnh viện. Để tôi gọi điện thoại bố trí trước, Ken đứng trong phòng hội nghị nói. Ông biết lần này mình đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn. Vừa nhằm đúng đối tượng để chọn mặt gửi vàng, lại vừa nhận được thiện cảm từ phía hoàng tử Philip. Thế là mọi người cùng nhau lục đục kéo đến khoa phụ khoa của Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển. Người phụ nữ bị sảy thai lúc này đã cầm được máu. Nhưng do mất máu nhiều quá mà thân thể rất yếu. Điều quan trọng hơn nữa là người phụ nữ này đã mất đi đứa con mới ở trong bụng nàng 6-7 tháng, đây là một đòn chí mạng giáng lên đầu nàng. Dưới sự giám sát của Tần Lạc và đám phóng viên, hai vô cùng ăn năn cúi đầu đem đầu đuôi câu chuyện ra nói cho người phụ nữ sảy thai này nghe, sau đó xin nhận bồi thường mọi sự tổn thất. Người phụ nữ bị sảy thai này sau khi nghe xong liền lớn tiếng chửi rủa hai là đồ cặn bã, nhưng nàng cũng không quên dành những lời cảm tạ cho đoàn đại biểu Trung Y. Và hơn nữa nàng còn nói lời xin lỗi với họ vì những hiểu lầm đã qua. Sự việc cuối cùng cũng đã phát triển theo chiều hướng có lợi cho đoàn đại biểu Trung Y. Công dân Thụy Điển sau khi biết chân tướng sự việc liền lập tức đăng tải xin lỗi vì đã lăng mạ đoàn đại biểu Trung Y. Thật không ngờ chân tướng sự việc lại như vậy, chúng tôi đã bị chính đồng bào của mình lừa dối. Sau này không ai còn muốn xem chương trình của đài truyền hình thương nghiệp nữa, ông chủ của nó là một tên khốn. Trung Y thật sự thần kỳ như vậy sao? Nghe nói họ còn cứu chữa một nữ phóng viên tên Masa.
Cái tin này sau khi đưa tới Trung Quốc, thì đám fan theo dõi sự kiện này tại Thụy Điển đều mừng đến phát điên. Tôi biết mà, Lạc Lạc của chúng ta sẽ không bị làm sao mà. Anh ấy là siêu nhân không thể bị đánh bại. Tin vào anh Lạc, bạn sẽ trường sinh cực lạc. Lạc Lạc thân vêu của em, I love you. Thái công dân trực tiếp gọi điện tới chúc mừng và khen ngợi Tần Lạc, ông vô cùng mừng rỡ với kết quả ngoài sức mong đợi này. Lâm Thanh Nguyên, Vương Dưỡng Tâm, Trần Thu Tuyền, Ninh Toái Toái, thậm chí đến cả Vương Cửu Cửu cũng gọi điện tới. Hiển nhiên bọn họ vô cùng quan tâm tới sự kiện này. Tại Thụy Điển cũng có rất nhiều người quan tâm tới sự kiện người phụ nữ bị sảy thai này. Philip đang ngồi trên mạng xem xét tình hình phát triển của sự việc, thì quản gia Kalai của anh gõ cửa đi tới. Kalai, có chuyện gì không? Philip quay người lại hỏi. Anh luôn dành một sự tôn trọng đúng mực với thuộc hạ của mình. Hơn nữa anh hiểu rõ rằng nếu như không có chuyện gì thì Kalai không bao giờ tới làm phiền anh cả. Hoàng tử Điện Hạ, phụ trách tiếp đãi đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc vừa gọi điện tới, nói rằng đoàn đại biểu Trung Y đang chuẩn bị về nước. Kalai trầm giọng nói. Về nước, Philip sững người. Sau đó hai mắt anh nheo lại, rồi nhoẻn miệng cười tủm tỉm. Nếu như bọn họ muốn về nước thật, thì theo như tính cách của Tần Lạc thì chắc chắn anh ta phải gọi điện trước tới cho mình để báo trước việc này mới phải. Nhưng anh ta không hề gọi tới, mà lại đi nói với người phụ trách tiếp đãi để từ biệt, điều này chứng tỏ rằng anh ta thực sự chưa muốn về nước ngay bây giờ. Anh ấy làm vậy là muốn tỏ sự bất mãn với tôi đây mà. Philip cười nói, bọn họ vừa mới tới đây thì đã bị người dân Thụy Điển công kích, lăng nhục, vốn định tới trường y học Hoàng gia Stockholm thuộc Điển diễn thuyết thì bị hủy. Thậm chí còn không có bữa tiệc tiếp đón chính thức nào dành cho bọn họ nữa, người ta cảm thấy ấm ức tủi thân cũng là phải thôi, là do bản thân tôi đã tiếp đãi bọn họ không được chu đáo rồi. Nghe hoàng tử nói rằng đám đại biểu Trung Y nạp tỏ thái độ bất mãn với hoàng tử, thì Kalai khẽ cau mày lại. Nhưng rất nhanh ông lại giữ đúng phong thái của mình, đến cả Philip cũng không phát hiện ra sự thay đổi trên nét mặt của ông ta. Đến lúc tôi phải xuất diện rồi, Philip nói. Anh ta muốn diễn kịch thì mình cũng nên tiếp vai diễn cùng mới phải. Không thể để bọn họ về nước lúc này được, nếu mà như vậy thì danh tiếng của Thụy Điển trên toàn thế giới sẽ bị bôi xấu một cách trắng trợn mất. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Tần Lạc, hắn và Hoàng tử Philip gặp mặt nhau trong phòng dành cho Tổng thống. Nghe nói Tần Tiên Siri chuẩn bị về nước phải không? Philip mỉm cười nhìn Tần Lạc hỏi, ánh mắt của anh không ngừng dò xét người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ yếu ớt. Nhưng lại không bao giờ cam chịu thất bại này. Chịu thua dưới bàn tay của người đàn ông này, mình cũng chẳng có gì phải hối tiếc cả. Philip thầm nhủ, từ khi Lệ Khuynh Thành rời khỏi Paris thì anh đã rất cố gắng liên lạc với nàng. Nhưng thái độ của nàng vô cùng kiên quyết, bất luận anh có nỗ lực ra sao, nhưng Lệ Khuynh Thành vẫn một mực từ chối. Hơn nữa nàng còn tỏ rõ lập trường của mình rằng người nàng yêu chính là Tần Lạc. Đến Thụy Điển bao ngạp như vậy chẳng có thu hoạch gì. Ngược lại lại làm phiền tới Hoàng tử Điện Hạ. Thật là có lỗi, Tần Lạc lịch thiệp đáp lại. Đây chỉ là sự hiểu lầm. Philip quá hiểu tâm tư của Tần Lạc, nên anh nói chuyện có phần trực diện, có một bộ phận bị người khác lừa gạt. Nhưng đại bộ phận thì đều là những người tốt. Xin được cho phép tôi được nói lời xin lỗi cho những việc xảy ra gần đây. Cũng mong Tần Tiên Sinh tin tưởng vào thành ý của những người dân Thụy Điển cũng như bản thân tôi. Ban nãy Viện trưởng trường Stockholm Sunva cũng đã gọi điện tới. Ông ấy vô cùng lấy làm tiếc vì đã từ chối về lời mời Tán Tiên Sinh tới trường diễn thuyết, ông ấy tỏ ra vô cùng khâm phục hành động cứu nhân độ thế của đoàn đại biểu Trung Y ông ấy, xin tôi được mạn phép gửi lời mời tới đoàn đại biểu Trung Y tới trường Đại học Y học Stockholm giao lưu học hỏi. Ngoài ra tôi cũng đã sắp xếp một bữa tiệc cho đoàn đại biểu Trung Y tại khách sạn Hoàng gia. Mong Tần Tiên Sinh cùng với đoàn đại biểu cùng tới tham dự buổi lễ long trọng này. Tần Lạc nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói. Hoàng tử Điện Hạ thành tâm như vậy, tôi cũng không dám từ chối. Thế này vậy, chúng tôi sẽ ở lại đây. Chúng tôi nguyện đem tài hèn sức mọn thúc đẩy giao lưu y học giữa hai nước Trung Quốc và Thụy Điển. Hai người lúc này cùng nhìn nhau mỉm cười, giống như kiểu anh hùng gặp nhau vậy. Chương 784, Bà Lão Khó Tính. Học viện Y học Hoàng gia Stockholm là học viện nghiên cứu về y học cao nhất Thụy Điển, và dĩ nhiên là trên toàn thế giới cũng vậy. 10 giờ sáng. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng tử Philip, Tần Lạc cùng mấy chục người trong đoàn đại biểu Trung Y đến Học viện Y học Hoàng gia để tiến hành giao lưu học hỏi. Vốn dĩ thái độ của học sinh Học viện Y học Hoàng gia Stockholm đối với đoàn đại biểu Trung Y là kỳ thị.
thậm chí còn ra mặt phản đối. Nhưng sau vụ hai đứng ra trước toàn quốc Thụy Điển nói lời xin lỗi, thì làn sóng dư luận mới bắt đầu nghiêng về phía có lợi cho đoàn đại biểu Trung Y. Chính vì vậy mà học sinh ở đây từ thái độ khinh ghét bỗng chốc đã chuyển thành hưởng ứng và hoan nghênh đoàn đại biểu Trung Y. Chào mừng đại biểu Trung Y Trung Quốc tới giao lưu và học hỏi. Trong tay các bạn sinh viên Thụy Điển lúc này đã dương cao tấm biển chào mừng đoàn đại biểu Trung Y. Trong đó có một tấm biển còn dùng những dòng chữ bằng tiếng Trung để hoan nghênh. Điều này đã thu hút sự chú ý của Tần Lạc cũng chẳng trách được, vì hắn chẳng hiểu chữ Thụy Điển, do vậy mà tấm biển này là tấm biển duy nhất mà hắn đọc hiểu. Viện trưởng Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển Sunva dẫn theo đoàn lãnh đạo trong trường bước ra ngoài cổng chào đón. Khi trông thấy đoàn người của Tần Lạc tới nơi thì bọn họ liền nhanh chân bước tới chào hỏi. Trước tiên là bắt tay Tần Lạc để biểu đạt thành tâm chào mừng đoàn đã tới. Sau đó ông ta mới quay sang Hoàng tử Philip nói, Hoàng tử Điện Hạ. Hội trưởng đã chuẩn bị xong rồi. Học sinh ở đây rất là nhiệt tình, các em đều rất hy vọng được tiếp xúc với đoàn đại biểu Trung Quốc để tìm hiểu văn hóa y học của họ. Tốt lắm, Philip gật đầu mỉm cười. Anh còn lo rằng sự có mặt của mình ở đây sẽ cản trở cuộc giao lưu này liền nói, ông và Tần Lạc tiên sinh cứ việc bàn bạc với nhau, còn tôi thì đi tham quan xung quanh một chút. Trưởng đoàn Tần, xin mời, Sunva trong bụng có phần không vui, nhưng vẫn phải niềm nở tiếp đón. Ông ta không giống với ông bạn Ken giảo hoạt và biết diễn kịch của mình, vì vậy mà ông không biết kìm nén bản thân, nên hành động của ông thể hiện rõ sự gượng gạo, khô cứng. Muốn mỉm cười, cũng không cười nổi, nhưng không mỉm cười thì lại thấy mình thất lễ. Sunva lúc này cảm thấy vô cùng khó xử. Tần Lạc dĩ nhiên là hiểu tâm trạng của ông ta lúc nào. Hắn ngoài mặt không nói ra, mà chỉ mỉm cười nói, cảm ơn hiệu trưởng Sunva nhiệt tình tiếp đón. Tôi tin rằng dưới sự ủng hộ của Hoàng tử Philip, cùng với sự hợp tác từ hai phía chúng ta, thì tôi tin rằng nền y học của hai nước chúng ta sẽ có những bước phát triển vô cùng lớn. Nghe Tần Lạc đem Trung Y của hắn đánh đồng với y học Thụy Điển, thì Sunva lại càng thấy khó chịu hơn. Nhưng vì ở đây có mặt Hoàng tử Philip, do vậy mà ông ta cũng không tiện phản bác lại lời nói của Tần Lạc. Mà chỉ biết mỉm cười với hắn mà thôi. Sunva cũng không hề có ý muốn tiếp lời Tần Lạc nói về sự phát triển của hai nền y học của hai nước. Nhưng một bà lão tóc bạc, đeo một cặp kính dày đứng cạnh đó thì không hề có ý khách khí với Tán Lạc chút nào. Chúng tôi hợp tác với các anh. Y học của Thụy Điển là nền y học khoa học tiên tiến nhất trên thế giới. Thành quả nghiên cứu của chúng tôi có cống hiến cho nền y học nhân loại vô cùng lớn. Thậm chí còn đoạt cả giải Nobel rồi nữa. Trung y của các anh thì có gì đáng để cho chúng tôi phải học hỏi. Y học của các anh có cống hiến gì cho y học thế giới chưa? Bà lão này vừa gầy vừa già. Nhưng nói năng lại vô cùng hoạt bát, khí thế trông như là muốn cãi nhau với người khác đến nơi không bằng. Sunva thấy bà lão nạp bắn pháo công kích Tần Lạc thì bất giác mừng thầm trong bụng. Bà lão này là một nhân vật nổi tiếng của Thụy Điển, là một trong những báu vật của Bệnh viện Hoàng gia Thụy Điển. Cả đời nghiên cứu của bà ta để lại những thành tựu vô cùng to lớn, tuy bà ta chưa hề đoạt được giải Nobel nào. Nhưng các học trò của bà ta đã có đến hai người đoạt được giải thưởng này rồi. Nếu như không phải tính cách bà ta khác người, chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu, không hề để tâm tới các quan hệ với đồng nghiệp, thì có lẽ cái chức viện trưởng của trường đại học này đã thuộc về bà ta từ lâu rồi. Nhưng cũng chính vì lý do này mà khi bà ta đứng ra công kích đại biểu Trung Y, thì Hoàng tử Philip cũng không có cách nào nói lại bà ta được. Nói thẳng ra là bà lão này chẳng cần phải nể mặt Hoàng tử tẹo nào hết. Thằng nào cũng như thằng nào. Nếu như Hoàng tử Philip mà lên tiếng trách móc bà ta thì có lẽ giới báo chí sẽ làm cho danh tiếng của Hoàng tử trở nên vô cùng tồi tệ, và anh ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền phức. Quả nhiên, Hoàng tử Philip sau khi nghe bà lão này nói vậy, cũng chỉ biết khẽ cau mày lại nhưng không dám phản bác lại câu nào. Tần Lạc không hiểu tiếng Thụy Điển, không hiểu bà ta đang nói cái gì. Nhưng từ cái thái độ của bà ta hắn cũng đoán ra được những lời bà ta vừa nói hoàn toàn không hề có ý thân thiện nào cả. Trương Tiểu Na thấy vậy vội phiên dịch lại cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc nghe xong liền mỉm cười, ôn hòa nói, tôi không hề phủ nhận y học Thụy Điển là nền y học hàng đầu của thế giới. Bệnh viện Hoàng gia Stockholm lại là trường học đầu tàu trong cả nước, đã có nhiều cống hiến cho nền y học của nhân loại. Nhưng tiếp sau đó, hắn lại bắt đầu bênh vực cho Trung Y. Trung Y đã có 5.000 năm lịch sử. Khi Tây Y chưa được phổ cập thì Trung Y chính là người đứng ra bảo hộ cho sức khỏe của hàng triệu, hàng tỷ con dân của Trung Quốc. Chỉ riêng một điều này thôi, Trung V cũng đủ để cho con dân Trung Quốc phải cảm ơn rồi.
hơn nữa y học Hán phương của Nhật Bản, y học Hàn của Hàn Quốc, và y học Cao Ly của Triều Tiên, đông y học của Việt Nam đều dựa trên Trung y mà phát triển. Trong hệ thống y học trên toàn thế giới thì Trung y có một vị trí vô cùng quan trọng. Sự phát triển nhanh chóng của Tây y học dựa trên hàng chục nước, thậm chí còn bao gồm cả Trung Quốc mới phát triển được như ngày hôm nay. Còn Trung y học thì do người Trung Quốc sau khi giành được quyền độc lập mới bắt đầu nghiên cứu và phát triển nó. Y học của Thụy Điển là một cây đại thụ trong nền y học thế giới, nhưng nó lại không phải là gốc rễ, cội nguồn của Tây y. Còn Trung y thì bắt nguồn từ Trung Quốc, do chính tay chúng tôi chăm sóc, gìn giữ, chăm bón cho nó phát triển, và mặc dù nó phát triển chậm hơn một chút, nhưng đến một ngày nào đó nó sẽ đâm chồi nảy lộc, trưởng thành thành một cây đại thụ đủ để ngăn chặn sóng gió bệnh tật cho dân chúng. Bốp, bốp, bốp. Tần Lạc vừa mói dứt lời, mấy người Thụy Điển này chưa kịp phản ứng, thì hơn mấy chục người Trung Quốc đứng ở phía sau hắn đã vỗ tay đôm đốp khen ngợi. Những câu nói của Tần Lạc quá đi sâu và cảm động lòng người. Từ trước tới giờ bọn họ chịu nhiều thiệt thòi, ấm ức và tủi nhục, nhưng luôn gánh vác rất nhiều lý tưởng, và hy vọng Trung y có một ngày phát triển mạnh mẽ. Nhưng bọn họ bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy mà chẳng có kết quả gì. Trung y đem ra so sánh với Tây y chẳng khác gì con của bà mẹ ghẻ. Chỉ bị mắng chửi chứ không hề có thương yêu. Nếu như Trung Quốc mỗi năm bỏ ra 100 triệu nhân dân tệ đầu tư vào việc nghiên cứu y học, thì đã có 80 triệu đầu tư vào Tây y, chỉ còn 20 triệu là bỏ vào Trung y mà thôi. Sự tủi nhục của bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Những lời nói của Tần Lạc đều nói đúng tâm trạng của bọn họ, do vậy khi nghe thấy những câu nói này cũng hiểu được Tần Lạc đã thấu hiểu hiện trạng của Trung y nói chung và bọn họ nói riêng như thế nào. Được lãnh đạo thấu hiểu tâm tình, thì nhất thời làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ riêng như vậy thôi, Tần Lạc đã nhận được sự yêu mến tuyệt đối của mọi người trong đoàn, bao gồm cả những người có khí chất vốn cao ngạo và có tên tuổi trong đoàn nữa. Trương Tiểu Na cũng không ngờ Tần Lạc lại nói tốt vậy, nên nàng cũng cố gắng phát huy tối đa khả năng ngôn ngữ của mình ra để dịch lại cho đoàn người Thụy Điển nghe. Anh dám nói y học của chúng tôi không có gốc rễ ư? Bà lão kia tức giận, hầm hầm nhìn vào Tần Lạc nói. Thưa quý bà, cũng giống như tôi đã dám thừa nhận sự phát triển của Trung y lạc hậu hơn với y học của các nước khác, tôi nghĩ bà cũng nên dũng cảm nhận ra khiếm khuyết của bản thân mình. Tần Lạc không hề kiêng nể bà lão phản bác lại. Hắn bên cạnh có Giê-xu và đại đầu rồi, lẽ nào bà lão này còn dám xông tới cắn xe hắn hay sao? Tôi dám khẳng định rằng Trung y bắt nguồn từ Trung Quốc, thế bà có dám nói rằng Tây y bắt nguồn từ Thụy Điển không? Anh, bà lão kia tức giận đến đỉnh điểm, nhưng không dám phản bác lại câu nói của Tần Lạc. Tây y thực chất bắt nguồn từ Hy Lạp cổ, nếu như bà ta dám nói Tây y bắt nguồn từ Thụy Điển, thì e rằng những lời nói này của bà ta mà được đăng trên báo thì sẽ có rất nhiều người dìm chết bà ta bằng nước bọt cho mà xem. Thấy Tần Lạc chỉ cần dùng ba tấc lưỡi đã làm cho người bên mình á khẩu, thì Xịn Va vội chạy tới giảng hòa, thời gian diễn thuyết sắp bắt đầu rồi. Học sinh đã vào trong lễ đường chờ đợi, chúng ta mau vào trong thôi. Hoàng tử Philip lúc này cũng sợ bà lão này gấp chuyện không cần thiết, nên vội gật đầu nói, đúng đấy. Đừng để học sinh chờ đợi quá lâu. Sơ Va đi cạnh Tần Lạc và Philip, đưa cả đoàn người vào trong lễ đường, không những vậy ông ta vừa đi vừa giới thiệu các công trình kiến trúc nơi đây. Tần Lạc lại một lần nữa thầm cảm thán việc coi trọng nền giáo dục y học của Thụy Điển, hắn đã từng làm thầy giáo của trường Đại học Y khoa thủ đô. Nơi đó cũng được coi là một trường đại học y nổi tiếng của Trung Quốc. Nhưng bất luận là thiết bị cơ sở hạ tầng, hay dụng cụ giảng dạy thì tất cả đều kém xa so với ngôi trường nổi tiếng của Thụy Điển này. Hắn bây giờ như đang đi trong vườn cổ tích vậy, hắn chìm đắm trong những tòa lâu đài cổ kính của thế kỷ 16. Thứ làm cho Tần Lạc chú ý nhất, chính là bất luận hắn cố gắng tìm kiếm, xăm soi đến đâu thì đều không hề thấy một cọng rác xả ra ở trong trường. Cái này không thể khẳng định rằng các bác lao công làm việc ở đây tích cực ra sao, mà là tố chất con người của thầy trò nơi đây đúng là rất cao. Ý thức bảo vệ môi trường rất tốt. Khi hắn đi tới một tòa lâu đài hình vòng cung, thì Sơ Va liền nhanh chân chạy lên trước mở cửa. Sau đó ông ta liền cúi người đưa tay ra mời mọi người vào trong. Tần Lạc thấy vậy cũng cúi người đưa tay mời Hoàng tử Philip vào trước, Philip thấy vậy liền không chịu, cứ bắt đoàn người của Tần Lạc vào trong trước. Tần Lạc hiểu ý của Philip, liền hiên ngang bước vào trong. Khi vừa mới vào trong phòng, lễ đường đã vang lên những tràng pháo tay rộn rã. Các thành viên của đoàn đại biểu Trung y đi theo phía sau, rồi lần lượt ngồi vào những chỗ ngồi đã dành sẵn cho bọn họ. Sơ Va lúc này bước lên bục phát biểu,
sau đó đọc những lời hoan nghênh đoàn đại biểu Trung Y tới đây giao lưu học hỏi. Rồi cuối cùng ông mới nói lớn, bây giờ, chúng ta xin mời trưởng đoàn của đoàn đại biểu Trung Y Tần Lạc tiên sinh đứng lên có vài lời dành cho chúng ta. Nói xong Sun Va liền đứng tránh sang bên, tiếp sau đó liền vỗ tay chào mời Tần Lạc. Tần Lạc liền đứng đậy hướng mắt về phía Trương Tiểu Na ra hiệu, sau đó có cả hai người liền bước lên bục phát biểu. Đứng trên bục phát biểu, Tần Lạc đưa mắt lên quét một đường nhìn vào những người có mặt ở đây. Họ đều là những Siri viên, nét mặt tràn đầy sức sổng và tự tin. Tần Lạc cảm thấy cảm khái vô cùng người đẹp ở Thụy Điển nhiều thật. Vốn là hôm qua chúng tôi đã tới đây để gặp mặt các bạn rồi. Tần Lạc cười nói, nhưng nghe nói các bạn phản đối do vậy mà chúng tôi đành phải trì hoãn lại một ngày. Bốp, bốp, bốp. Trương Tiểu Na đưa mắt lên nhìn Tần Lạc một cái. Sau đó liền phiên dịch nguyên văn nguyên bản những lời của hắn cho mọi người nghe. Nhưng không ngờ đám sinh viên liền vỗ tay điên cuồng, thậm chí còn có người đứng đầy huyết gió ủng hộ. Chương 785, làm bạn khóc thì bạn phải khóc, làm bạn cười thì bạn phải cười. Trương Tiểu Na không ngờ những câu nói này của Tần Lạc lại làm cho đám sinh viên trở nên hưng phấn như vậy. Nên nàng càng cảm thấy sùng bái hắn hơn. Tần Lạc đúng là rất được hoanh nghênh. Vương Thu Thân mỉm cười nói. Ông rất vừa lòng với học trò của mình. Anh ấy đang mượn thế để tấn công. Tô Tử cũng cười nói, ánh mắt nàng sáng long lanh nhìn vào người đàn ông của đời mình nói, sự việc người phụ nữ bị sảy thai làm cho đoàn đại biểu Trung Y bị hàm oan. Buổi họp mặt này vốn được sắp xếp vào ngày hôm qua, nhưng vì sinh viên phản đối nên bị hủy bỏ. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Anh ấy cố ý nói vậy là muốn làm cho đám sinh viên cảm thấy ăn năn hối lỗi. Sau đó họ sẽ chuyển biến nỗi ăn năn này thành niềm ủng hộ anh ấy. Ngoài ra sinh viên đều là những người còn trẻ, anh ấy dùng phương thức này để nói chuyện càng dễ nhận được sự đồng tình của họ hơn không những thế đám sinh viên này đại bộ phận đều tham gia phản đối bọn họ tới đây giao lưu, anh ấy nói những câu nói này lại là sự thật, mà sự thật thì dễ đi vào lòng người nhất. Đúng vậy, Cổ Bách Hiền gật đầu nói, ngày trước tôi cũng lo lắng Tần Lạc diễn thuyết không được tốt, bây giờ xem ra tôi đã lo lắng thừa thãi rồi. Những người lãnh đạo trong trường không hy vọng đoàn đại biểu Trung Y tới đây diễn thuyết, giống như Xịn Va và Uê vậy. Ngoài mặt họ tỏ rõ vẻ không vui. Hứ, thật là vớ vẩn, đây mà cũng gọi là diễn thuyết sao? Uê lạnh giọng nói. Chỉ biết lôi kéo mối quan hệ là giỏi, nói toàn những thứ rỗng tuếch. Sơ Va xa sầm nét mặt nói. Đối lập hẳn với hai người này, Hoàng tử Philip lúc này nét mặt vô cùng vui vẻ. Hài hòa. Từ khi còn ở Paris thì anh đã bắt đầu quen biết với Tần Lạc rồi, anh biết hắn rất có nhiều trò để lôi kéo lòng người. Sức mạnh này của hắn lần này cũng đã sử dụng vô cùng thành công. Nên nhớ khi còn ở Paris, thì trong lúc quan trọng nhất, Tần Lạc cũng đã tụ tập được đám đông đoàn kết lại. Nếu như mọi người khi đó không đoàn kết, thì liệu bọn họ có đạt được kết quả như mong muốn không? Cảnh sát Paris có đứng ra xin lỗi hay không? Không thể. Tần Lạc thấy vậy liền đưa tay lên ra hiệu mọi người yên lặng rồi nói, tuy là tôi nghe không hiểu các bạn đang nói cái gì, nhưng xem chừng như các bạn đang rất nhiệt liệt chào mừng tôi biết hôm nay các bạn chào mừng tôi tới đây một cách nồng nhiệt. Bốp, bốp, bốp. Lại một tràng pháo tay nổ lên, thậm chí còn rộ hơn cả lần đầu tiên. Được rồi, xin mọi người yên lặng một chút, các bạn hôm nay tới đây nghe diễn thuyết, không phải tới đây để tặng những tràng pháo tay miễn phí như vậy. Tần Lạc mỉm cười nói. Tôi là Tần Lạc, là đoàn trưởng của đoàn đại biểu Trung Y. Rất hân hạnh được tới trường Đại học Hoàng gia Stockholm Thụy Điển của các bạn, sau bao nhiêu gian nan cuối cùng chúng ta cũng đã gặp mặt được nhau. Trương Tiểu Na nghe vậy thì cố gắng nhịn cười đem những lời nói này phiên dịch ra. Quả nhiên, bên dưới khán đài mọi người đều cười ồ lên. Sau đó các bạn sinh viên nơi đây lại nổ pháo tay ầm ĩ. Trương Tiểu Na phát hiện ra rằng, mỗi lần Tần Lạc nói một câu, thì học sinh lại nổ pháo tay đáp lại. Ngày trước nàng đi theo phiên dịch cho rất nhiều đoàn đại biểu của quốc gia rồi. Nhưng từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ chứng kiến pháo tay nổ ra đều đặn và nhiều như lần này. Bọn họ rất yêu quý anh ấy. Trương Tiểu Na thầm nghĩ, bao gồm cả Minh nữa. Không biết mọi người có biết không, Trung Quốc có bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng có tên, trong đó bốn thầy trò bọn họ trải qua 9981 kiếp nạn mới tới được Tây Thiên để lấy kinh. Tôi biết, có một con khỉ. Nó có thể nhảy một cái là đi được 1.8 vạn dặm. Còn cả chư bát giới nữa. Con heo đó thật dễ thương. Cái tên hòa thượng kia có vẻ hơi ngốc, chẳng phân biệt được ai là người ai là yêu quái cả. Tần Lạc cũng chỉ hỏi bừa một câu vậy thôi.
thế mà không ngờ ở đây lại có nhiều người biết tới cuốn tiểu thuyết này đến vậy. Nhưng hắn hiểu rằng bọn họ thực chất chỉ biết cuốn tiểu thuyết này thông qua phim hoạt hình mà thôi. Bệnh viện Hoàng gia Stockholm Thụy Điển là một ngôi trường danh giá. Có thiết bị và trình độ y học cũng như kỹ thuật giảng dạy hàng đầu thế giới. Chúng tôi tới đây là để học tập kinh nghiệm, đồng thời chúng tôi tới đây để tặng các bạn kinh thư. Tần Lạc đưa mắt lên nhìn những thành viên trong đoàn đại biểu đang ngồi phía dưới mà trong lòng cảm khái vô cùng. Thầy trò Đường Tăng Phái trải qua 8 người mổ kiếp nạn mới lấy được chân kinh. Còn mình thì muốn đi tặng chân kinh thì lại phải chịu nhiều phen vất vả đến như vậy, lẽ nào trung y lại rẻ mạt đến mức đó sao? Tôi tới đây là để giới thiệu cho các bạn biết về trung y. Đây là một bộ môn nghiên cứu về bệnh lý sinh lý cơ thể con người. Cùng với các cách chẩn đoán bệnh tật và một số y thuật truyền thống phục hồi cơ thể. Nó có lịch sử đến 5.000 năm rồi. Nghe Tần Lạc nói 5.000 năm lịch sử, thì những sinh viên ngồi bên dưới đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nói thật là khi nhận được lời mời của viện trưởng Sova tới đáp diễn thuyết tôi khó xử vô cùng. Bởi vì tôi không biết nên nói cho các bạn biết trung y là gì, tôi cũng không có cách nào để giải thích rõ cho các bạn về âm dương ngũ hành, thế nào là kinh lạc huyệt vị, nếu như tôi nói quá sâu thì các bạn lại không hiểu, mà nói sơ lược thì các bạn lại thấy trung y chẳng qua cũng chỉ có vậy. Tần Lạc đưa mắt nhìn vào các sinh viên ngồi bên dưới rồi nói. Chính vì vậy mà tôi hy vọng có thể dùng một phương thức trực quan để chứng minh cho các bạn thấy sự thần kỳ của trung y, có vị nào muốn lên đây giúp đỡ tôi biểu diễn không? Tần Lạc biết rằng, bởi vì sự khác nhau giữa hai nền văn hóa Đông Tây, nên trong vòng một quãng thời gian ngắn hắn không thể nào đem hết những lý luận nguyên lý trong trung y ra để giảng giải cho các bạn sinh viên Thụy Điển hiểu được cả. Có lẽ chỉ giải thích một danh từ nào đó hắn cũng phải mất tới nửa ngày trời. Hắn không thể nào bắt người ta ngồi đây mà nghe hắn giải thích lâu như vậy được. Chính vì vậy mà hắn đã quyết định phải cho bọn họ chứng kiến được sự thần kỳ của trung y trước, sau đó mới làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú với trung y. Như vậy mới thúc đẩy được sự phát triển của trung y ở Thụy Điển. Sau khi nghe phiên dịch xong, thì không ít các bạn sinh viên đều giơ tay lên. Các bạn sinh viên của các nước Âu Mỹ này đúng là rất có tinh thần chủ động. Sova liền đứng ra chỉ vào một nữ sinh viên mắt xanh tóc vàng, nữ sinh viên này thấp vậy liền vội vàng chạy luôn lên trên bục phát biểu. Sova sợ Tần Lạc gài người vào dở trò, chính vì vậy mà ông ta đích thân chỉ học sinh lên trên. Nữ sinh viên mà ông ta vừa chỉ có tên Heo, là cháu gái của bà lão ơi cáu kỉnh kia. Ông ta tin chắc rằng cô sinh viên này chắc chắn sẽ không hùa theo Tần Lạc mà đi lừa gạt người khác. Heo là một cô sinh viên rất sexy, mũi cao, tóc vàng buông thõng, hai hàng lông mày đẹp như tranh vẽ. Khi Heo chạy lên bục phát biểu thì hai bộ ngực nàng lắc qua lắc lại trông vô cùng hấp dẫn. Heo rất chi là phấn khích, nàng đứng trước mặt Tần Lạc. Hai mắt long lanh lên tiếng hỏi, xin hỏi ý tôi phải phối hợp với anh ra sao? Trương Tiểu Na sau khi nhận được chỉ thị của Tần Lạc liền quay sang Heo nói, thưa cô. Xin cô tự giới thiệu bản thân mình cho mọi người được biết. Ồ, vâng, Heo liền đứng cạnh micro quay xuống dưới mọi người rồi vẫy vẫy tay nói, xin chào mọi người, tôi là Heo. Xem ra Heo được rất nhiều người biết tới. Khi nàng lên tiếng thì các nam sinh viên liền vỗ tay rầm rầm. Còn có một số bộ phận thì huýt sáo vô cùng phấn khích. Heo thấy vậy liền liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi đứng sang bên cạnh hắn. Trong lý luận của trung y, thì cơ thể con người có 52 đơn huyệt, 300 song huyệt, 50 kinh ngoại kỳ huyệt, tổng cộng là 720 huyệt vị. Có 108 là huyệt vị nguy hiểm, trong đó có 72 huyệt vị khi bị kích động vào không đến nỗi gây ra cái chết. Còn 36 huyệt vị còn lại thì gọi là huyệt chí mạng, cái này người ta hay gọi là tử huyệt. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn biết thế nào gọi là huyệt vị. Tần Lạc nói, mỗi một huyệt vị đều tương ứng với một cơ quan, mỗi một huyệt vị đều có một công hiệu thần kỳ. Huyệt vị đối với trị liệu trong trung y có tác dụng vô cùng lớn, nếu như có thể kết hợp với châm cứu thì có thể chữa được lành bệnh. Sau khi nghe Trương Tiểu Na phiên dịch xong, thì Heo trợn tròn đôi mắt xinh đẹp của mình lên hỏi Tần Lạc nói. Tử huyệt có thể gây chết người sao? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói, cô có sợ không? Không, Heo cười híp mắt lại, để lộ rõ hai má lúm đồng tiền trông rất dễ thương, tôi biết, anh sẽ không làm tổn hại tới tôi. Tần Lạc mỉm cười, cô gái này cũng thông minh đấy chứ. Nếu như mình chẳng may làm gì tổn hại tới nàng, thì trung y coi như đi tong rồi còn gì nữa. Anh muốn tôi làm gì? Heo hỏi. Nàng còn không biết mình nên phối hợp thế nào với Tần Lạc nữa. Cô không cần phải làm gì cả. Tần Lạc nói, hắn bước tới bên Heo,
sau đó ấn nhẹ lên phần eo của nàng, chân trái của heo đột nhiên đá lên rất bất ngờ. Tần Lạc cứ ấn vào huyệt vị đó mà không buông tay ra, heo cũng vẫn giơ chân lên như vậy. Nàng bây giờ hệt như một người máy bị người khác thao túng vậy. Sao lại như vậy? Heo kinh hãi nói, bất luận cô dùng lực thế nào đều không thể bỏ chân trái của mình xuống được. Thân thể của nàng đứng không vững, thế là nàng liền ngã luôn vào lòng của Tần Lạc. Một làn hương thơm mát phảng ra, tay của Tần Lạc lại ôm đúng vào nơi mềm mại trên cơ thể nàng. Cũng may mà mọi người đều chú tâm tới bài biểu diễn của Tần Lạc. Do vậy mà không ai biết Tần Lạc vừa mới lạm dụng Hele Tĩ Nhiên, có lẽ trong mắt bọn họ sự va chạm này cũng chẳng có gì là to tát cả. Chân của tôi vừa xong không thể động đậy được, heo xúc động nói với các bạn sinh viên ở bên dưới, tôi không thể nào khống chế được nó cứ tự nhiên dơ lên như thế. Đây chính là tác dụng của huyệt vị, Tần Lạc mỉm cười nói, nó không những khống chế thân thể của bạn, nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Thông qua huyệt để điều trị, có thể làm cho hiệu quả điều trị tăng lên rất nhiều. Anh có thể bắt cô ấy nhảy lên được không? Một sinh viên nói lớn. Dĩ nhiên là được, Tần Lạc bước ra phía sau heo, hắn dùng lực ấn vào eo của nàng một cái. Heo lập tức nhảy luôn lên. Heo bật cười khanh khách, nàng cắm thấp huyệt vị thật là thú vị. Nàng liền chủ động yêu cầu Tần Lạc nói, anh có thể làm tôi khóc được không? Không vấn đề. Tần Lạc nói xong liền ấn vào huyệt tuyến lệ của nàng. Heo lập tức cảm thấy sống mũi cay cay, sau đó từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống, muốn kiềm chế cũng không kiềm lại nổi. Làm cho cô ấy cười, đám sinh viên đứng dưới gào lên, hoàn toàn không để tâm tới cảm xúc của con chuột bạch heo. Tần Lạc mỉm cười, sau đó đưa ngón tay hạ xuống ba thốn, điểm vào huyệt cười của heo. Heo lập tức bật cười ha hả. Vừa mới nước mắt đầm đìa. Vậy mà chỉ trong nháy mắt thôi nàng đã bật cười ngặt nghẽo. Đây chính là sự cuốn hút của huyệt vị, làm bạn khóc thì bạn phải khóc, làm bạn cười thì bạn phải cười. Chương 786, sát khí trong thư viện. Đây là cách đơn giản mà lại hiệu quả nhất. Lần biểu diễn này trên người của Helen khiến cho các bạn sinh viên ở đây ai cũng phải cảm thấy kinh hãi. Thật là thần kỳ, để tôi lên thử xem sao. Tôi không tin đó là sự thật, làm sao lại có chuyện này được cơ chứ? Đây là y thuật hay là võ thuật vậy? Đây có phải là công phu của Trung Quốc không? Trương Tiểu Na dịch cho Tần Lạc nghe những lời mà các bạn sinh viên ngồi bên dưới vừa nói. Thì Tần Lạc cười đáp lại, nếu mọi người có hứng thú với chuyện này mà không ngại thì hãy lên đây thử xem sao. Nhưng vì lượng người quá lớn, nên không thể ai cũng lên trên này được. Thôi thế nạp đi, chúng ta mời viện trưởng Serva cùng với ba sinh viên nữa lên thử nghiệm xem sao. Các bạn thấy như thế có được không? Nếu Serva lo rằng mình sẽ tìm người để phối hợp riêng làm chuyện này thì việc chọn học sinh cứ để cho ông ta làm đi. Tính thêm tôi vào, Wei nói, tôi muốn lên xem cái gọi là huyệt vị này có thực là thần kỳ đến vậy không. Cũng chi là phản xạ thần kinh của cơ thể con người thôi mà, làm gì mà ghê gớm thế cơ chứ. Đừng có dở trò bịp bợm. Được, vậy bà lên đó xem thực hư thế nào. Sunva nói, vốn dĩ ông ta cũng muốn lên đó thử xem sao. Nhưng tổng cộng số người mời chỉ được có 3 suất, không thể để cả viện trường lẫn viện phó cùng lên rồi chỉ nhường lại một suất cho học sinh chứ. Dưới sự lựa chọn của Serva, Wei và một nam sinh cùng một nữ sinh bước lên trên đài chủ tịch. Wei đanh nét mặt nhìn Tần Lạc nói, anh làm tôi khóc đi. Tần Lạc nhìn bà lão gầy gò này một cái rồi cười đáp, làm thế không tổ cho lắm thì phải. Tần Lạc cổ tình nói như thế, vừa rồi khi bà lão công kích khi hắn vừa đặt chân tới đây. Thì trong lòng hắn đã cảm thấy ấm ức vô cùng, nhưng ở trước mặt bao nhiêu là lãnh đạo trong trường cùng với phóng viên như thế thì Tần Lạc chỉ còn cách đè nén nỗi uất ức này ở tận đáy lòng mà thôi. Bây giờ có được cơ hội làm xấu mặt Wei trước mặt bao nhiêu người thế này, thì hắn đúng là khó mà có thể bỏ qua được. Hắn càng không muốn làm thì bà lão Wei lại càng cho rằng Tần Lạc có tật giật mình, liền bất mãn nói, rốt cuộc là anh có làm được không? Vừa rồi liệu có phải là anh giở trò lừa gạt người ta không đấy? Bà biết là cháu gái Helen của mình không thể dở trò giả dối cùng với mấy người này được, nhưng trong lòng bà vẫn rất thù địch với mấy người Tần Lạc, nên bà chẳng ăn nói khách khí với họ làm gì. Nếu bà đã có yêu cầu như thế thì tôi sẽ đáp ứng cho bà. Tần Lạc gật đầu nói, bà chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, bà lão nói. Bà là một người kiên nghị và dứt khoát, ngày thường cũng chỉ có hứng thú với việc nghiên cứu y học mà thôi. Thậm chí còn không có đủ tình cảm sâu đậm đối với bạn bè hay người thân trong gia đình mình.
Vì vậy mà bà cũng không biết là đã bao nhiêu năm rồi bà chưa hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Bà không tin là Tần Lạc lại có thể làm bà phải rơi lệ một cách dễ dàng như thế. Tần Lạc nhằm đúng vào huyệt tuyến lệ của bà lão rồi dùng lực ấn vào đó hai cái. Bà lão chỉ kịp cảm thấy mũi mình cay cay, sau đó hai hàng nước mắt liền từ từ chảy dài trên gò má. Bà lão vốn định dùng khả năng khống chế của mình để chế ngự lại, nhưng bất luận cho dù bà có cố gắng thế nào thì cũng không thể ngăn được những dòng lệ đang lan dài kia lại. Bà lại cho rằng đây chỉ là động tác phản xạ tự nhiên của cơ thể con người, chỉ cần tay Tần Lạc nới lỏng ra một cái là mình sẽ ngừng rơi lệ. Nhưng lần này bà lại nghĩ sai tiếp. Tay của Tần Lạc rõ ràng là đã rời khỏi cơ thể bà từ lâu nhưng bà vẫn không ngừng rơi lệ. Chỉ trong nháy mắt mà cả khuôn mặt già nua của bà chứa chan là nước mắt. Mau dừng lại, bà lão cũng chẳng thèm để ý đến việc mất mặt gì nữa liền gào lên. Xin lỗi bà, nhưng bây giờ thì không dừng lại được, phải cần đến 15 phút sau mới dừng lại được. Tần Lạc ngại ngùng nói. Cái gì, 15 phút, nghe Tần Lạc nói vậy thì bà lão ơi thiếu chút nữa thì tức hộc máu mồm. Chẳng lẽ mình phải khóc trước mặt bao nhiêu học sinh thế này đến cả 15 phút ư? Tôi cứ nghĩ rằng bà muốn thử nghiệm cái này một cách sâu sắc, nên đã dùng lực nhiều hơn một chút. Tần Lạc cười nói, anh bà lão biết là đã bị Tần Lạc chơi đều rồi, nên tức lắm. Bà liền trừng mắt nhìn hắn một cái rồi bước nhanh xuống bên dưới rồi đi ra phía ngoài cửa. Cho dù bà có không hiểu được việc đối nhân xử thế đến đâu thì bà cũng không muốn khóc lóc trước mặt bao nhiêu học sinh trong thời gian dài như vậy. Nếu làm thế thì ngày sau bà còn mặt mũi nào mà nhìn mặt người khác nữa đây? Nam sinh kia thì yêu cầu Tần Lạc làm cho cậu ta cười khanh khách lên 3 lần. Còn nữ sinh còn lại thì lại bảo Tần Lạc làm cho nàng quỳ xuống. Tần Lạc liền thỏa mãn yêu cầu của bọn họ mà chẳng hề cảm thấy bất kỳ khó khăn gì, cho dù bọn họ có muốn đại tiểu tiện ở ngay chỗ này đây đi chăng nữa thì Tần Lạc cũng có thể thỏa mãn được. Thấy viện phó Uy cùng với hai sinh viên nữa đều cho ra những động tác khác nhau dưới sự điều hành huyệt vị của Tần Lạc thì cả hội trường náo nhiệt chẳng khác nào một cái chợ của Trung Quốc cả. Sau đó còn có cả phóng viên của giới truyền thông cũng muốn lên thử nghiệm độ thần kỳ của Trung Y. Tần Lạc nghĩ một lát rồi chỉ định Masa và một nam phóng viên lên đài diễn cho mọi người xem. Kết quả cho ra vẫn không khác gì với khi nãy cả, chỉ cần bọn họ đưa ra yêu cầu thì Tần Lạc đều có thể thông qua huyệt vị mà khiến cho họ có những động tác tương ứng. Cứ như thế một hồi thì mọi người ai nấy đều bị thu hút bởi thủ pháp Trung Y mà Tần Lạc biểu diễn cho họ xem. Tần Lạc cũng nhân cơ hội này mà làm tới luôn, liền lên tiếng giới thiệu thêm, Tây Y chú trọng vào việc đau đâu chị đấy. Đau đầu thì điều trị ở đầu, đau chân thì điều trị ở chân, nhưng Trung Y thì lại là một quá trình điều trị có hệ thống, ví dụ như bạn cảm thấy đau bụng thì cũng có thể là vì những cơ quan, bộ phận khác trên cơ thể bạn sinh bệnh mà dẫn đến điều đó. Trung Y chú trọng đến cả quá trình điều trị và điều dưỡng nữa, trước tiên sẽ tìm xem nguyên nhân bệnh, nơi phát bệnh, bệnh tính là gì. Sau đó sẽ phân tích nguyên cơ căn bệnh với lục phủ ngũ tạng cùng với kinh lạc quan tiết trong cơ thể. Xem khí huyết dịch vị thay đổi thế nào để phán đoán rồi đưa ra được tên bệnh, tiếp sau đó sẽ nói ra được bệnh trạng rồi sẽ tìm ra phương pháp cứu chữa, ví dụ như thông qua mồ hôi, nước bọt, hạ hỏa, ồn, thanh, bó để điều trị, v.v. Nghe thì có vẻ rất phức tạp nhưng làm thì chỉ cần 4 bước, vọng, văn, vấn, thiết là xong. Vừa rồi tôi thi triển huyệt vị cho mọi người xem cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong Trung Y mà thôi, ngoài ra còn có khí tức trong cơ thể, mạch đập, sắc mặt, v, toàn bộ đều ẩn chứa tin tức của toàn cơ thể con người. Hiểu được Trung Y, thì có thể hiểu được cái thế giới huyền bí trong cơ thể con người. Vốn là Học viện Y học Stockholm chỉ cho Tần Lạc diễn thuyết trong vòng nửa giờ đồng hồ. Nhưng dưới yêu cầu bức thiết của các bạn sinh viên thì thời gian cứ kéo dài liên tục. Đợi 1 giờ 20 phút trôi qua rồi thì buổi diễn thuyết mới chính thức kết thúc. Khi Tần Lạc tuyên bố diễn thuyết kết thúc, hy vọng mọi người tiếp tục quan tâm tới nền phát triển của Trung Y, thì tất cả các bạn sinh viên trong hội trường đều đứng hết cả dậy vỗ tay rào rào không ngớt. Đây là một lần giao lưu thành công, hiệu quả tốt hơn cả mọi người nghĩ. Thông qua một loạt các hành động làm mẫu của Tần Lạc thì những cô cậu tài giỏi trong Học viện Y học Hoàng gia đã có một kinh nghiệm khó quên đối với Trung Y, hơn nữa còn có một hứng thú tìm tòi học hỏi phong phú nữa. Viện trưởng Sova đưa ra lời mời những thành viên trong đoàn đại biểu cùng với sinh viên trường Stockholm cùng dùng bữa trưa với nhau. Vì chọn nhà ăn trong trường làm nơi dùng bữa, nên trong lúc ăn cơm vẫn có không ít sinh viên bưng đĩa đến nói chuyện với Tần Lạc. Nhưng đáng tiếc là Tần Lạc không hiểu tiếng Thụy Điển. Còn bọn họ thì lại không biết nói tiếng Trung, vì vậy mà giao tiếp của hai bên gặp phải trở ngại,
có đến mấy phiên dịch phải thay phiên nhau ngồi trực bên cạnh Tần Lạc, khi người này ngồi làm phiên dịch thì những người còn lại phải giải quyết luôn vấn đề ăn cho no bụng trước đã. Cô gái tên Heo mà khi ở trên khán đài lúc thì cười lúc thì khóc cũng bước tới đây, nàng còn kéo theo một cô gái có khuôn mặt châu Á đến cùng nữa. Tần Lạc tiên sinh, chào anh, tôi tên là Lý Lệ, tôi đến từ Hồng Kông. Cô gái có khuôn mặt Á Châu chào Tần Lạc bằng thứ tiếng Trung không được chuẩn cho lắm. Chào cô, mời ngồi. Tần Lạc cười nói, hắn không thể ngờ tới việc lại gặp được đồng bào của mình ở ngay trong trường y học hoàng gia này. Trong lòng phấn chấn hết chỗ nói. Đọc báo thấp nói là có một đoàn đại biểu y học của Trung Quốc đến đây giao lưu học hỏi thì tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nhưng sau khi nghe nói bọn họ xảy ra sự cố thì tôi lại thấy buồn vô cùng. Lý Lệ kéo Heo ngồi luôn xuống đối diện Tần Lạc. Cũng may mà các anh đã giải quyết hết vấn đề rồi. Việc đó quả là chẳng liên quan gì đến các anh cả, buổi diễn thuyết của anh hôm nay thật tuyệt. Tôi thực sự không ngờ Trung Y lại thần kỳ đến vậy. Bạn học của tôi đều rất thích anh và thích cả Trung Y nữa. Cảm ơn cô gửi lời cảm ơn đến những người bạn học của có giúp tôi luôn. Tần Lạc gật đầu nói. Heo quay sang Lý Lệ nói một tràng bằng tiếng Thụy Điển, sau đó Lý Lệ liền quay lại nhìn Tần Lạc nói. Bạn học Heo của tôi nói là bạn ấy rất thích anh. Bạn ơ ủy thấp anh thật là thần kỳ, có thể làm cho bạn ấy vừa cười lại vừa khóc được. Đây là việc mà bạn ấy chưa bao giờ nghĩ đến. Bạn ơ ủy nhờ tôi hỏi là anh có thể nhận bạn ấy làm học trò của anh không, bạn ấy muốn học Trung Y từ anh. Cô gái Thụy Điển này muốn học Trung Y. Tần Lạc sau một hồi kinh ngạc thì cười nói, tất nhiên là được rồi, chúng tôi sẽ không từ chối bất kể một ai thích gia nhập Trung Y cả. Lý Lệ nhắc lại lời của Tần Lạc vừa nói cho Heo nghe, Heo sau khi biết Tần Lạc đồng ý nhận nàng làm đồ đệ thì vui hết biết, nàng giơ luôn tay ra ôm lấy cánh tay Tần Lạc nói một tràng giang đại hải gì đó. Bạn ấy rất vui, Lý Lệ cũng cười với vẻ mặt tự hào nói, bạn ấy muốn hỏi là theo như truyền thống Trung Quốc thì nên bái sư thế nào cho phải. Trình tự bái sư thì thôi miễn đi, Tần Lạc nói, chỉ cần cô ấy thực sự yêu thích thì chúng tôi sẽ dạy cho cô ấy cẩn thận. Lúc này trong đầu Tần Lạc bỗng nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ mới. Hắn định đợi đến khi hoạt động giao lưu này kết thúc thì sẽ bàn bạc việc này với Philip một phen. Lý Lệ dịch lại những lời mà Tần Lạc vừa nói cho Heo nghe, thì khuôn mặt Heo khẽ đỏ lựng lên rồi còn nói cái gì đó lại với Lý Lệ. Sau đó Lý Lệ dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn Tần Lạc một hồi rồi cười hì hì nói, Heo nói là chiều nay viện trưởng chắc chắn sẽ mời mọi người tham quan thư viện của trường, nên bạn ấy hy vọng được làm hướng dẫn viên du lịch cho anh. Cứ như lo Tần Lạc sẽ từ chối lời mình nên Lý Lệ lại cười nói, cũng đúng vừa lúc chiều nay chúng tôi không có tiết, nên sẽ đến thư viện cùng luôn. Nàng có thể nhìn ra được là cô bạn người Thụy Điển nạp của mình có vẻ như rất thích đồng bào của mình thì phải. Vì vậy mà nàng cũng muốn cố gắng giúp bạn mình được gì thì giúp. Được rồi, Tần Lạc cười nói, hắn không thể nói với hai cô gái này những lời như, hay là hai người vẫn không nên đi cùng tôi đến thư viện thì hơn chứ. Đúng như những gì mà Heo nói, bữa ăn trưa vừa kết thúc thì Serva quả nhiên đã mời những thành viên trong đoàn đại biểu đi tham quan thư viện của Học viện Y học Hoàng gia Stockholm. Heo và Lý Lệ vẫn đi bên cạnh Tần Lạc, điều này khiến cho Tô Tử Thầm dùng ánh mắt giễu cợt Tần Lạc đến mấy lần. Tần Lạc giơ hai tay ra, ý nói mình thực sự là cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là một thư viện vô cùng to lớn, nghe nói đã có mấy trăm năm lịch sử rồi. Thấy từng giá sách dày đặc kéo dài không bờ bến thì Tần Lạc lại một lần nữa cảm thấy kinh hãi trước sự học sâu biết rộng của họ. Nước Trung Quốc lúc nào cũng thích xây lên một tòa lầu cao nhất thế giới, một chiếc tháp nổi danh thế giới, một đôi đũa lừng lẫy đó đây hay một chiếc bánh ngọt tiếng tăm đây đó. Nhưng lại chẳng có thành phố nào muốn xây một nhà thư viện lớn nhất thế giới cả. Một nước nhỏ như Thụy Điển mà thư viện của một trường đại học thôi thậm chí còn có nhiều sách hơn cả thư viện Yến Kinh. Điều này không thể không làm cho người ta phải cảm khái trong lòng. Tần Lạc còn tìm ra được một quyển sách có tên dùng chữ tiếng Trung viết ở dãy sách nước ngoài trong thư viện, hắn đang định giơ tay ra lấy thì đột nhiên tòa thư viện này bỗng trở nên rung chuyển hết cả lên. Sau đó Tần Lạc nhìn thấy từng dãy sách ở trước mặt đổ dạp xuống giống như chơi trò domino vậy, tất cả đều ùn ùn đổ dồn về phía hắn. Mau chạy, Tần Lạc một tay nắm lấy tay Heo, tay còn lại thì nắm lấy tay Lý Lệ kéo hai người chạy về phía lối ra. Chương 787, ghê cổ đến buồn nôn. Phẩy, cái nọ đè lên cái kia, từng giá sách trong thư viện cứ đổ xô về phía trước, giống như bộ bài domino bị người ta xô đẩy vậy. Bị người ta đẩy cho đổ sao? Tần Lạc bất chợt cả kinh trong lòng.
Nếu không có ai cố tình đẩy cho đổ thì những giá sách đã được dựng ở đây cả trăm năm nay rồi làm sao có thể đột nhiên bị đổ rạp xuống đất được. Nhưng nếu có người cố ý đẩy đổ nó thì rốt cuộc mục đích của bọn họ là gì? Rất rõ ràng, mục đích của họ chính là mình. Nói như thế thì người đẩy đổ giá sách kia cũng không hề muốn đè chết mình, vì cho đống sách này có đè lên người mình đi chẳng nữa thì cũng không thể làm cho mình bị tử vong được. Hắn ta muốn nhân cơ hội mọi người đang náo loạn và thu hút sự chú ý của vệ sĩ, thậm chí là ép cho mình ra ngoài. Chiêu giết người thực sự không phải là những giá sách đang đổ hướng về phía này, mà là sự tấn công sắp xảy ra. Ý nghĩ này vụt hiện ra trong đầu Tần Lạc, thì hắn đang cầm tay hai người là Heo và Lý Lệ chạy bán sống bán chết bỗng nhiên dừng lại. Á, hai cô gái cùng kêu lên thất thanh. Tần Lạc dùng lực kéo với độ phản xạ tự nhiên, đã làm đau cánh tay của bọn họ. Tần Lạc không có thời gian mà để ý đến mấy thứ này. Hắn nhìn chỗ sách phía đằng xa đang chuẩn bị đổ về phía mình thì đột nhiên hắn dùng chân đạp vào giá sách mà hắn đang đứng gần đó. Dưới lực tác động của Tần Lạc, thì giá sách đó đã đổ ngược chiều lại với những giá sách kia. Một dãy giá sách đổ về hướng Tây, còn giá sách mà Tần Lạc đạp đổ thì lại đổ về hướng Đô Ống. Một bên là một con rồng to lớn và hung mãnh, còn một bên là một con rồng nhỏ vừa mới hình thành. Dầm. Một ngắn một dài, hai con rồng này đụng nhau ở ngay giữa, phát ra một âm thanh to đến rung trời. Ghế sách bằng gỗ cuối cùng cũng không thể chịu được khi đụng nhau với một sức lớn như thế thì liền phát ra những tiếng răng rắc như muốn vỡ nát ra đến nơi. Giống như những người khổng lồ bị mục nát vậy, cái thì thiếu cánh tay, cái thì thiếu đôi chân, toàn bộ chia năm xẻ bảy ra rồi đổ rạp xuống mặt đất. Những cuốn sách được cất giữ cẩn thận của Học viện Stockholm bay tứ tung ra xung quanh từng trang giấy bay khắp bầu trời trông giống như những bông tuyết đang nhảy múa nô đùa vậy. Vì Tần Lạc ra tay muộn nên con rồng nhỏ phía này không đỡ nổi chấn động to lớn từ phía con rồng to bên kia. Vì vậy mà mấy giá sách vừa đổ về phía kia đều bị bóp nghẹt dưới làn sóng lớn. Liền bắn ra phía trước. Tần Lạc sợ Heo và Lý Lệ bị thương, nên đã giơ tay ôm lấy hai người vào lòng, sau đó tựa chặt lưng vào giá sách, rồi bị bắn ra phía trước cùng với lực va đập mạnh kia. Hắn cố tình tựa lưng vào giá sách như thế, vì chỉ có làm vậy mới có thể hóa bỏ một bộ phận lớn lực tấn công vào. Nếu hắn cứ ôm hai người đẹp này vào trước rồi nằm rạp xuống đất. Sau đó để mặc cho đống sách phía sau lưng chèn ép lên người thì như thế chắc sẽ làm cho hắn bị nội thương mất. Cho dù làm như thế nhưng Tần Lạc vẫn cảm thấy lưng mình nặng trịch, yết hầu ngòn ngọt. Phù! Một ngụm máu tươi bắn tung tóe lên mặt hai người đẹp nhỏ bé đang khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra. Tần Lạc còn nhìn thấy ủy có không ít vệt máu bắn lên môi của Heo, không biết thế có được coi là hôn gián tiếp không nhỉ? Xin lỗi Tần Lạc vào trong thời khắc then chỗ thế này vẫn cảm thấy hành vi của mình thật không lịch sự chút nào. Không phải tôi cố ý đâu. Hai người đẹp nhìn Tần Lạc với bộ mặt hoảng sợ, căn bản là không biết hắn đang nói cái gì. Ở một góc của thư viện, một người đàn ông râu sồm cầm một khẩu súng phát hiện trên đường đi không có bóng hình Tần Lạc, thì ánh mắt có phần khác lạ, sau đó giơ hai ngón tay ra để ra hiệu. Ngay lập tức liền có một nam một nữ nhảy ra từ đằng sau của hai giá sách. Một bên trái một bên phải xông tới nơi mà Tần Lạc bị ngã xuống. Ngoặc kép. Hai thân hình này một đen một trắng, một người cầm xiên còn một người thì cầm kiếm dài. Bay thẳng đến chỗ Tần Lạc như hai con quỷ vậy. Khó mà dùng ánh mắt thông thường mà có thể phân biệt được bóng hình của hai người này, hơn thế nữa tốc độ của bọn chúng cũng nhanh đến kinh người. Đại Đầu và Giê-xu vẫn luôn ở bên cạnh Tần Lạc. Hai người đều không ngờ là hung thủ đã sớm mai phục ở trong thư viện rồi. Hơn nữa còn chọn phương thức tấn công từ xa nữa. Cho dù biết Tần Lạc bị người ta chôn vùi trong đống giá sách, thì bọn họ vẫn đứng nguyên ở vị trí của mình, không ai dám manh động cả. Hai người một người là thành viên của quân đội Long Tức Trung Quốc, còn một người thì là sát thủ tiếng tăm lừng lẫy khắp châu Âu. Bọn họ biết là chiêu giết người thực sự vẫn còn ở đằng sau cơ. Cho đến khi hai bóng hình một đen một trắng xuất hiện thì Giê-xu và Đại Đầu mới động đậy. Giê-xu cầm súng trong tay. Xông thẳng đến kiếm khách đang nắm trong tay cây kiếm dài như một con sư tử sổng chuồng vậy, còn Đại Đầu thì chào đón người phụ nữ châu Phi bằng ánh mắt lạnh lùng đến lạnh tóc gáy. Những tên này đều phải chết hết. Thấy đồng bọn của mình đều đã có đối thủ, thì râu sồm cười ha hả nói. Hắn ta thoát một cái đã nhảy lên chiếc giá sách bị đổ chồng ngược dưới đất. Sau đó xông thẳng về hướng Tần Lạc như một con báo điên cuồng vừa xuống núi vậy. Không sai, đây chính là một trận chiến khá là khốc liệt.
Bọn chúng đã sớm tính trước là bên cạnh Tần Lạc có một lực lượng bảo hộ đặc biệt, đó là hai cao thủ đẳng cấp Jesu và Đại Đầu. Vì vậy mà bọn chúng đã chuẩn bị sẵn kiếm khách để đối phó với Jesu, dùng người phụ nữ mặc đồ đen để đối phó với Đại Đầu. Còn thừa ra mình thì chính là chủ lực để giết chết Tần Lạc. Nghĩ đến việc nhìn thấy Tần Lạc qua ống nhòm mà trong lòng hắn ta có một cảm giác gì đó thật khác thường. Một người đàn ông nhỏ nhắn nho nhã tuấn tú, nếu mà đổi sang một hoàn cảnh khác thì chưa biết chừng trước khi rỉa hắn mình còn có thể chơi cho bỏ một phen. Đáng tiếc là hắn ta chẳng có cách nào mang thi thể đi được. Nếu ý nghĩ này mà để Tần Lạc bỉa được thì chỉ muốn đổ cả bình thuốc nổ vào trong đầu hắn ta mà thôi. Hắn ta tên là Taro, một cỗ máy xay thịt nổi tiếng ở châu Âu. Ngày trước hắn ta chỉ thích làm lính đánh thuê ở châu Phi và Ả Rập. Vì giết người ở đó rất đơn giản và dễ dàng. Hắn ta không thích làm sát thủ. Hắn không thích cái cảm giác chói chán chói tay của sát thủ chỉ có thể giết chết mục tiêu, còn khi hắn làm lính đánh thuê thì chỉ cần là người, là hắn đều có thể giết chết. Bất kể đó là bộ đội của quân thù hay là người dân thường. Thậm chí là đồng đội của chính bản thân mình nữa, chỉ cần tâm tình của hắn không được tốt thì tất cả hắn ta đều giết chết để tìm niềm vui. Lần này hắn bị thương nên về dưỡng bệnh, mấy người kiếm khách đã tìm đến tận nhà. Nói là có một vụ làm ăn muốn hợp tác với hắn ta. Ngày trước kiếm khách đều đơn thương độc mã hoàn thành nhiệm vụ. Chưa từng hợp tác cùng người khác bao giờ. Nhưng lần này bên cạnh không những có thêm một người da đen. Mà lại còn cần thêm cả một đồng bọn nữa. Không chỉ là do món tiền cách xù kia, mà chỉ cần nghĩ đến cái độ kích thích khi giết người đã khiến cho huyết mạch của hắn ta trương phình hết cả lên. Gần rồi. Càng lúc càng gần. Hắn ta đã nhảy đến chỗ hai con rồng húc vào nhau, hắn cũng đã phát hiện ra cái giá sách đè lên người của mục tiêu. Mày chết đi, hắn ta gầm lên. Sau đó thân hình cao lớn của hắn ta chồm lên. Khi toàn thân còn ở trên không trung thì đột nhiên hắn lại làm một động tác xoay người 180 độ. Hắn ta quay mặt ra đằng sau, lưng hướng về phía trước, sau đó thì nghiêng người chèn mạnh lên giá sách đó. Đây là chiêu mà hắn ta thích nhất, hắn tự đặt tên nó là xe lu. Bất luận là ai, chỉ cần bị thân hình nặng đến 190 cân của hắn đè lên thì đều thịt nát xương tan, lòi ruột lòi gan. Trở thành một chiếc bánh thịt tươi mới. Hắn ta thích cái kiểu rỉa người như thế này. Bạo lực, máu me, chẳng phải suy nghĩ gì. Như thể bản thân mình chính là thần nắm trong tay cả một thế giới vậy. Chẳng có gì là mình không làm được. Tâm trạng của hắn ta vô cùng tốt, vì chỉ cần một chiêu này của hắn thôi là hắn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vụt! Hắn cảm thấy sau lưng mình có gì đó nhói đau, giống như là bị muối đốt vậy. Nhưng mình mặc đồ dày thế thì muỗi sao có thể đốt vào tận da thịt mình được. Cái cảm giác nghi hoặc này chợt lóe lên nhưng rồi lại vụt tắt ngay trong giây lát. Hắn trước kia đã từng đồng thời bị 11 viên đạn bắn vào người, bắp đùi bị nổ tung mất một tảng thịt, xương sườn cũng đã từng bị gãy đến 3 cái. Đối với một lính đánh thuê chuyên đi giết người này mà nói thì hắn ta căn bản là không thèm để ý đến những vết thương tầm thường như thế này. Khi lưng của hắn ta sắp đè lên giá sách thì có một âm thanh gầm lên được phát ra từ dưới giá sách. Á! Thê lương, uất hận, và còn tràn đầy sát khí nữa. Rầm! Ghế sách đó đột nhiên được người ta nâng lên, hướng thẳng về phía người hắn ta. Ầm! Lưng của Taro tiếp xúc thân mật với giá sách, nhưng kẻ bại là giá sách, nó bị vỡ nát vụn ra. Còn thân thể của Taro thì lại như một tảng đá to lớn vậy, vẫn đè thẳng lên người Tần Lạc theo hướng vốn có của nó. Tần Lạc thực sự cảm thấy kinh hãi. Thịt của người này liệu có còn phải là thịt hay không đây? Sao hắn ta lại không cảm thấy đau cơ chứ? Còn nữa, vừa rồi cây ngân châm mình ném ra chẳng nhẽ lại không có hiệu quả gì sao? Hay căn bản là không chạm được vào người hắn ta? Không thể như thế được chứ? Mình đã chuẩn bị mất bao nhiêu thời gian như thế cơ mà? Toàn thân Taro đổ dầm một cái, làm cho tàn dư của giá sách ở phía dưới vỡ vụn hết cả ra. Khi Tần Lạc cố dựng giá sách lên thì Heo và Lý Lệ đã chạy sang một bên. Hai người nhìn thấy cảnh này thì đều bịt kín miệng lại để khói phát ra những âm thanh chói tai. Một trận chiến dã man như vậy quả thực là rất thách thức dây thần kinh của hai nàng. Nhân lúc hắn ta bị bệnh thì phải lấy luôn mạng hắn ta. Lưng Tần Lạc vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến cái này. Hắn nắm chặt tay lại, đấm thắng vào mắt của Taro vẫn còn đang nằm trên mặt đất. Chỉ có nơi đó là nơi yếu ớt nhất của cơ thể con người, và cũng làm cho con bò rừng này cảm thấy độ sát thương là lớn nhất.
Bịch. Taro đột nhiên ra tay nắm chặt lấy cổ tay của Tần Lạc. Bất luận cho Tần Lạc có dùng lực như thế nào thì cũng không có cách nào ép được tay xuống hay rát tay mình ra. Tần Lạc cũng sớm nhận ra rằng, nếu mà đọ sức không thôi thì mình không phải là đối thủ của hắn ta. Nên hắn vẫn nghĩ là sẽ thắng ở phần tốc độ, nhưng thật không ngờ đến cả tốc độ mà hắn ta cũng nhanh nhẹn đến vậy. Nắm đấm bên trái lại một lần nữa được phóng ra, nhưng cũng giống như lần trước, hắn vẫn bị Taro nắm chặt lấy. Taro nằm trên mặt đất, còn Tần Lạc thì đè lên người hắn ta. Hai người tay cầm tay nhau, nhìn vào mắt nhau đầy ẩn ý. Nhìn từ xa thì tư thế của hai người quả là hết sức mập mờ. Nhưng điều làm cho Tần Lạc cảm thấy ghê cổ buồn nôn hơn, đó là tên dâu xồm này còn nhìn hắn xong rồi liếm liếm lưỡi vài cái. Vừa rồi bị giá sách đập vào lưng một cái, rồi đè lên khiến cho bụng hắn cứ quằn quại hết cả lên. Bây giờ lại còn nhìn thấy tên dâu xồm này nhìn hắn với ánh mắt đầy là lướt rồi liếm lưỡi lấy liếm lưỡi để thì hắn không thể chịu đựng được nữa, chỉ cảm thấy cổ họng dần dợn, ghê ghê. Quẹ! Hắn, giống như một bà bầu vậy, nôn hết cả đống thức ăn trong đó có thịt bò và súp lơ xanh vừa ăn buổi trưa nay lên đầy mặt dâu xồm. Nhân lúc dâu xồm lấy tay lau mặt thì tay trái Tần Lạc cuối cùng cũng được giải thoát, sau đó hắn cho thắng một quyền vào bụng dưới của người dâu xồm. Đó là huyệt trương môn, một trong những tử huyệt của cơ thể con người. Chương 788, oanh sát. Từ chỗ giá sách bị đổ của thư viện, đột nhiên có ba tên sát thủ xuất hiện, bọn chúng xuất hiện quá nhanh, thậm chí không để cho người ta kịp thời có bất kỳ phản ứng gì. Trương Tiểu Na đẩy xe cho Tô Tử, đang dẫn thành viên của đoàn đại biểu Trung Y nghiên cứu các tư liệu sách vở quý hiếm ở tầng 2, Trương Quang thì đang hướng dẫn giảng giải nội dung sách cho mọi người, đột nhiên nghe thấy có tiếng động ầm ầm vang lên. Khi anh ta quay đầu lại nhìn thì thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Mới đầu thì Sơ Va còn chưa biết là có chuyện gì xảy ra, ông cứ tưởng chỉ đơn thuần có người va chạm vào giá sách. Nét mặt của ông trở nên cao có, gầm lên, ai vậy? Ai làm đổ giá sách thế? Các người phải chịu trách nhiệm về hành động ngu xuẩn này. Tòa thư viện này là một trong những bảo vật đáng quý nhất của Stockholm, trong này có rất nhiều tư liệu quý hiếm. Thậm chí còn có cả những bút tích, những bản thảo của những người đã từng đoạt giải Nobel, những tài liệu này không phải ai có tiền là cũng có thể mua lại được. Mỗi một học sinh của Học viện Y học Hoàng gia đều cảm thấy tự hào vì nó. Mỗi một người dân Thụy Điển đều cảm thấy hãnh diện vì nó. Cũng chính vì lý do này mà chỉ cần có bất kỳ đại biểu đoàn của quốc gia nào tới đây giao lưu học hỏi là viện trường Sơ Va lại chọn nơi đây để giới thiệu cho bọn họ. Dường như nó đã trở thành một trình tự bất di bất dịch, không thể thay đổi. Nhưng ông lại không ngờ rằng hôm nay lại xảy ra chuyện. Hỏng rồi, thế là đã hỏng bét cả rồi. Một thầy giáo cao tuổi lầm bầm trong miệng. Sau đó ông ta bất chấp tất cả lao về chỗ giá sách bị đổ. Những thầy cô giáo khác trông thấy vậy, cũng vội vã chạy theo vị giáo viên cao tuổi kia. Khi bọn họ vừa mới chạy được mấy bước, thì đột nhiên từ hai bên giá sách một nam một nữ nhảy vọt ra ngoài. Người đàn ông tay cầm kiếm, còn người phụ nữ thì tay cầm một cái xiên. Cả hai sát khí đằng đằng lao về phía trước, trông rất hung hãn. Những thầy cô giáo sau khi nhìn thấy thì khó khăn lắm họ mới dừng được bước chân lại, gương mặt hoang mang khó hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây ra nữa. Lẽ nào có người mượn thư viện chúng ta để quay phim hay sao? Có người thầm nghĩ trong bụng, bởi những cảnh tượng này cũng đã từng xuất hiện trong phim của Hollywood. Mau đi cứu Tần Lạc, Tô Tử là người nhận thức ra vấn đề đầu tiên, vội lớn tiếng nói. Hai tay nàng lăn thật nhanh vào bánh xe lăn muốn chừa tới vị trí của Tần Lạc, nhưng Trương Tiểu Na lại lấy hết sức ghìm chặt chiếc xe lăn của nàng lại. Buông tôi ra, Tô Tử hét lên. Đừng đi, chỉ có đi tới đó cũng không giúp được gì đâu. Trương Tiểu Na vẫn cố gắng khống chế Tô Tử lại nói. Mau đi tìm cảnh sát, Tô Tử cũng biết là mình có đến đó thì cũng chẳng giải quyết được gì. Thần trí của cô đã khôi phục lại nhanh chóng, kịp thời phản ứng. Chứ không hề đứng được người ra chờ đợi như những đám ngốc đứng kia. Nghe Tô Tử nói vậy, Xịn Va cũng chợt sực tỉnh, vội kêu lên, mau đi cứu người, mau đi cứu người. Trông thấy chỉ có mỡ ụy người sinh viên đứng sau chạy tới giúp đỡ. Xịn Va lại lo lắng những sinh viên này xảy ra chuyện liền gào lên, mau quay lại. Các em quay lại hể cho tôi. Cảnh sát đâu, mau đi tìm cảnh sát, bọn cảnh sát bị thịt chạy đâu hể rồi hả? Sơ Va lúc này đầu óc loạn như cào cào, không biết mình nên làm những gì nữa. Tuy ông là một hiệu trưởng, nhưng Thụy Điển là một nước có một nền tảng pháp luật vô cùng vững chắc, ông ta chưa từng trải qua những chuyện như thế này bao giờ.
Hoàng tử Philip buổi chiều có việc bận, nên không đi theo đoàn đại biểu tới đây tham quan. Dĩ nhiên, có lẽ anh muốn tìm một lý do để rời khỏi đây, vì cả đời của anh phải tới đây không biết bao nhiêu là lần rồi. Philip vốn ban đầu định cho hai người vệ sĩ cung đình ở lại để bảo vệ cho Tần Lạc. Nhưng Tần Lạc lại từ chối. Hắn cho rằng chỉ cần có đại đầu và Giê-xu là đủ để bảo vệ cho sự an toàn của hắn. Hơn nữa, khi hai tên vệ sĩ này đi bảo vệ cho hắn, thì còn ai đi bảo vệ cho Hoàng tử Philip nữa đây? Hoàng tử Philip cũng nghĩ rằng đoàn đại biểu trung y này ở cái đất Thụy Điển thì gặp chuyện gì phiền phức cũng sẽ được giải quyết âm thầm, nên cũng không cưỡng ép Tần Lạc. Năm nào cũng có đoàn đại biểu tới đây viếng thăm, và cũng chẳng có việc gì xảy ra cả. Ngoại trừ tổng thống của một nước tới đây mới cần tới vệ sĩ. Chứ đối với cái đoàn đại biểu quy mô nhỏ bé, cũng không có tiếng tăm gì thì cũng chẳng cần thiết phải cần tới vệ sĩ làm gì. Nhưng trước khi rời khỏi đây, Hoàng tử Philip cũng đã gài một số cảnh sát ở đây để bảo vệ cho sự an toàn cho đoàn đại biểu trung y. Philip cho rằng những người này đủ sức để đảm đương trách nhiệm này. Nhưng vì muốn không khí trong tòa thư viện trở nên trang nhã và đậm nét văn hóa, cộng thêm với sự xuất hiện của đám phóng viên ở đây. Do vậy mà Serva đã yêu cầu đám cảnh sát này đứng chờ ở ngoài cổng. Bây giờ Serva mới cảm thấy ân hận vì hành động này của mình. Phản ứng của mấy tay cảnh sát ngoài cổng cũng rất nhanh, khi bọn họ nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ thư viện, cùng với tiếng la hét của đám phóng viên và sinh viên, bọn họ liền rút luôn súng ra rồi lao vào trong. Serva chỉ vào phía lưu trữ sách của thư viện, hét lên. Mau đi bảo hộ Tần tiên sinh. Tuy ông ta không hề yêu quý gì Tần Lạc, cũng chẳng ưa gì đoàn đại biểu trung y, nhưng nếu như có chuyện xảy ra trong trường học thì ông là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bách hội đảo tại địa, vĩ lư bất hoàn hương. Trương môn bị kích tráng, 10 người 9 người tử. Thái Dương và Ách Mòn, tất kiến Diêm Vương điện. Đoạn tích vô tiếp cốt, tất hạ cấp phong thân. Khi diễn thuyết những lời này cho sinh viên của Stockholm, Tần Lạc không hề nói cho bọn họ biết tử huyệt có phần tê dại. Hôn mê, độ nặng nhẹ các loại, tất cả gộp lại có 36 huyệt vị có thể gây chết người, trong những lúc chiến đấu tay không thì đây đều là những thứ vô cùng hữu ích để giết người. Tần Lạc đánh vào huyệt Trương Môn, nằm bên giường người, bên dưới xương sườn thứ 11. Giống như bài thơ trên đã nói, bị đánh vào huyệt này thì có 10 người 9 người về tử môn quan luôn. Chỉ cần Tần Lạc dùng đúng lực, thì đến cả tên sát thủ khỏe như trâu như bò cũng về chầu ông bà ông vải ngay tức khắc. Động tác của Tần Lạc vô cùng nhanh nhạy, hắn một tay nắm lại. Vận lực vào nắm đấm, lấy hết sức bình sinh đánh thẳng vào tử huyệt mà hắn đã nhắm. Những người này đều là sát thủ, bọn họ tới đây vì mục đích giết người, không giết được người thì họ chỉ còn có nước bị người khác giết. Và sự lựa chọn của Tần Lạc là để cho bọn sát thủ này xuống địa ngục. Vụt! Bản thân Tần Lạc cũng cảm nhận được nắm đấm của hắn xé gió tung ra. Chát! Cú đấm bằng tất cả niềm tự tin của Tần Lạc trượt mục tiêu văng vào giá sách bị đổ dưới đất. Do hắn dùng sức quá mạnh, đến nỗi hắn cảm tưởng xương tay của hắn như sắp vỡ vụn ra đến nơi. Cự ly khoảng cách quá gần nên Tần Lạc không nhìn rõ. Khi nắm đấm của Tần Lạc tung về phía tên sát thủ kia, thì tên sát thủ đã nhẹ nhàng lách mình sang bên trái một bước. Thế là hắn ta đã rất dễ dàng tránh được cú đấm như trời giáng của Tần Lạc. Tiếp sau đó tên sát thủ liền tung một cước vào Tần Lạc. Tần Lạc cả kinh tung ngửa người ra sau, lộn đúng một vòng tránh được đòn phản kích của đối phương. Hai người đồng thời cùng bật dậy một lúc, đến tận lúc này bọn họ mới có cơ hội để dò xét đối phương. Không tồi chút nào anh bạn nhỏ của tôi, Taro liếm liếm môi nói. Trông thấy phản ứng của Tần Lạc, Taro càng cảm thấy có hứng thú với anh. Chàng người Trung Quốc bé nhỏ này hơn. Đùa giỡn với biết bao nhiêu là chàng trai nhỏ bé, hắn ta vẫn chưa từng được nếm hương vị khác lạ đến từ phương Đông bao giờ cả. Đi theo tỏi, tôi có thể tạm thời không giết anh, Taro nhìn Tần Lạc nói. Tần Lạc chỉ thấy tên sát thủ này vô cùng dung tục và bệnh hoạn, miệng không ngớt hoa chích chòe mà hắn nghe lại chẳng hiểu gì cả. Tần Lạc giơ chân đá mấy quyển sách dưới chân mình bay về phía của Taro, sau đó Tần lại nhanh chân xông thẳng về phía tên sát thủ này. Xoạt, 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 ế. Tiếng giày vải dẫm lên trên sách, khi gần tới chỗ của Taro. Tần Lạc liền phóng người lên tung một cú đấm vào mắt của hắn ta. Taro thấy vậy cười lớn cũng chẳng thèm để tâm tới cú đấm của Tần Lạc, mà chỉ giơ tay tung một quyền thẳng về phía thân hình của Tần Lạc đang đà bay tới. Tần Lạc thấy vậy cũng không dám chậm trễ.
Hắn dùng mũi chân điểm nhẹ lên cánh tay của Taro lộn người tung về phía sau. Lần này tới lượt Taro tấn công, hắn tăng tốc xông tới, thân hình lực lưỡng cao lớn của hắn như một quả núi sừng sững ép xuống người Tần Lạc. Tần Lạc hiểu rằng cho dù Taro không cần dùng tới tay chân, thì chỉ với thân hình này thôi cũng đủ húc hắn văng xa tới mấy mét, toàn thân bại liệt rồi. Nghĩ vậy Tần Lạc liền lách người lùi lại chạy tới chỗ hai giá sách gần đó. Một người thì lực lưỡng cơ bắp, còn một người thì nhỏ nhắn nhanh nhẹn, hai người lúc này đang so bì tốc độ với nhau. 3 mét, 2 mét, 1 mét, uỳnh. Chân trái của Taro vừa mới nhấc lên, chân phải của hắn chưa kịp thu lại, toàn thân của hắn liền mất đà ngã rúi rụi về phía trước. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy, Tần Lạc cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Mình còn chưa kịp phản kích cơ mà, lẽ nào có tay súng nào bắn lén sau lưng hắn ta? Tần Lạc đứng đó ngắm nhìn thì thấy trên mu bàn tay của Taro lúc này có một mảng màu đen rất lạ hiện lên. Hắn lập tức hiểu ra ngay vấn đề. Thì ra mũi châm đó có hiệu lực rồi. Tần Lạc mừng thầm trong bụng. Hắn khi này khi đè hai người đẹp bên dưới, thì nghe thấy có người đang chạy thục mạng về phía này. Hắn khi đó muốn dùng sách để phản kích, nhưng hắn nghĩ tới ngọn ngân châm có bôi độc mũi mặt người mà hắn mang theo bên mình liền lập tức dùng ngay cây ngân châm này để đối phó. Khi Taro tinh tướng nhảy lên trên không như một thằng ngốc, thì hắn liền phóng ngọn ngân châm đó ra. Cách hắn phóng ngọn châm có tên hồi tuyển thủ pháp, một thủ pháp mà Lý hay dùng để phóng dao. Hắn khi đó chỉ phóng bừa cây châm ra thôi, cũng không biết có cây châm nào trúng người của Taro hay không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng trông thấy Taro vẫn vô cùng khỏe mạnh, thì hắn cũng thầm thất kinh, trong bụng. Tần Lạc cứ tưởng mũi ngân châm của hắn đã phóng trượt rồi. Nhưng thật không ngờ, có lẽ là do sức đề kháng của Taro quá tốt, do vậy mà chất độc phát tác có phần hơi chậm. Thấy Taro nằm trên mặt đất lăn lộn, gương mặt của hắn lúc này cũng trở nên đen sạm như ở cánh tay, điệu bộ chỉ muốn bỏ dậy chiến đấu đến cùng, còn thì trên mặt Tần Lạc thì đằng đằng sát khí. Tần Lạc xông luôn tới tung một quyền vào ngực của Taro. Tiếp sau đó, những cú đấm của Tần Lạc ban ra như kiểu vừa bán vừa cho. Cứ thế nện thùm thụp lên bộ phận tim mạch của tên sát thủ. Quịch, quịch, hự. Tần Lạc đấm như điên như dại. Chương 789, Trung Quỷ giết quỷ. Đối thủ của đại đầu là một nữ sát thủ. Quần đen, tóc đen, da đen, thậm chí màu mắt cũng là màu đen nữa. Cậu ta vô cùng nhanh nhẹn. Tâm lý cũng hết sức vững vàng. Lần trước khi ở cổng trường Đại học Y khoa Thủ đô, bọn chúng đã dùng kế điệu hổ ly sơn suýt nữa thì giết chết Tần Lạc. Do vậy mà đại đầu vô cùng căm hận, không ngờ bọn sát thủ này lại bám đít Tần Lạc sang tận Thụy Điển. Cọp không ra oai, thì chúng mày tưởng tao là mèo kiết tị sao? Đại đầu không hề có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc gì hết, cậu ta thậm chí còn không coi đối thủ của mình là nữ giới nữa. Khi phóng người về phía nữ sát thủ áo đen này, tay phải cậu ta đã bật tanh tách họng súng trong tay của mình. Họng súng này của đại đầu ngắm thẳng vào đầu của nữ sát thủ. Rất chuẩn xác, chỉ cần nữ sát thủ này không động đậy, thì chắc chắn viên đạn sẽ bắn nát sọ cô ả. Dĩ nhiên nữ sát thủ áo đen không phải là một bức tượng, do vậy mà làm gì có chuyện cô ả không động đậy cơ chứ. Ngược lại, động tác của nữ sát thủ rất phù hợp với bộ quần áo đen mà cô ả mặc trên người vừa mới đứng ở hành lang. Và khi vừa trông thấy họng súng của đại đầu thì cô ả rất nhanh đã mất tăm mất dạng. Nhưng nếu như để nữ sát thủ trốn thoát một cách dễ dàng như vậy thì đại đầu đã không phải là đại đầu rồi. Tay phải của cậu ta rất nhanh di chuyển sang bên trái, cứ thế di chuyển tới chỗ giá sách. Đại đầu bắn liền ba phát súng lên giá sách. Bùm, bùm, bùm. Nên biết rằng, bất luận kích cỡ súng to hay nhỏ, thì nó luôn có một độ nảy giật nhất định. Nếu như không để ý kỹ thì bạn sẽ phát hiện rằng đại đầu bắn liền ba phát súng đều trúng vào một điểm không lệch đi một ly nào cả. Cứ như cậu ta dí hắn họng súng của mình lên cái điểm đó mà bóp cò. Không hề chịu ảnh hưởng của độ nảy giật của súng. Dĩ nhiên nói không có độ nảy giật là hoàn toàn bịa đặt. Chẳng qua là do đại đầu tập luyện quá nhiều, do vập mà cánh tay và thân thể của cậu ta đã trở nên vô cùng ổn định, nên độ nảy giật của súng không hề có ảnh hưởng gì tới cậu ta cả. Ba phát súng bắn vào giá sách, dường như đã bắn trượt hoàn toàn. Nhưng phía bên kia giá sách dường như có một vật gì đó vừa mới đổ gục xuống sàn. Bắn trúng rồi. Đại đầu thầm nghi hoặc, cậu ta vẫn chưa muốn xông ra ngay lúc này. Lần trước đại đầu cũng đã giao thủ một lần với nữ sát thủ áo đen này rồi,
cậu ta biết rằng thân pháp của nữ sát thủ này vô cùng nhanh nhẹn, thậm chí đến cả khi trong long tức còn không bằng nữa. Sau khi nghiêng tai lắng nghe vài giây, đại đầu liền đi tới gần giá sách, dùng thân thể của mình hút lên đó. Quỳnh, nếu như những giá sách vừa bị đổ ban nãy là do bọn sát thủ gãy ra, thì lần này là tác phẩm của đại đầu. Trông thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế này, thì viện trưởng của trường y học Hoàng gia Stockholm Serva và các giáo viên trong trường chỉ biết khóc trong đau khổ. Cuối cùng là do cái oan nghiệt gì mà một lũ súc sinh kéo nhau về đây để làm tình làm tội cái tòa thư viện quý giá này. Một giá sách đổ xuống thì giá sách thứ hai, thứ ba cũng đổ xuống theo. Cái giá sách làm nơi lẫn trốn của nữ sát thủ áo đen cũng đổ tiếp theo sau đó. Giá sách đổ tạo nên hiệu ứng dây chuyền. Đại đầu nhảy hẳn lên trên nhanh chân chạy tới chỗ của nữ sát thủ áo đen. Người chưa kịp tới nơi, mà hai tay của đại đầu đã giương hai họng súng lên nã đạn về phía giá sách. Cho đến khi đạn trong súng đã bắn hết rồi thì đại đầu mới thôi nổ súng. Cậu ta lại một lần nữa đứng nghe ngóng động tĩnh bên dưới những giá sách. Một luồng khí lạnh phóng tới từ phía sau, đại đầu quay đầu lại thì thấy nữ sát thủ áo đen đang cầm dao nhảy bổ tới. Một tấc dài là một phần có lợi, một tấc ngắn là một phần nguy hiểm. Súng là vũ khí giết người từ xa nhanh nhất và tiện lợi nhất. Nhưng ở cự ly gần thì lại không phát huy được hết tác dụng. Còn nữ sát thủ áo đen thì động tác quái dị, cùng với con dao sáng quắc càng làm cho cô ả giống như một thần chết từ địa ngục chui lên. Đại đầu không kịp phòng bị nên bị nữ sát thủ áo đen vồ tới đè ngã xuống sàn. Hai người cứ thể ôm nhau lăn lộn dưới đất, đại đầu cảm giác thân thể của nữ sát thủ này dường như không có xương khúc gì vậy. Cậu ta một tay chộp lấy cổ tay của nữ sát thủ không để cho cô ả đâm mình. Tay còn lại thì cố gắng dùng lực để thoát khỏi sự khống chế của nữ sát thủ này để nổ súng bởi vì tay cầm súng của cậu ta lúc này đã bị nữ sát thủ áo đen chộp được vào cổ tay. Đại đầu cứ nghĩ rằng cậu ta là đàn ông, sức mạnh dĩ nhiên sẽ khỏe hơn phụ nữ. Nhưng cậu ta đã nghĩ sai. Đừng trông nữ sát thủ này thân hình nhỏ gọn nhanh nhẹn, nhưng lại có một sức mạnh vô cùng kinh dị. Nếu như đây là một cuộc thi vật tay, thì đại đầu không phải là đối thủ của cô. Đại đầu tức giận vô cùng. Đồng thời cậu ta còn cảm thấy nhục nhã. Trong lúc lăn lộn dưới đất, đại đầu liền húc thắng chán mình vào mặt nữ sát thủ. Mặt của hai người va chạm vào nhau vang lên một tiếng chát chúa. Đại đầu còn nghe thấy sống mũi của nữ sát thủ áo đen này gãy kêu lên rắc một tiếng. Máu bắn ra tung tóe khắp nơi nhuốm đỏ, cả mặt của nữ sát thủ và đại đầu. Tóc của nữ sát thủ dựng lên như một con mảnh thú, sau đó cô nàng liền há miệng nhằm thẳng mũi của đại đầu mà ngoạm xuống. Động tác này của cô ả làm cho người ngoài nhìn vào lại nghĩ đại đầu là người tình của cô ả, và hai người lúc này đang hôn nhau say đắm. Hừ, rất đáng tiếc, đầu của nữ sát thủ lúc này đột nhiên bị một lực mạnh kéo giật lại về phía sau, hơn nữa một cảm giác đau rát dội lên từ da đầu và tóc gáy, dường như có ai đó vừa mới lột cả một tảng da đầu của cô ả vậy. Cô tốt nhất là đừng có động đậy, Tần Lạc túm lấy tóc của nữ sát thủ giật xuống lạnh giọng cảnh cáo. Sau khi chất độc của mũi mặt người phát tác trên người của Taro, thì Tần Lạc liền xông tới tung những cú đấm không thương tiếc lên người của hắn. Tần Lạc căm hận bọn sát thủ đến tận xương tận tủy. Đến cả người hiền lành nhất cũng có lúc nổi điên cáu gắt huống hồ là Tần Lạc. Hắn năm lần bảy lượt trở thành con mồi của bọn sát thủ. Do vậy mà hắn được thể xả hết bao nhiêu uất ức lên người bọn sát thủ này. Khi hắn trông thấy tảng thịt Taro nằm im bất động dưới đất thì Tần Lạc mới để ý thấy ngũ quan của Taro đang chảy máu. Khóe miệng vẫn còn vương một chất dịch màu hồng đỏ. Xúc thịt này đã tắt thở từ lâu rồi. Thật không ngờ do giận dữ quá độ mà Tần Lạc đã đấm vỡ tim của Taro lúc nào không. Tần Lạc đưa mắt nhìn bốn phương, thì thấy Tô Tử lúc này đã có cảnh sát bảo hộ. Heo và Lý Lệ cũng không bị thương, nên mới chạy tới chỗ đại đầu. Tần Lạc sau đó nấp đằng sau những giá sách. Hắn định chờ cho nữ sát thủ không để ý hắn thì chạy ra ôm vào bộ ngực của cô ả. Nhưng nữ sát thủ này quá giảo hoạt và nhanh nhẹn, hơn nữa thân hình của cô ả như là không xương lách qua được cả một cái khe hẹp nhất có thể giữa hai giá sách với nhau, cứ như một con rắn đen trườn vào giữa cái khe vậy. Quả nhiên, khi nữ sát thủ áo đen kia tấn công đại đầu thì cậu ta đã dễ dàng né tránh được. Sau đó khi cả hai đang lăn lộn ôm nhau cuồng nhiệt như hai người tình, ở dưới đất, thì Tần Lạc chạy tới chộp lấy đuôi tóc của nữ sát thủ giật ngược lại. Dĩ nhiên vì muốn đề phòng cô ả phản kích, hắn đã móc con dao lấy được từ phía Taro dí vào cổ của cô ả. Dù sao thì cũng đã giết một người tồi,
nếu như cô ả này mà có manh động thì Tần Lạc sẽ cứ cổ cô ta luôn không hề chậm trễ. Hắn bỉa rất rõ một điều, đó là đối với bọn sát thủ nhất định không được nương tay, thậm chí đến cả những tư tưởng nhân đạo lúc này cũng trở thành những thứ vớ vẩn. Thấy trên cổ mình man mát, nữ sát thủ cuối cùng cũng cảm nhận thấy được nguy cơ. Cô ả liền buông tay ra, nằm đè lên trên người đại đầu không hề manh động. Đại đầu lúc này luồn tay dí luôn khẩu súng vào đầu nữ sát thủ áo đen. Rồi luồn người chui ra. Ba trận đại chiến trong thư viện, thì trận chiến giữa Giê-xu và kiếm khách là khốc liệt và cân bằng nhất. Chúa của tôi nói rằng, các con vất vả bận rộn. Trách nhiệm nặng nề quá. Hãy đến với ta sẽ ban cho các con sự thoải mái và bình yên. Ông bạn thân mến của tôi nghĩ anh nên hạ vũ khí xuống, suốt ngày chém rỉa thế này cũng mệt mỏi lắm. Chúng ta tại sao không ngồi xuống uống vodka và hút xì gà với nhau? Giê-xu vừa giảng đạo vừa rút súng bắn về phía kiếm khách. Kiếm khách len lỏi giữa các giá sách, thân hình vô cùng nhanh nhẹn tránh khỏi đường đạn của Giê-xu cười đáp, sát thủ đi giết người đã thuê mình thì sẽ bị toàn thế giới nguyền rủa. Anh đến cả tư cách làm sát thủ cũng không có, thì lấy đâu ra tư cách làm con tin trung thành của Chúa? Kiên định những hy vọng mà mình đã hy vọng, không nên dao động, vì niềm tin sẽ đáp trả lại cho chúng ta. Giê-xu nhanh tay thay ổ đạn cho khẩu súng của mình nói, giết người thuê mình là vì sinh tồn. Sinh tồn là để thờ phụng Chúa. Chúa sẽ tha thứ cho tôi. Kiếm khách nghe thấy tiếng thay đạn của Giê-xu liền búng chân, mượn một giá sách làm lực đỡ nhẹ nhàng nhảy lên trên nóc của một giá sách khác. Sau đó kiếm khách liền nhảy thêm mấy bước nữa tiến tới giá sách nơi Giê-xu ẩn náu. Soạt! Trường kiếm rút ra khỏi vỏ, như một con rồng ngọc xanh lạnh lẽo. Kiếm khách búng người trên không, như thiên ngoại phi tiên nhằm thẳng vào cổ họng của Giê-xu lao tới. Đúng vậy, thanh kiếm trong tay của kiếm khách linh động như rắn, nhanh như điện xẹt. Đây là một cây nhuyễn kiếm, vô cùng sắc bén. Nhuyễn kiếm thân hình mềm mỏng, rất khó điều khiển, luyện tập sử dụng nó phải rất kiên trì và chuẩn xác. Khí, thần phải tập trung rất cao độ, do vậy mà nó là một vũ khí đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Khác hẳn với những cây kiếm cứng thông thường. Tất cả những người mới học sử dụng nhuyễn kiếm đều không trông mong nó đi sát thương người khác, mà chỉ cầu mong cho nó không sát thương vào bản thân mình là tốt lắm. Thật không ngờ một bộ môn kiếm thuật dường như thất truyền tại Trung Quốc lại được một người ngoại quốc học và sử dụng. Nếu như để Tần Lạc trông thấy thì chắc chắn hắn sẽ vô cùng cảm khái. Hắn thực sự không biết đây là một niềm vui hay là một nỗi buồn cho người Trung Quốc nữa. Giê-xu biết kiếm khách lợi hại nhưng lại không biết kiếm khách lợi hại đến mức độ đó. Trông thấy mũi kiếm đang xoắn xuống cắm thẳng về phía mình, thì anh ta liền tập trung tinh thần cao độ. Giê-xu biết rằng nếu như mình không cẩn thận, thì cái đầu của anh ta sẽ bị lưỡi kiếm bén ngọt kia lướt qua lúc nào không hay. Giê-xu không hề lùi lại, bởi vì anh ta có lùi cũng không lùi được nữa. Giê-xu lợi dụng thân hình của mình húc mạnh vào một giá sách đổ về phía của kiếm khách. Cùng với tiếng đổ của giá sách vang lên, thân hình của Giê-xu cũng vồ tới. Nó giống như mượn thế của đường dốc để lao xuống, trông nó không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng trong lúc quan trọng lại cứu được một mạng cho Giê-xu. Trong tình huống nguy ngập như vậy mà Giê-xu cũng vẫn kịp nghĩ ra được phương thức thoát khỏi nguy hiểm như thế. Thì chứng tỏ rằng anh ta là một sát thủ đỉnh cao của châu Âu. Kiếm khách thấy mình đâm trượt thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng anh ta không hề vì thế mà buông xuôi. Thân hình của anh ta quay sang phải, chân phải khuỵu xuống. Trường kiếm để ngang ngực, nhằm thẳng vào lưng của Giê-xu. Miệng kiếm khách hét lớn khẩu quyết tiếng Trung, trung quỷ giết quỷ. Chương 790, một chết một bị thương. Kiếm là một loại binh khí nằm trong tứ đại danh khí của Trung Quốc cổ đại. Từ cổ đã được gọi là, bách nhẫn chi quân, chư khí chi soái, kiếm rời vỏ như lôi đỉnh giáng thế, kiếm tung hoành lấp lánh thanh quang. Kiếm khách sử dụng bài kiếm này được kế thừa từ kiếm pháp của một sư phụ người Trung Quốc. Kiếm pháp có tên huyền môn nữ ti kiếm. Bài kiếm pháp này thuộc kiếm thuật của Nga Mi đạo gia. Đặc điểm của nó là cương nhu kết hợp, vận chuyển linh hoạt, linh diệu kỳ ảo, biến hóa khôn lường. Chiêu trung quỷ giết quỷ là một trong những đại sát chiêu lợi hại nhất của huyền môn nữ ti kiếm. Kiếm khách xuất chiêu này ra là muốn kết thúc tính mạng của đối phương ngay lập tức. Trong khi thi hành nhiệm vụ, thì trong mắt sát thủ không có người yêu, cha mẹ và bạn bè gì hết. Tuy Giê-xu và kiếm khách có giao tình với nhau, nhưng nó không phải là một trở ngại để ngăn cản hai người chém giết lẫn nhau. Lúc này thân hình của Giê-xu vẫn nằm sấp lên trên giá sách, còn kiếm khách thì vung thanh nhuyễn kiếm với tốc độ quá nhanh,
nó như một con rắn trườn tới tấn công vào lưng của Giê-xu. Một khi bị đâm trúng thì Giê-xu chỉ còn nước lên thiên đường báo cáo với Chúa Trời mà thôi. Trong lúc nguy kịch như vậy, Giê-xu dường như đã mất cả cơ hội phản khích lại. Chờ đợi anh ta bây giờ chính là một nhát kiếm chí mạng của kiếm khách dành cho anh ta. Lẽ nào Giê-xu không bằng kiếm khách hay sao? Không hề. Giê-xu đã động đậy và anh ta bắt đầu phản kích lại. Mặc dù thân hình của anh ta toàn bộ đã vồ lên phía trước, thậm chí anh ta còn không có thời gian để quay mặt lại đối diện với kiếm khách nữa. Nhưng từ dưới nách anh ta đã ló ra một họng súng màu vàng. Đây chính là cây súng hoàng kim của Giê-xu, anh ta trong lúc né tránh cú chém chí mạng ban nãy của kiếm khách đã nạp xong đạn. Tuy là chỉ có một viên đạn, nhưng trong lúc nguy ngập thế này thì một viên đạn cũng đã là quá đủ, không có bất kỳ do dự nào, Giê-xu bóp cò. Lúc này kiếm khách đang cầm kiếm đâm tới, còn họng súng của Giê-xu cũng chỉ có mỗi một viên đạn duy nhất. Đây là tình huống một mất một còn. Nếu như kiếm khách vẫn cố đâm kiếm vào Giê-xu thì anh ta chắc chắn sẽ không kịp tránh khỏi họng súng của Giê-xu. Kiếm khách khẽ rùng mình, sau đó rất nhanh đưa ra sự lựa chọn cho bản thân. Cổ tay kiếm khách cong lại thu kiếm về, còn thân thể của anh ta dường như không chịu tác động của đà quán tính, không thấy anh ta lấy bất kỳ vật dụng nào làm lực đẩy, mà toàn bộ thân hình của anh ta đột nhiên lách sang bên trái một bước. Cũng chính vì anh ta thay đổi đột ngột như vậy nên Giê-xu mới có cơ hội. Giê-xu lộn người nhảy qua giá sách nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Kiếm khách tránh được viên đạn từ họng súng của Giê-xu, làm cho viên đạn bắn thẳng lên giá sách khiến cho một mảng gỗ bị bắn rơi vỡ vụn. Bạn thân thiết với Chúa, nhưng Chúa chưa chắc đã thân thiết với bạn. Giê-xu mỉm cười nhìn kiếm khách nói, ông bạn thân mến. Tôi có Chúa phù hộ, anh không giết nổi tôi đâu. Kiếm khách lúc này liếc mắt trông thấy Tần Lạc và mấy tay cảnh sát chạy tới. Liền quay sang Giê-xu mỉm cười một cái, sau đó anh ta tung người nhảy lên cửa sổ, rồi từ trên cửa sổ nhảy luôn xuống dưới. Mấy tay cảnh sát thấy vậy vội cầm súng bắn về hướng trốn chạy của kiếm khách, nhưng ngay lập tức viện trưởng Serva vội chạy tới ngăn lại. Khung cửa sổ này đã có lịch sử gần trăm năm nay, nếu như bị đạn bắn hư hỏng thì thật là một tổn thất to lớn cho Học viện Y học Hoàng gia Thụy Điển. Anh ta chạy thoát rồi, Tần Lạc tiếc hùi hụi nói. Hắn biết người vừa chạy trốn kia chính là kiếm khách, Giê-xu vì muốn thoát khỏi sự truy sát của anh ta mà tình nguyện tới làm vệ sĩ cho hắn, điều này chứng tỏ rằng khả năng của anh ta vô cùng khủng khiếp. Để một người nguy hiểm như vậy chạy thoát là một điều mà Tần Lạc không muốn chút nào cả. Nhưng hôm nay kết quả cuộc chiến cũng khá tốt. Nếu anh chạy tới sớm hơn một chút nữa thì anh ta đã không chạy thoát được rồi. Giê-xu cười nói. Tần Lạc nghe vậy thì cảm thấy ngượng ngượng. Lần này sát thủ phân thành ba đường để tấn công, kiếm khách và nữ sát thủ áo đen kia rõ ràng là con mồi lôi kéo đại đầu và Giê-xu. Còn gã sát thủ kia thì mới là con át chủ bài, bọn chúng tưởng rằng chỉ cần kéo Giê-xu và đại đầu tách khỏi Tần Lạc, thì hắn sẽ chết chắc. Nhưng bọn chúng đã quá xem thường khả năng của Tần Lạc. Bọn chúng không ngờ chính Tần Lạc mới là người phá vỡ cục diện, hơn nữa hắn còn chạy tới giúp đại đầu khống chế nữ sát thủ áo đen kia. Tuy Giê-xu và đại đầu đều là vệ sĩ của Tần Lạc, nhưng trong lúc tình hình nguy cấp thì Tần Lạc vẫn chọn lựa đại đầu là người hắn muốn giúp đầu tiên. Do vậy nên khi nghe Giê-xu nói nếu hắn tới sớm hơn một chút thì có thể bắt được kiếm khách thì Tần Lạc cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Nói cho cùng thì cái kiểu nhất bên khinh của Tần Lạc đúng là không đúng. Nhưng nếu bảo hắn bỏ đại đầu chạy tới giúp Giê-xu thì hắn không làm nổi. Đại đầu là vệ sĩ, nhưng cũng là người anh em của hắn. Giê-xu là vệ sĩ nhưng về mặt tình cảm thân thiết thì Giê-xu còn lâu mới bằng được đại đầu. Tần Lạc biết rằng đại đầu tình nguyện chết vì hắn, còn với Giê-xu Tần Lạc chẳng tin là Giê-xu có thể làm như vậy. Không có gì, lần sau sẽ có cơ hội bắt sống được anh ta. Tần Lạc an ủi nói, anh có bị thương ở đâu không? Không, Giê-xu cười nói, anh ta quả là rất lợi hại. Anh cũng không tồi, Tần Lạc cười nói, anh đơn thương độc mã mà vẫn đuổi được anh ta. Điều này chứng tỏ anh không hề kém anh ta bao nhiêu cả. Giê-xu nghe vậy chỉ lắc lắc đầu. Hắn hiểu rằng chỉ cần bị kiếm khách tiếp cận thì bản thân hắn không bao giờ là đối thủ của anh ta. Đạn bắn mãi cũng sẽ phải hết, và như vậy có nghĩa là hắn không thể nào đứng mãi từ xa để phong tỏa khả năng tấn công của kiếm khách được. Từ điểm này có thể nhận thấy tỷ lệ thất bại của Giê-xu dưới tay của kiếm khách là cao hơn một chút. Dĩ nhiên nếu như mình có thêm thú nuôi giúp sức thì tình hình sẽ được cải quan đi một chút. Nhưng đáng tiếc là sau khi anh ta chạy tới Trung Quốc thì anh ta không thể mang theo người những vật nuôi yêu quý của mình được.
Cho đến tận lúc này, thư viện mới bắt đầu trở nên yên bình trở lại. Ngoại trừ có vài quyển sách rơi xuống phát ra tiếng động, thì toàn bộ khu thư viện này đã trở nên vô cùng yên tĩnh. Ở bên ngoài thư viện lúc này bỗng chốc trở nên rất ồn ào. Vì trong thư viện xảy ra vụ ám sát, do vậy mà những người chạy thoát ra ngoài đầu tiên bao gồm phóng viên, sinh viên đều đem tin này loan báo ra khắp nơi. Tần Lạc, anh không sao chứ? Trương Tiểu Na đần Tô Tử chạy tới gần hỏi. Tôi không sao, Tần Lạc đáp, hắn đi tới nắm lấy bàn tay của Tô Tử, nhìn vào gương mặt lo âu của nàng, thương xót nói, anh không sao. Em đừng lo lắng quá. Không sao thì tốt rồi. Tô Tử mỉm cười đáp. Có người nào bị thương không? Tần Lạc hỏi, hắn biết sát thủ chắc chắn là không ra tay hạ sát mọi người trong đoàn đại biểu một cách vô cớ, nhưng hắn vẫn cứ lên tiếng hỏi vì sợ có người chẳng may bị thương thì sao? Không ai bị thương cả. Tô Tử nhẹ nhàng đưa tay lên lau vết máu còn đọng lại trên khóe mép của Tần Lạc nói, anh chảy máu rồi. Vừa dứt lời xong, Tô Tử lại đưa bàn tay còn lại lên bắt mạch cho Tần Lạc luôn. Anh bị thương rồi, Tô Tử nói, anh cần điều dưỡng một thời gian. Có em ở đây thì chẳng có vấn đề gì đâu. Tần Lạc cười nói, hắn biết Tô Tử là người gia nhập Bồ Tát môn học y với môn chủ từ nhỏ, lại là người lầu thông các sách y thuật cổ Trung Quốc, nên y thuật của nàng có khi còn thâm hậu hơn hắn nữa. Nhưng khi anh gặp nguy hiểm thì em lại chẳng giúp gì cho anh được cả. Tô Tử gượng cười nói, đến cả đi tới bên anh mà em cũng còn không làm được nữa là. Đây là chuyện một người đàn ông nên làm, không liên quan gì tới em cả. Tần Lạc cố chấp nói, cho dù về sau em có thể đứng dậy được, anh cũng không cho phép em trong giờ phút nguy hiểm như vậy chạy tới bên anh. Tô Tử nghe vậy liền mỉm cười đáp lại, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn vô cùng buồn bã. Khi bạn yêu một người đàn ông mà không làm gì được cho người đàn ông đó, cảm giác này sẽ làm cho bạn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Tần tiên sinh, anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Sơ Va lúc này chạy nhanh tới chỗ Tần Lạc lo lắng hỏi han. Trương Tiểu Na đứng gần đó liền phiên dịch lại lời của vị viện trưởng này cho Tần Lạc nghe, sau đó lại phiên dịch lại lời của Tần Lạc, tôi không sao. Cảm ơn sự quan tâm của ông, viện trưởng Sơ Va. Sơ Va nghe vậy thì thở hắt ra nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nếu không thì tôi không biết sẽ ăn nói thế nào với Hoàng tử Điện Hạ. Nhìn vào đống ngổn ngang nơi đây, nét mặt của Sơ Va vô cùng khó coi, trông ông như sắp khóc hù hù đến nơi vậy. Tôi là một tội nhân của nước Thụy Điển, tôi là một người có tội của Viện Y học Hoàng gia. Sơ Va quỳ xuống dưới đống sách ngổn ngang lầm bầm nói. Các thầy cô giáo khác cũng tỏ ra vô cùng xót xa, có những thầy giáo cao tuổi ôm lấy những quyển sách rách nát ở trên sàn lên trên tay khóc thút thít. Tần Lạc trông thấy cảnh tượng này cũng vô cùng thương xót. Từ trong ánh mắt bọn họ, hắn đột nhiên phát hiện ra bản thân hắn thật là ích kỷ và nhỏ nhen. Lúc trước hắn cho rằng những người này phản đối Trung Y, đối địch với hắn là sai. Nhưng bọn họ làm vậy cũng chỉ là muốn bảo vệ nền văn hóa của bọn họ tránh khỏi sự xâm hại mà thôi, lẽ nào như vậy cũng là sai hay sao? Mấy người này cũng giống như hắn, bọn họ không hề ích kỷ chăm chăm lo cho bản thân mình, mà bọn họ muốn để lại cho các bạn sinh viên tương lai của Thụy Điển một kho báu của nhân loại. Tất cả bọn họ đều là những người hết mực đáng kính. Thành thật xin lỗi, Tần Lạc đi tới chỗ của viện trưởng Sơ Va, thành tâm nói, tôi không ngờ lại phát sinh ra sự việc như vậy. Tôi rất lấy làm tiếc, nếu như muốn tôi làm việc gì, xin ngài cứ nói cho tôi biết, xin đừng khách khí. Bọn chúng sao lại có thể làm vậy? Bọn chúng sao lại có thể làm chuyện như vậy? Đây là trường học Thượng Đế chắc chắn sẽ không tha thứ cho tội lỗi này của chúng. Bọn chúng phải xuống địa ngục, Sơ Va uất hận nói. Đúng vậy, bọn chúng phải xuống địa ngục, Tần Lạc nói với giọng thông cảm chia sẻ. Bởi vì Tần Lạc đã đánh chết Taro, vì vậy mà cảnh sát vừa phải thông báo với Tổng Bộ, vừa phải bảo vệ hiện trường, họ còn phái rất nhiều người tới để ghi khẩu cung. Tần Lạc, Đại Đầu và Giê-xu ba người đều là những người trực tiếp tham gia vào trận chiến, vì vậy mà cả ba đều là những đối tượng được chăm sóc khá kỹ càng. Thụy Điển là một nước có một nền trị an vô cùng tốt. Bình thường cũng có rất ít án mạng xảy ra, thậm chí đến cả đánh nhau gây sự cũng rất hiếm. Chính vì vậy mà vụ ám sát tại Học viện Hoàng gia Stockholm ngày hôm nay đã làm chấn động toàn quốc. Chúng tôi sẽ thụ lý hung thủ, viên cảnh sát trưởng chỉ tay vào nữ sát thủ áo đen nói. Cô ta rất giàu hoạt, cũng vô cùng lợi hại. Tần Lạc cố gắng giải thích nói, các anh phải cẩn thận, đừng để cho cô ta chạy thoát. Tần Lạc rất muốn một mình hắn thẩm vấn tù binh, nhưng hắn biết hắn đang ở nước ngoài, và bây giờ hắn không có Long Tức làm hậu thuẫn.
Chính vì vậy mà hắn đành phải từ bỏ ngay ý nghĩ này của mình. Không vấn đề gì, đại đầu đứng sau lưng Tần Lạc thấp giọng nói, tôi đã cắt đứt gân tay phải và gân chân trái của cô ta rồi. Tần Lạc nghe vậy liền nhìn đại đầu với con mắt hết sức vừa ý. Như vậy thì kể cả đám cảnh sát Thụy Điển này có sơ suất một chút thì cô ả sát thủ này cũng không có cách nào chạy thoát được. Bởi vì cô ta bây giờ đã là một phế nhân rồi. Chương 791, bất luận nó là tiếng tốt hay tiếng xấu, thì nó cũng đều là sự nổi tiếng. Taro đã chết, kiếm khách thì bỏ chạy, nên nữ sát thủ áo đen là hung thủ duy nhất bị bắt trong vụ ám sát này. Chính vì thế mà đám cảnh sát Thụy Điển cũng không dám lơ là, dưới sự cố vấn của Tần Lạc bọn họ canh chừng vô cùng nghiêm ngặt, sau đó mới đưa lên xe chở đi. Sau khi kiểm tra xác chết và chụp ảnh xong, thì thi thể của Taro cũng được vận chuyển đi. Dù sao thì đây cũng là trường học, để một xác chết nằm ở đây cũng có ảnh hưởng không tốt. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cục trưởng cục cảnh sát Stockholm Đời Yung đã thân chính đến xem xét hiện trường. Sau khi nghe thủ hạ của mình báo cáo thì Đời Yung liền bước tới trước mặt Tần Lạc nói, Tần Lạc tiên sinh. Để xảy ra những chuyện như thế này tôi rất lấy làm tiếc. Anh là một người khách đáng kính của chúng tôi, tuy chúng tôi biết làm thế này thật không đúng với lễ nghĩa cho lắm. Nhưng anh là người tham gia trực tiếp vào trận đánh này, mong anh đi với chúng tôi về cục cảnh sát để điều tra rõ thêm tình hình. Tôi làm vậy là phòng vệ chính đáng. Tần Lạc cười khổ nói, anh cũng biết đấy, tôi nhận được lời mời của hiệu trưởng Sova tới đây tham quan thư viện của trường. Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng lại xảy ra chuyện đáng tiếc này, tôi bị thương, bạn của tôi cũng vậy. Chị An ở Thụy Điển thật là kém cỏi. Tần Lạc biết sự việc này không hề có liên quan gì tới hệ thống chị An của cảnh sát ở đây cả. Nhưng hắn buộc lòng phải nói như vậy. Hắn không phải một thân một mình tới Thụy Điển mà là dẫn đầu một đoàn đại biểu Trung Y tới đây để giao lưu học hỏi. Hắn là trưởng đoàn đoàn đại biểu, là hình tượng của Trung Quốc. Nếu như hắn bị cục trưởng cục cảnh sát dẫn về đồn thì đây là một sự sỉ nhục với đất nước Trung Quốc. Như vậy nó sẽ gây ảnh hưởng tới tình hình quốc tế, và nó sẽ là một đòn đao giáng vào mối quan hệ của Trung Quốc với những quốc gia không hữu hảo. Đây chính là điều mà Tần Lạc không muốn xảy ra. Hiện giờ nghe Tần Lạc đem hết trách nhiệm đổ lên chị An của Thụy Điển kém cỏi, làm cho Đời Yung cảm thấy lung túng vô cùng. Đây chính là việc mà ông lo lắng nhất, bất luận mục tiêu của bọn sát thủ kia là ai, mục đích cuối cùng của chúng là gì, nhưng chỉ cần nó xảy ra trong thành phố Stockholm Thụy Điển, nơi mà ông phụ trách bảo vệ, thì lẽ nào ông lại không có liên quan gì hay sao? Tần Lạc tiên sinh, chuyện này đúng là do trách nhiệm của chúng tôi. Từ trước tới giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này cả. Chúng tôi để người ở lại bảo vệ cho anh quá ít, đây là sự sơ suất của chúng tôi. Nhưng anh cũng nên biết rằng, lần này có rất nhiều phóng viên theo anh tới đây, nếu như không cho bọn họ một đáp án vừa ý, thì chúng tôi rất khó có đường lui. Đời Yung nét mặt không vui nói. Ông ta nể mặt Tần Lạc là đoàn trưởng của đoàn đại biểu nên mới nói năng khách khí như vậy. Nhưng không ngờ Tần Lạc lại không biết điều, rượu mừng không muốn muốn uống rượu phạt, đem trách nhiệm đổ lên đầu của cảnh sát như vậy. Chúng tôi không phải đã giao hung thủ cho các ông rồi hay sao? Ông còn muốn chúng tôi phải làm gì nữa? Tần Lạc hỏi. Tôi thật không ngờ lần này tới Thụy Điển lại gặp nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên thì một thành viên trong đoàn chúng tôi bị đài truyền hình Thụy Điển vu oan giá họa, bây giờ tự nhiên lại gặp chuyện ám sát, tôi phải báo cáo ngay về nước. Tôi tin rằng chính phủ của các ông sẽ nhanh chóng cho tôi câu trả lời của hai sự kiện này, trả lại công bằng cho tôi. Gặp thằng khốn không đáng sợ. Chỉ sợ thằng khốn đó nó có học. Nghe Tần Lạc nói vậy Đời Yung không biết nên nói thế nào cho phải. Đang trong lúc căng thẳng thì bên ngoài có tiếng người xôn xao. Hoàng tử Philip đã tới, xin mọi người tránh ra một chút. Hoàng tử Điện Hạ, bên trong vừa xảy ra một vụ ám sát, anh có suy nghĩ gì không? Hoàng tử Philip, anh biết hung thủ là ai không? Bọn chúng tại sao lại muốn ám sát thành viên của đoàn đại biểu Trung Y vậy? Tôi cũng vừa mới biết tin. Nên không rõ chuyện này lắm. Hoàng tử Philip bình tĩnh đáp lại. Anh nói xong liền quay sang đám phóng viên gật gật đầu, rồi nhanh chân bước vào bên trong thư viện dưới sự bảo hộ của vệ sĩ Hoàng cung. Mấy tay phóng viên cũng định chen vào theo, nhưng tất cả ngay lập tức đã bị ngăn chặn hết cả lại. Từ lúc xảy ra vụ án mạng trong thư viện thì cảnh sát đã phong tỏa hết nơi này rồi. Tần tiên sinh, anh có làm sao không? Có bị thương gì không? Philip tiến tới chỗ Tần Lạc lên tiếng hỏi thăm. Tôi không sao, Tần Lạc cười đáp, Philip vừa mới quay về được một lúc thì lại nhận được điện thoại, nên đã nhanh chóng đi tới đây. Tần Lạc vô cùng cảm kích trước tấm lòng thịnh tình của một người bạn có thân phận cao quý này.
không bị thương thì tốt rồi. Philip vững dạ nói, trong đoàn có ai bị thương không? Cũng không, Tần Lạc đáp, may mà cảnh sát tới kịp thời, nếu không thì tình hình vô cùng nguy hiểm. Sau khi nghe Trương Tiểu Na phiên dịch, Philip liền gật đầu nói, bọn chúng là ai vậy? Mấy người có biết chúng không? Tôi cũng không rõ nữa. Tần Lạc nói, tôi chưa hề gặp bọn chúng bao giờ cả. Chẳng còn cách nào khác, Tần Lạc bây giờ chỉ biết tạm thời đem trách nhiệm đổ hết lên đầu người khác thôi. Nếu như nói bạn sát thủ này truy sát hắn từ Trung Quốc sang tận bên này, thì bản thân hắn cũng khó ăn nói. Philip nghe vậy cau mày lại rồi đứng dậy nói với Đờ Yông, phải nhanh chóng điều tra thân phận của bọn sát thủ. Vâng thưa Hoàng tử Điện Hạ, chúng tôi đang tiến hành điều tra, tôi tin rằng sẽ có kết quả sớm thôi. Đờ Yông gật đầu đáp. Đờ Yông sau đó nhìn Tần Lạc một cái rồi nói với Hoàng tử Philip, Hoàng tử Điện Hạ. Nếu muốn nhanh chóng điều tra ra manh mối, chúng tôi muốn mời Tần Lạc tiên sinh cùng với hai thành viên tham gia vụ xô xát này đưa về trực tiếp điều tra. Philip nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, như vậy thì không được hay cho lắm, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu với quan hệ giữa hai nước. Hơn nữa nếu như chúng ta mời đại biểu Trung Y vào cục cảnh sát thì e rằng sẽ là hành động không tôn trọng Trung Quốc. Khách của chúng ta bị ám sát tại đất nước của chúng ta, thì trách nhiệm là thuộc về chúng ta. Vâng thưa Hoàng tử Điện Hạ, Đờ Yông cúi đầu đáp, Hoàng tử Điện Hạ cho rằng chuyện này nên giải quyết ra sao ạ? Điều tra ra hung thủ, cho những người khách của chúng ta câu trả lời hợp lý nhất. Chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, đừng để bé xé to ra gây lo lắng cho dân chúng. Hoàng tử Philip ra quyết định nói. Đờ Yông nghe Philip phán như vậy liền biết ông ta không thể nào đưa bọn Tần Lạc đi được rồi, nên đành dẫn người rời khỏi nơi đây. Hoàng tử Điện Hạ, thư viện bị phá hủy rồi. Sơ Va đau buồn nói, bản thân ông ta cũng đã có chút oán hận Philip. Nếu như không phải Hoàng tử Philip mời bọn đại biểu Trung Y tới Thụy Điển, thì làm gì xảy ra những chuyện như thế này? Philip nhìn vào đống sách bị đổ rơi vương vãi khắp trên nền đất, bất giác thầm thở dài trong bụng thầm nghĩ. Cái tên này đúng là số sao chổi đi đến đâu gây phiền phức tới đó. Nghĩ vậy Philip liền tiến tới ôm lấy đôi bàn tay của Sơ Va, ôn tồn an ủi nói, viện trưởng Sơ Va. Giá sách đổ rồi nhưng sách vẫn còn, trí thức vẫn tồn tại. Các ông chỉ cần kịp thời cho người tới tu bổ thư viện, tiến hành chỉnh lý lại sách là được thôi. Hoàng thất sẽ bỏ tiền ra lo liệu việc này cho trường. Mục đích của Sơ Va cũng là muốn đòi tiền, nên khi nghe Philip nói như vậy ông liền lập tức nói, xin Hoàng tử Điện Hạ cứ an tâm. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cho người tới tu sửa, cung cấp cho học sinh một môi trường học tốt hơn nữa. Tuy tôi không biết hung thủ là ai, mục đích của chúng là gì. Nhưng trong chuyện này chúng tôi cũng có trách nhiệm, Tần Lạc nói chen vào, thế này vậy. Chúng tôi sẽ lấy danh nghĩa Công hội Trung Y quyên góp cho Thư viện Hoàng gia Stockholm 1 triệu đô la. Số tiền này sẽ dùng để tu sửa và chỉnh lý. Đây coi như là một lời xin lỗi của chúng tôi. Mong viện trưởng thu nhận. Tần Lạc đã suy nghĩ rồi. Sự kiện ám sát này sau khi xảy ra, cho dù bản thân hắn phủ nhận toàn bộ sự quan hệ giữa hắn và đám sát thủ, nhưng nó vẫn để lại một ảnh hưởng vô cùng to lớn với đoàn đại biểu Trung Y. Hắn bây giờ đề xuất bỏ tiền ra tu sửa thư viện, cốt là để lấy lòng người mà thôi. Hơn nữa đây cũng là bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn. Sơ Va nghe vậy liền đưa mắt lên nhìn Philip, Philip thấy vậy cười nói, đây là sự giao lưu, hợp tác giữa hai ngành cơ cấu y học với nhau. Sơ Va nghe là hiểu ngay ý của hoàng tử là ông tự quyết định lấy, do vậy Sơ Va liền nói, rất chân thành cảm tạ tấm lòng của Tần Lạc tiên sinh và Công hội Trung Y đã quyên góp. Các sinh viên cũng như toàn thể giáo viên của Học viện Hoàng gia Stockholm đều sẽ ghi nhớ mãi ân tình này. Không cần phải khách khí, Tần Lạc cười nói. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng tử Philip, Tần Lạc liền dẫn đoàn đại biểu Trung Y rời khỏi đây. Nhưng khi vừa mới ra khỏi thư viện thì bọn họ đã bị đám phóng viên vây chặt lấy. Trưởng đoàn Tần Lạc, là ai đã ám sát anh vậy? Có phải là kẻ thù của anh không? Tại sao anh tới Thụy Điển mà bị ám sát vậy? Điều này có phải chứng tỏ rằng đoàn của anh không được hoan nghênh ở đây không? Anh có đối tượng hồ nghi nào không? Ông chủ đài truyền hình 2 có phải là người đứng sau vụ này không? Tần Lạc dù gì thì cũng chẳng nghe hiểu bọn họ nói gì. Hắn trông thấy Masa xuất hiện trong đám phóng viên liền nháy mắt ra hiệu với nàng, sau đó hắn liền chui lên xe. Heo và Lý Lệ khi bị Tần Lạc đẩn ngã xuống cũng bị thương nhẹ một chút, nhưng sau khi họ từ bệnh viện quay trở lại thì bọn họ đã không thấy Tần Lạc ở đâu nữa rồi. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của chúng ta, mình phải đi cảm ơn anh ấy. Heo nắm lấy tay Lý Lệ kiên nghị nói,
cậu phải làm phiên dịch cho mình. Cậu thích anh ấy rồi phải không? Lý Lệ cười nói, nghĩ tới lúc đó khi cả hai đang gặp nguy hiểm, thì một cánh tay đầy sức mạnh ôm chặt lấy thân hình của mình, Lý Lệ đột nhiên cảm thấy có chút gì đó khác thường. Thụy Điển, Stockholm, lại một lần nữa chỉ vì lũ khỉ Trung Quốc tới đây mà lắm chuyện xảy ra. Còn với Trung Y, một danh từ còn khá lạ lẫm với con người Thụy Điển, thì bỗng chốc đã trở thành một từ hot nơi đây. Bất luận nó là tiếng tốt hay tiếng xấu, thì nó cũng đều là sự nổi tiếng. Chương 792, hình tượng người đại diện. Đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc bị ám sát, sát thủ một bị chết, một chạy thoát và một đã bị bắt. Trong giây phút sinh tử, phần tử khủng bố đã trà trộn vào trường học. Tai họa mà người Trung Quốc mang đến, thư viện trăm năm bị hủy diệt. Ở Thụy Điển vào thời điểm này, dân chúng và giới truyền thông đang để tâm cao độ tới việc đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc bị ám sát trong tòa thư viện. Người trong cuộc Tần Lạc đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang và chuyện trò trong căn phòng dành cho Tổng thống cùng với Hoàng tử Philip. Trương Quang cũng nâng ly rượu lên ngồi ở một bên, đảm nhiệm trọng trách phiên dịch của mình, còn quản gia Calai của Philip thì không ngồi mà đứng thẳng người sau lưng Philip. Thành thực xin lỗi anh, là do công việc bảo hộ của chúng tôi đã làm không tốt. Để cho bọn chúng có cơ hội hoành hành, Philip nhìn vào Tần Lạc nói. Trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ về hành vi mời đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc đến Thụy Điển giao lưu học hỏi của mình liệu có lỗ mãng quá không. May mà mấy người Tần Lạc không bị làm sao, chứ nếu mà có thành viên nào mà thương vong thì mình biết ăn nói thế nào với chính phủ Trung Quốc đây. Mặc dù khi tôi từ chối việc cảnh sát đưa về đồn thì đã đổ hết trách nhiệm lên chị An của Thụy Điển không tốt. Nhưng tôi làm như vậy cũng là vì muốn giữ thể diện cho đoàn đại biểu Trung Y mà thôi. Tần Lạc cười nói. Chứ thực sự là tôi cũng không cho rằng việc này có liên quan gì đến mấy người cả. Philip không ngờ rằng Tần Lạc lại đột nhiên thú nhận ra hết như vậy, anh nhấp một ngụm rượu vang rồi để mặc những giọt rượu cay chát đó chảy xuống cổ họng. Philip đưa mắt nhìn Tần Lạc một lúc lâu sau rồi mới cất giọng nói, anh quen bọn chúng sao? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói, khi còn ở Trung Quốc, bọn chúng đã từng ám sát tôi một lần rồi. Là ai đã nhẫn tâm như vậy? Philip trầm giọng nói. Là những ông trùm y dược quốc tế, Tần Lạc đáp. Philip nhìn Tần Lạc rồi ngẫm nghĩ một lúc nói, tại sao anh lại nói cho tôi biết những chuyện này? Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện ra rằng anh là một người bạn rất đáng kính. Làm bạn với anh là một việc rất tuyệt vời. Tần Lạc cười nói, lần trước ở Paris Philip đã rất cố gắng tỏ sự thiện cảm của anh với hắn. Chỉ là khi đó Tần Lạc cho rằng Philip lúc đó làm vậy chẳng qua là muốn lấy lòng của Lệ Khuynh Thành mà thôi. Dĩ nhiên khi đó đúng là anh ta đúng là như thế. Lần này Tần Lạc một mình đưa đoàn đại biểu tới đây, hắn phát hiện ra rằng Philip là một người tốt, hơn nữa anh ta lại không hề sợ phiền phức biết đứng ra đảm đang trách nhiệm. Do vậy mà ấn tượng của Tần Lạc về Philip đã cải thiện đi rất nhiều. Từ ngày hôm nay trở về trước, anh không coi tôi là bạn sao? Không, Tần Lạc thẳng thắn đáp, hai chữ tình bạn nói ra thì dễ chứ làm lại rất khó. Nó phải thông qua rất nhiều sự thử thách. Nếu nói như vậy thì tôi đã qua điểm sát hạch rồi sao? Nghe Tần Lạc nói vậy tâm tình của Philip có phần xúc động nói. Có trời mới biết được Philip lại có một ý nghĩ như vậy. Anh vốn là một hoàng tử của một nước, thân phận vô cùng tôn quý, toàn thế giới có bao nhiêu người muốn được làm bạn với anh. Nhưng thật không ngờ Philip lại để tâm tới suy nghĩ của một người thanh niên Trung Quốc, lẽ nào đây chính là yêu ai yêu cả đường đi hay sao? Ai ở đây là chỉ Lệ Khuynh Thành? Còn Tần Lạc chỉ là con đường mà thôi. Philip biết không phải là như vậy. Trong đầu của anh đột nhiên hiện lên hình ảnh tại Paris, đoàn người Trung Quốc diễu hành biểu tình. Tần Lạc ngồi trên xe lăn dùng thân hình đang suy nhược đến kiệt quệ của mình để bảo vệ đồng bào của hắn. Một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Khi đó toàn bộ những người có mặt tại hiện trường đều đứng đó, chỉ có một mình Tần Lạc là ngồi. Nhưng hình tượng của Tần Lạc khi đó là vô cùng cao lớn và vĩ đại, thậm chí ý chí kiên cường của hắn còn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất chi là an toàn. Có lẽ mình thực sự rất muốn kết bạn với con người bằng xương bằng thịt, sống rất thẳng thắn này. Philip cuối cùng cũng đã tìm cho hành vi của mình được một đáp án vừa ý nhất. Tần Lạc đưa tay ra lịch thiệp nói, rất vinh hạnh được trở thành một người bạn của anh. Tôi cũng vậy, Philip nắm chặt lấy tay Tần Lạc, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười. Sau khi nắm tay thể hiện tình bằng hữu khăng khít xong, Tần Lạc liền nói, theo như tình báo thì nữ sát thủ áo đen mà cục cảnh sát vừa mang đi là một sát thủ rất nổi tiếng. Tôi nghĩ rằng các anh nên tìm ngay một người khác phụ trách vụ này.
không cần cảnh sát phải động tay tới. Tôi hiểu rồi, hoàng tử Philip gật đầu đáp, anh sau đó quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với Calai, Calai thấy vậy bèn cúi người lui ra. Tần Lạc thấy thế thì thầm hâm mộ Philip vô cùng. Philip không cần phải lên tiếng mà người khác đã biết được anh ta muốn gì rồi. Thế mới là người quý tộc chứ, cũng không biết bao giờ mình mới có được một thủ hạ đắc lực như vậy. Đại đầu thì đúng là có thể huấn luyện theo con đường này được, nhưng mà... Tần Lạc cảm giác cứ như bây giờ vẫn là tốt nhất. Người ta là hoàng tử, có thể làm thế được, chứ mình thì làm vậy thì thành làm hàng quá. Việc này các anh không nên tham gia vào thì tốt hơn. Tần Lạc nhắc nhở, mục tiêu của bọn chúng là tôi. Không liên quan gì tới các anh cả, anh cũng không cần phải vì tôi mà phải làm căng thẳng với bọn chúng là gì. Philip nghe vậy nở một nụ cười ngạo nghễ nói, đây là Thụy Điển. Bọn chúng gây chuyện ở đất nước chúng tôi thì đã là một hành động khiêu khích sự tôn nghiêm của chúng tôi rồi. Bọn chúng bây giờ đã rơi vào tay của tôi rồi thì tôi sẽ không bao giờ buông tha một cách dễ dàng. Nếu không thì tôi làm sao mà ăn nói được với các công dân Thụy Điển cơ chứ? Nghe Philip đem sự việc nói thành một sự kiện vinh nhục của quốc gia, thì Tần Lạc cũng không dám nói thêm câu nào nữa, mà chỉ cười nói, khi đó trong thư viện cũng có khá nhiều tay phóng viên chứng kiến trực tiếp sự kiện này. Chuyện này e rằng sẽ là một tin lăng xê rất hot đấy. Philip nghe vậy liền nhìn Tần Lạc với con mắt cổ quái nói, nếu mà như vậy, thì mục đích của anh tới Thụy Điển không phải là đã đạt được rồi hay sao? Nếu như không phải có người bị chính tay Tần Lạc giết chết, thì Philip thậm chí còn nghi ngờ đây là một trò diễn kịch của người Trung Quốc bày ra nhằm lăng xê bản thân. Tần Lạc không hề phủ nhận câu nói của Philip, hắn chỉ lo lắng nói, đoàn đại biểu Trung Y nổi tiếng rồi thì Trung Y cũng sẽ được nhiều người biết tới nhưng sự nổi tiếng kiểu này thì có vẻ như không được tốt đẹp cho lắm. Nếu như có người hướng dẫn sai lệch, thì e rằng đoàn đại biểu Trung Y có khi còn bị chửi rủa nữa. Tôi sẽ dùng sức mạnh của chính phủ để can thiệp vào. Hoàng tử Philip nhấn mạnh nói. Cảm ơn anh, Tần Lạc lại cảm ơn Philip một lần nữa. Anh bạn mới này đúng là hào hiệp một cách quá đáng. Anh đã nói rồi mà, chúng ta là bạn. Philip cười đáp. Đúng vậy, chúng ta là bạn. Tần Lạc nói, tôi có ý kiến này. Việc này đáng lẽ ra tôi sẽ bàn bạc với anh muộn hơn một chút. Philip cầm ly rượu lên chăm chú lắng nghe, anh không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào cả. Tuy có người phiên dịch ngồi bên cạnh, nhưng cứ phải ngồi chờ người phiên dịch dịch xong rồi mới hiểu ý của đối phương thì cũng là một chuyện hết sức phiền hà. Hiệu quả của buổi diễn thuyết hôm nay khá thành công. Tần Lạc nói, tôi thấy có một số sinh viên tình nguyện muốn tìm hiểu Trung Y. Ý của tôi là tôi muốn thành lập một nơi có thể trợ giúp những sinh viên như thế này. Philip nghe vậy ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tại sao anh lại từ chối mở một trường học trung y tại Thụy Điển? Tần Lạc nghe vậy thì vô cùng phấn khích nhưng vẫn dè dặt nói, như vậy liệu có ổn không? Mấy năm về trước, người Trung Quốc đã mở một lớp tuyên truyền tiếng Hán có tên là Học viện Khổng Tử. Philip nói, có một tiền lệ như vậy rồi nếu như các anh muốn ở đây mở một trường y học thì tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả. Tôi sẽ phái người đi theo dõi xử lý việc này. Tần Lạc đứng dậy cúi đầu trịnh trọng với Hoàng tử Philip nói, tôi, đại biểu y học Trung Y Trung Quốc cảm tạ tấm lòng hữu hảo của Hoàng tử. Nếu như có thể, tôi hy vọng anh có thể đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng danh dự của ngôi trường này. Bởi vì chính lời mời của anh mà chúng tôi mới có cơ hội tới đây giao lưu và học hỏi. Anh là người có công bắc cây cầu cho sự phát triển của nền y học hai nước Thụy Điển và Trung Quốc. Trương Quang vừa phiên dịch vừa thầm tỏ ra ghê tởm bộ mặt dày của Tần Lạc. Thầm nghĩ chắc tên này muốn mượn danh tiếng của hoàng tử thì cứ nói toẹt ra. Còn làm trò lắm chuyện. Philip dĩ nhiên cũng hiểu tâm tư của Tần Lạc liền gật đầu nói, tôi đồng ý với chức vụ danh dự này. Nhưng Philip lại lo sợ Tần Lạc lại hỏi những cao kiến của anh trong việc này, nên anh đã vội đứng dậy nói, xảy ra những chuyện thế này. Các anh chắc chắn còn phải giải quyết nhiều chuyện nữa đúng không? Vậy tôi không làm phiền các anh nữa. Nói xong Philip liền cúi người lịch thiệp sau đó rời khỏi đây cùng với đoàn tùy tùng của mình. Hành động này của Philip sao chạy khỏi con mắt tinh đời của Trương Quang. Hoàng tử đang bỏ chạy có cờ trước sự vô sỉ của Tần Lạc thì có. Anh ấy là người bạn tốt của người Trung Quốc chúng ta. Tần Lạc nhìn vào đoàn xe lăn bánh ra đi, bất giác cảm khái nói, bất cứ một người Trung Quốc có lương chi nào đều không thể nào quên được tình hữu nghị mà anh ấy dành cho chúng ta. Đúng vậy. Trương Quang cũng rất đồng tình với câu nói này của Tần Lạc. Làm gì có quốc gia nào như Thụy Điển lại ủng hộ Trung Y nhiệt tình tới vậy? Đến cả hoàng tử của nước người ta cũng đứng ra làm người đại diện cho Trung Y nữa là.
Một chiếc xe taxi đỗ ngay trước mặt Tần Lạc, trên xe là cô gái tóc vàng Heo xinh đẹp và cô gái Trung Quốc Lý Lệ nhanh chân bước xuống. Heo trông thấy Tần Lạc thì ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy Tần Lạc. Nàng còn không quên đặt một nụ hôn lên mặt của hắn, sau đó mới chích chích chòe chòe một loạt những câu gì đó mà Tần Lạc nghe chẳng hiểu cái gì cả. Tần Lạc tuy rất muốn hưởng thụ cảm giác tiếp xúc thân mật với người đẹp tóc vàng trẻ tuổi này, nhưng hành động này xảy ra ở trước mặt bao nhiêu người lại làm cho hắn có cảm giác ngại ngại. Quả nhiên đám phóng viên đứng gần đó trông thấy cảnh này, như Colombo phát hiện ra châu Mỹ. Họ mừng rơn bấm máy liên tục. Chương 793, Thụy Điển Hoàng hậu, một quyết định khó khăn. Tần Lạc tuy nghe không hiểu Heo nói gì, nhưng hắn nhận ra được sự xúc động của nàng khi gặp được hắn, nên cũng đại loại hiểu được ý của nàng muốn nói là gì. Trông thấy đám phóng viên bắt đầu vây lại tới chỗ mình. Tần Lạc liền kéo tay của Heo ra rồi nói, về khách sạn rồi nói. Lý Lệ thấy Tần Lạc nắm lấy bàn tay của Heo, thì ngoài miệng nàng nở một nụ cười vui vẻ. Nhưng trong lòng nàng thì lại tiếc hùi hụi. Trông thấy chưa, một mối tình xuyên quốc gia giữa bác sĩ Trung Quốc và một cô gái Thụy Điển. Cô gái xinh đẹp kia là ai thế? Chúng ta phải điều tra cho rõ mới được. Trông quen lắm nhưng mặc kệ cô ấy là ai, ngày mai chúng ta cứ đưa ảnh của họ lên trang nhất. Tần Lạc không biết đám phóng viên đang bàn tán gì sau lưng hắn, cứ kéo Heo một mạch vào trong căn phòng của Tô Tử. Mấy người Vương Tu Thân, Cố Bách Hiền và những người khác nữa lúc này đều đang ở trong này nói chuyện. Bọn họ bỗng nhiên trông thấy Tần Lạc kéo một cô gái tóc vàng xinh đẹp đi vào thì toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên cả hai người. Tần Lạc lúc này mới buông tay của Heo ra cười nói, cô ấy là sinh viên của Học viện Hoàng gia Thụy Điển. Khi giá sách đổ xuống thì tôi đã cứu cô ấy tới đây để cảm ơn. Tần Lạc nói những lời này thì mắt cứ nhìn vào Tô Tử. Có lẽ mục đích của hắn cốt chỉ là muốn nói cho Tô Tử nghe mà thôi. Mấy ông lão ở đây đều là những nhân vật lịch duyệt giang hồ. Ai mà chẳng hiểu, do vậy bọn họ cũng chẳng buồn quan tâm tới chuyện ong bướm của mấy người trẻ tuổi, ai nấy nghe rồi cũng chỉ mỉm cười đầy ân ý, nhưng cũng chẳng ai nói câu gì cả. Lý Lệ biết Heo nghe không hiểu tiếng Trung nên nàng đã chủ động đứng ra chào hỏi mọi người, chào các bác. Cháu tên Lý Lệ, cháu tới từ Hồng Kông Trung Quốc, đây là bạn của cháu, cô ấy tên Heo. Cô ấy là người Thụy Điển, không biết nói tiếng Trung. Nhưng cô ấy rất yêu thích văn hóa của Trung Quốc. Nghe Lý Lệ nói nàng là lưu học sinh tại Thụy Điển, thì thái độ của mọi người đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình, ai nấy đều lên tiếng hỏi thăm tình hình học tập của nàng ở đây ra sao. Lý Lệ đều răm rắp trả lời, chẳng mấy chốc nàng đã nói chuyện rôm rả với các nhân vật lão làng ở đây. Heo không hiểu tiếng Trung nên không biết mọi người nói cái gì. Nàng trông thấy Lý Lệ rất nhanh đã hòa hợp được với mọi người ở đây thì trong bụng sốt ruột vô cùng. Nhưng nàng cũng chỉ biết chớp chớp đôi mắt xanh lam của mình hiếu kỳ nhìn mọi người mà thôi. Tần Lạc bước tới bên Tô Tử nói, vừa mới tiễn hoàng tử Philip đi rồi. Anh ấy bảo anh nên mở một trường học viện trung y. Anh đã đồng ý rồi, anh còn mời hoàng tử Philip đảm nhiệm chức trách hiệu trưởng danh dự nữa. Thật sao? Tô Tử kinh ngạc nói như vậy thì chúng ta đã có thêm một bước tiến mới nữa rồi. Đúng vậy, Tần Lạc mỉm cười nói, công hiệu rất tốt. Anh định đặt kế hoạch là mở một thậm chí là ba học viện ở mỗi một thành phố của Thụy Điển nếu như có thể thì ở mỗi một quốc gia tại châu Âu mở một số học viện. Như vậy thì chúng ta vừa bồi dưỡng được nhân tài trung y, vừa đặt nền móng cho sự phát triển của nó nữa. Chắc chắn là sẽ được thôi. Tô Tử nắm lấy tay Tần Lạc xúc động nói. Heo vẫn rất lưu ý tới Tần Lạc, khi trông thấy hắn ngồi nói chuyện với một cô gái xinh đẹp ngồi trên xe lăn thì nàng cảm thấp xốn sang vô cùng. Trông thấy cả hai người nhìn nhau đắm đuối như vậy, nàng bất chợt cảm thấy cả trái đất như muốn nổ tung. Heo đã nghe qua rằng, chỉ có những đôi tình nhân của Trung Quốc khi yêu nhau rồi mới cầm tay và ôm nhau. Rõ ràng quan hệ của hai người này là người tình của nhau mà. Cái gì, hoàng tử Philip bảo mở học viện trung y tại Thục Điển sao? Cô Bách Hiên ngồi cạnh Tần Lạc và Tô Tử nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, ông vui mừng quá âm thanh phát ra khá lớn. Vì thế nên tất cả mọi người lúc này bất chợt dừng cuộc nói chuyện mà đổ dồn con mắt hy vọng lên Tần Lạc. Tần Lạc rất hiểu tâm tình của mọi người, do vậy mà hắn liền đem chuyện vừa mới thương lượng với Philip ra nói cho mọi người cùng nghe. Tất cả mọi người nghe xong đều mừng rỡ ra mặt, ai nấy đều tỏ ra vui mừng hạnh phúc. Hay quá rồi, chúng ta đã làm được một việc tốt cho con cháu chúng ta rồi. Có phải do chúng ta làm ra đâu, đây là còng lao của Tần Lạc mà. Nó là đồ đệ của tôi, công lao của nó, công đức của nó thì cũng có nghĩa là công đức của tôi.
Tần Lạc lúc này buông tay của Tô Tử ra đứng dậy nói, đây chính là thành quả từ sự nỗ lực của tất cả mọi người. Đoàn đại biểu Trung Y chúng ta luôn phải đứng mũi chịu sào quen rồi đây là một việc tốt, và cũng có thể là một chuyện xấu. Trong thời gian này chúng ta phải cẩn trọng hơn một chút. Để danh tiếng của Trung Y chúng ta mãi mãi đi sâu vào lòng người dân nơi đây. Tần Lạc, cậu là trưởng đoàn, cậu nói thế nào thì bọn ta làm thế đó. Cố Bách Hiền lớn tiếng nói. Tần Lạc nghe vậy liền mỉm cười đáp lại. Đối với vị đức cao vọng trọng này hắn thể hiện sự cảm tạ vô điều kiện về sự ủng hộ của ông. Thứ nhất, cháu đã thương lượng qua với Hoàng tử Philip rồi. Anh ấy sẽ dùng sức mạnh của chính phủ để tạo dư luận. Thứ hai, tuy thư viện của Học viện Hoàng gia Stockholm không phải là do chúng ta phá hoại, nhưng nó lại có liên quan tới chúng ta. Cháu đã thương lượng với viện trưởng Serva viện trợ 1 triệu USD để tu sửa thư viện. Mọi người đều hiểu Tần Lạc làm vậy là cổ để xoa dịu cơn thịnh nộ của người Thụy Điển, tránh khỏi người khác lợi dụng chuyện này mà bôi xấu đỏ ân đại biểu Trung Y, do vậy ai nấy cũng đều lên tiếng ủng hộ hết mình. Số tiền này sẽ do công hội Trung Y chi trả. Tần Lạc nói, thứ ba, chúng ta sẽ chọn ra một người có năng lực ở lại Thụy Điển để phụ trách công việc của công hội Trung Y ở đây. Chúng ta đã tán thành hiệp nghị rồi thì phải thực hiện cho thật sớm. Mọi người còn có ý kiến gì không? Để cái thân già này vì Trung Y mà cống hiến, việc này cứ để cho tôi, cô Bách Hiền nói. Để tôi còn trẻ, việc này phải để cho tôi phụ trách mới được. Lão Trác à, anh đến cả một tiếng ngoại ngữ cũng không biết, anh ở lại đây làm cái gì? Tôi không biết, lẽ nào các ông biết hay sao? Ở đây ngoại trừ mấy người phiên dịch ra, ai nói vài câu tiếng Thụy Điển cho tôi nghe xem nào. Thấy mọi người tranh giành nhau dữ dội như vậy, thì Tôn Tuấn Long ngồi ở trong góc đứng đậy nét mặt nghiêm nghị nói, thưa trưởng đoàn cùng các vị tiền bối. Hay là để trách nhiệm này giao cho tôi? Đây cũng là một cơ hội để tôi lấy công chuộc tội. Tuy tôi không biết nói tiếng Thụy Điển, nhưng tôi lại biết tiếng Anh. Trong thời gian này tôi sẽ ở lại đây. Nhất định sẽ làm tốt công việc của công hội Trung Y tại đây. Tôn Tuấn Long nhìn Tần Lạc nói, tôi sẽ lập lời tuyên thệ. Nếu như tôi không làm thành công thì sẽ bị hội trưởng trừng trị. Nghe Tôn Tuấn Long nói những lời trịnh trọng như vậy, mọi người đều không tranh giành nhau nữa mà cùng đưa mắt lên nhìn Tần Lạc chờ đợi quyết định của hắn. Tần Lạc nhìn Tôn Tuấn Long cười nói, anh chẳng làm sai cái gì cả, nên chẳng có cái gì gọi là lập công chuộc tội gì hết. Hội trưởng, tôi... Tần Lạc nghe vậy liền khoát tay cắt lời Tôn Tuấn Long nói, nhưng việc này tôi sẽ giao phó nó cho anh. Công việc chuẩn bị cho công hội Trung Y ở đây vô cùng quan trọng, nếu anh làm tốt thì khi quay về tôi sẽ trọng thưởng. Cảm ơn hội trưởng, Tôn Tuấn Long vô cùng cảm kích nói. Tần Lạc gật gật đầu nói, tôi chọn thêm vài người đắc lực nữa ở lại trợ giúp Tôn Tuấn Long. Ngồi trên chiếc Mercedes-Benz hào nhoáng được thiết kế riêng cho Hoàng thất Thục Điển. Philip mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa hai huyệt thái dương trên trán của mình. Từ khi đoàn đại biểu Trung Y tới đây Thụy Điển liên tiếp xảy ra chuyện. Cứ như nhịp đập của con tim Thục Điển cũng nhảy nhót theo sự vui buồn của đoàn đại biểu Trung Y vậy. Philip là một người bạn của Tần Lạc và cũng là người đưa lời mời tới đại biểu Trung Y tới Thụy Điển dĩ nhiên sẽ phải lo lắng rất nhiều. Hoàng tử Điện Hạ, ngài có vẻ mệt mỏi quá rồi, Caliza lên tiếng nhắc nhớ. Đúng vậy. Có lẽ tôi phải nghỉ ngơi một thời gian mới được, Philip gật đầu nói, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu không thì thật là tồi tệ. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì nữa đâu, Kalai nói. Ngày mai thì theo lịch trình đoàn đại biểu Trung Y sẽ tới Bệnh viện Hoàng gia giao lưu học hỏi đúng không? Vâng, đúng vậy thưa Hoàng tử Điện Hạ, nếu như lịch trình không có gì thay đổi, Kalai đáp. Kalai, chuyện này ông giao cho Peon phụ trách vậy. Bảo ông ta cố gắng bảo hộ sự an toàn cho bọn họ. Tôi không muốn phát sinh thêm bất kỳ một sự kiện nào xảy ra nữa. Vâng thưa Hoàng tử Điện Hạ, Kalai cung kính đáp. Sau khi giao phó xong công việc thì Philip liền nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Nhìn vào số gọi tới, Philip liền bật người dậy nhấc máy lên cung kính và âu yếm nói, thưa mẹ kính mến. Có chuyện gì không ạ? Philip, con tới đảo Hoàng hậu một chuyến đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con, bên kia đầu dây giọng một người phụ nữ trầm ấm vang lên. Vâng, con đi luôn bây giờ đập, Philip đáp. Sau khi ngắt điện thoại xong thì Philip quay sang Kalai nói, ra đảo Hoàng hậu. Đảo Hoàng hậu là một nơi nằm bên bờ hồ Malaren cách thủ đô Stockholm 1 km. Từ năm 1981 thì đó là nơi mà Hoàng thất Thụy Điển sinh sống. Do kiến trúc nơi đây chịu nhiều ảnh hưởng của kiến trúc của Pháp,
nên nó có tên gọi Versailles của Thụy Điển. Hoàng tử Philip vừa mới đi tới hoàng cung thì mẫu thân Madeleine đã ngồi đợi ở trong phòng đọc sách từ lâu. Đây là một người phụ nữ vô cùng cứng rắn và đẹp đẽ, bà mặc trên người một bộ váy màu trắng, trông rất đơn giản nhưng lại khá là cao quý. Mẹ tìm con có việc gì vậy? Philip cúi người lịch thiệp chào Madeleine. Philip, con tiếp đãi các người bạn Trung Quốc thế nào rồi? Vẻ mặt của bà Madeleine bình thản nói. Philip nghe vậy bất giác chột dạ trong lòng, lẽ nào mẹ lại có ý kiến gì với đoàn đại biểu Trung Y hay sao? Bọn họ rất tốt, người bạn thân của con. Trưởng đoàn Tần Lạc có gửi lời hỏi thăm tới mẹ. Philip mỉm cười nói, câu nói này của anh rõ ràng có hai hàm ý. Thứ nhất, trưởng đoàn Tần Lạc là bạn của anh. Thứ hai, bọn họ rất kính trọng các thành viên trong hoàng thất, và đã gửi lời thăm hỏi. Vậy con gửi lời cảm ơn của mẹ tới bọn họ. Madeleine gật đầu nói, Philip, Trung Y thật sự thần kỳ lắm sao? Philip nhìn vào mẹ mình rồi gật đầu đáp, vâng đúng vậy. Khi còn ở Paris con và bọn họ cũng đã tiếp xúc qua rồi, đặc biệt là Tần Lạc, anh ấy được người Paris gọi là thần y. Thật sao? Madeleine lúc này nét mặt tỏ ra vô cùng phức tạp, giống như đang quyết định một việc gì đó quá ư là khó khăn vậy, Philip. Nếu như ta mời những người bạn Trung Quốc của con tới chữa trị cho Gabo, con thấy sao hả? Philip nghe vậy sững người kinh hãi, nhất thời nhìn mẹ mình với con mắt kinh ngạc. Chương 794, một công chúa chưa ai biết tới. Bà lão Uy sau khi bị Tần Lạc chơi khăm thì liền chạy vội luôn về nhà, nhưng vì nước mắt của bà vẫn cứ chảy mãi không thôi, do vậy mà bà cũng không dám quay về phòng làm việc nữa. Chờ mãi nước mắt mới ngừng rơi. Uy đang ngẫm nghĩ xem mình có nên quay lại trường học cho Tần Lạc một bài học hay không, thì bỗng nhiên bà nghe thấy tiếng báo động của trường học vang lên ầm ĩ. Nơi ở của bà Uy cách trường học cũng không xa, do vậy mà bà rất nhanh đã chạy tới đó. Khi bà chạy tới cổng của thư viện trường thì thấy nơi đất đã bị căng dây ngăn lại, đoàn đại biểu Trung Y và hoàng tử Philip lúc này cũng đã sớm rời khỏi hiện trường. Uy sau khi khai báo thân phận của mình xong thì bà mới được vào trong thư viện trường. Nhìn vào đống ngổn ngang của thư viện thì đầu của Uy như muốn nổ tung, ai? Ai đã làm chuyện này? Phải xử bắn hết bọn khôn đã gây ra chuyện này. Bọn chúng chỉ xứng đáng xuống địa ngục. Uy vốn là một bà già chuyên tâm nghiên cứu khoa học. Cả đời của bà đã cống hiến cho nền khoa học thế giới cũng như thư viện này. Bà cũng đã sống và làm việc cùng với cái thư viện này đã mấy chục năm rồi, do vậy bà tức giận như thế cũng là chuyện dễ hiểu. Uy, Serva đi tới an ủi, xin bà đừng buồn. Tuy giá sách đã đổ rồi, nhưng sách của chúng ta vẫn còn, trí thức vẫn còn, hoàng tử Philip nói rồi, anh ấy sẽ giúp đỡ tiến hành tu sửa thư viện. Người Trung Quốc cũng đồng ý bỏ ra 1 triệu USD cho việc chỉnh lý. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, cái thư viện này sẽ trở lại hình dạng mà bà yêu quý nó thuở xưa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã phá hoại thư viện của chúng ta? Có phải bọn người Trung Quốc kia không? Bà Uy vẫn chưa thôi tức giận hầm hầm quát tháo. Kỳ thực thì Serva cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ông cũng vẫn cố gắng giải thích tình hình cho bà Uy nghe. Lại liên quan tới bọn người Trung Quốc kia, bà lão tức giận nói, bọn chúng ở đâu? Tôi phải tính sổ với bọn chúng mới được. Thưa bà Uy, xin bà đừng xúc động quá. Serva vội ra tay can ngăn bà Uy. Mặc dù ông cũng chẳng ưa gì người của đại biểu Trung Y, nhưng do Tần Lạc đã kịp thời tài trợ cho ông 1 triệu USD để tu sửa nơi đây nên thái độ của ông với đoàn đại biểu Trung Y cũng đã cải thiện đáng kể. Hơn nữa cộng thêm với việc hoàng tử Philip không ngừng nói hộ cho người của đoàn đại biểu Trung Y, do vậy mà nếu ông ta cứ để cho bà lão này tìm tới đoàn đại biểu Trung Y làm khó dễ để cho bọn báo giới biết được, thì ông phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Sunva đột nhiên nghĩ ra một chuyện còn chưa nói cho bà lão khó tính này. Khi bọn sát thủ xuất hiện thì cháu gái heo của bà cũng xuất hiện tại hiện trường. Nó còn suýt chút nữa bị hãm hại. Ai, khi đó thật là nguy hiểm, tôi cũng không dám nhìn nữa. Heo, heo nó đâu rồi? Bà lão khó tính này bây giờ mới sực nhớ tới đứa cháu của mình, bà dõi mắt khắp nơi lo lắng tìm kiếm đứa cháu gái yêu quý của mình. Thưa bà Uy, xin bà đừng lo lắng, cháu gái của bà bình yên vô sự. Sunva thấy mình đã khuyên nhủ được bà lão này. Thì bất giác cảm thấy tự hào vô cùng, có người đã cứu nó. Ai vậy? Bà Uy mừng rỡ hỏi. Là Tần Lạc, trưởng đoàn của đoàn đại biểu Trung Y. Xin Va nói, heo bây giờ chắc là đang ở khách sạn nơi Tần Lạc ở để tạ ơn cứu mạng. Ánh mắt của Uy lúc này trở nên vô cùng phức tạp, tôi phải đi tìm bọn Trung Quốc tính sổ mới được. Nói xong bà liền chạy luôn ra ngoài.
Tần Lạc lúc này đang cùng với mọi người thương thảo về việc dựng trường học trung y, thì có một người phiên dịch chạy vào báo có bà Uy tới tìm hắn. Bà ấy tới đắp làm gì? Tần Lạc thoáng chút suy tư. Bà lão này tới đắp chắc chắn là biết chuyện thư viện bị phá hủy đây mà. Nhưng người ta vác cả cái thân xác già cả chạy tới đây rồi, nếu chuyện mình không muốn gặp bà ta truyền tới tai bọn phóng viên ở ngoài kia biết được thì sẽ gây ảnh hưởng rất xấu tới danh tiếng của đoàn đại biểu trung y. Mời bà ấy vào đây đi. Tần Lạc nói, hắn đã hạ quyết tâm rồi, nếu mà bà lão này chạy tới đây để gây sự án sẽ có cách bắt bà ta phải câm miệng lại. Sau khi được người phiên dịch dẫn vào, bà lão Uy liền đi vào phòng của Tần Lạc. Uy đưa mắt nhìn đứa cháu gái của mình một cái, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Tần Lạc một cách hằn học nói một tràng giang đại hải bằng tiếng Thụy Điển. Bà ấy nói gì vậy? Tần Lạc ngơ ngác hỏi. Trương Tiểu Na ngồi bên cạnh phiên dịch nói, bà ấy nói rằng tuy bà ấy rất ghét anh, nhưng bà ấy rất cảm ơn anh đã cứu cháu gái của bà ấy. Ai là cháu của bà ấy vậy? Trong phòng lúc này bị một bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm. Philip đưa con mắt kinh ngạc lên nhìn mẫu hậu của mình, anh không thể tin được rằng một người như mẫu hậu coi thể diện của hoàng thất như tính mạng của mình lại đưa ra một đề xuất như vậy. Con chắc chắn cho rằng mẹ là một người rất ích kỷ đúng không? Madron là một nhân vật lợi hại tới giường nào? Lẽ nào bà lại không biết con trai của bà đang nghĩ gì hay sao? Do vậy bà mới dùng một giọng không vui lên tiếng hỏi như vậy. Thưa mẹ tôn kính, con không hề có ý đó. Philip phủ nhận nói, tuy trong bụng thì lại rất tán thành với lời nói của Madron hoàng hậu. Gabo là em gái của Philip, một người mà thế giới bên ngoài không hề biết tới. Ngoại trừ một số ít thành viên trong hoàng thất gia, thì tất cả thế giới cũng như dân chúng Thụy Điển đều không hề biết tới. Bởi vì khi nàng vừa mới sinh ra đã mắc phải một căn bệnh vô cùng quái lạ. Đối với một dòng dõi quý tộc và cao quý như hoàng thất mà nói thì sinh ra một giọt máu kỳ dị và quái thai thì nên phá bỏ nó đi từ lâu. Như vậy thì dòng máu tôn quý của hoàng thất mới trở nên độc nhất vô nhị. Là dòng máu đáng mơ ước của tất cả mọi người. Có trời mới biết nếu như mà để người bên ngoài biết được hoàng thất Thụy Điển sinh ra một đứa con gái tật nguyền như vậy, thì sẽ gây ra một ảnh hưởng xấu như thế nào. Nhưng bà của Philip, Thái hậu Victoria nhân từ lại vô cùng thương xót cái sinh mạng bé nhỏ đáng thương này, do vậy bà đã hạ lệnh để Gabo được quyền tồn tại trên thế gian này. Bà nói, để nó lại đi, nó cũng là con cháu của chúng ta. Thế là tính mạng của Gabo được bảo toàn. Từ đó Gabo liền sinh sống trong một góc của hoàng cung. Hôn lễ, ngày giỗ cùng với các hoạt động lớn nàng đều không được phép tham gia. Thậm chí còn nghiêm cấm những người biết tới thân phận của Gabo không được tới viếng thăm, bởi vì sợ rằng chuyện sẽ bị lộ ra thế giới bên ngoài. Philip biết sự tồn tại của Gabo, nhưng chưa bao giờ có cơ hội được gặp nàng. Nếu như không phải Hoàng hậu Madron chủ động đề xuất thì anh không biết Gabo có còn tồn tại trên thế gian này nữa không? Mẹ nghĩ là con nghĩ mẹ là người như vậy, con là con trai của mẹ, lẽ nào con nghĩ gì mẹ lại không biết hay sao? Hoàng hậu Madron bóc mẽ Philip vô cùng trắng trợn. Nhưng con nghĩ mẹ còn sự lựa chọn nào tốt hơn không? Là một người mẹ, một người phụ nữ trong hoàng thất mẹ còn biết làm thế nào nữa? Nếu như mẹ là một người phụ nữ bình thường, nếu như nó được sinh ra trong một gia đình bình thường, thì nó sẽ không phải sống một cuộc sống đau khổ như vậy. Philip hít một hơi thật sâu. Sau đó tiến tới nắm lấy tay của hoàng hậu Madron ôn tồn nói, Gabo bây giờ thế nào rồi? Nó đã lớn rồi, nhưng cuộc sống của nó rất không tốt, bệnh tật ngày nào cũng bám lấy hành hạ nó. Madron tỏ ra vô cùng đau đớn, như là bà đang phải chịu sự dày vò của căn bệnh đó vậy. Philip nghe những lời xé gan xé ruột từ Madron cũng xa sầm nét mặt lại. Tình ruột thịt là một tình cảm vô cùng thiêng liêng, mặc dù chưa từng gặp mặt Gabo, nhưng nó cũng vẫn là em gái của mình mà. Bản thân mình thì ngày nào cũng có cuộc sống sung túc đầy đủ, được mọi người kính nể. Tôn trọng, bất luận Miri đi tới đâu hay làm cái gì cả thế giới này đều đưa con mắt thán phục lên nhìn mình, còn Gabo thì sao? Gabo vốn cũng có thể hưởng được những quyền lợi giống như mình, nó cũng có thể trở thành tâm điểm của toàn thế giới. Nhưng bệnh tật đã cướp đi của nó tất cả. Khi nó đến với thế giới này thì chẳng có ai biết cả. Có thể chữa trị được không? Philip hỏi, ý của con là có bác sĩ nào đã chữa trị qua chưa? Rồi, Madron nói. Mấy vị bác sĩ trong cung mẹ đã mời họ đến chữa trị hết rồi, không những vậy mẹ còn mời các bác sĩ bên ngoài nữa, bọn họ đều nói không có phương pháp nào chữa trị được cả. Bọn họ có giữ bí mật được không? Hoàng tử Philip tò mò hỏi. Hoàng thất đã phong tỏa tin tức như vậy,
thì muốn tìm bác sĩ tới điều trị thì lẽ nào không sợ bị lộ tin tức hay sao? Các bác sĩ trong hoàng cung rất đáng tin cậy. Madron nói, bọn họ là người của hoàng gia, chết cũng vẫn là người của hoàng gia. Còn các bác sĩ bên ngoài thì cũng đã thông qua sát hạch hết cả rồi. Hơn nữa mẹ cũng bắt họ ký giấy bảo mật rồi và mẹ cũng đã cho người theo dõi vô cùng chặt chẽ. Philip cảm thấy vô cùng đáng tiếc, chỉ vì muốn bảo vệ tin tức không bị bại lộ mà hoàng thất đã bỏ ra quá nhiều công sức và tiền bạc. Thưa mẹ đáng kính, con có thể mời Tần Lạc tới điều trị cho Gabo, con cũng rất vui khi làm vậy. Nhưng mẹ nên biết rằng bọn họ là khách tới từ Trung Quốc, cũng là bạn của cơn hứng thủ đoạn mà mẹ dùng với những bác sĩ khác con nghĩ không nên áp dụng lên bọn họ. Madron nhìn Philip chần chừ một lúc rồi nói, được, mẹ hứa với con, tuy như vậy vô cùng mạo hiểm nhưng mẹ vẫn muốn giành giật một cơ hội cho Gabo. Thưa mẹ đáng kính, mẹ làm được như vậy con cảm thấy rất mừng. Philip cười nói, con rất tự hào về mẹ. Nó cũng là em gái của con, cũng là con gái của mẹ. Mẹ làm vậy cũng là điều đương nhiên. Madron vỗ lên mu bàn tay Philip nét mặt buồn bã nói, đây là việc mà mẹ nên làm từ lâu lắm rồi. Xin mẹ cứ yên tâm, khả năng y học của Tần Lạc rất tốt. Con đã tận mắt chứng kiến rồi, nếu không thì con đã không mời bọn họ tới Thụy Điển để tuyên truyền trung y rồi. Hơn nữa Tần Lạc là bạn của con, nhân phẩm của anh ấy đáng nhận sự tin tưởng. Vậy con lo liệu đi, mau mau đưa cậu ấy tới đây. Madron dặn dò, chỉ cần một mình cậu ấy là đủ rồi. Những người khác thì không cần đâu. Vâng thưa mẹ, con sẽ lo liệu hết. Philip cười nói, con sẽ làm tất cả vì người em gái mà con chưa từng gặp mặt. Madron vỗ lên mu bàn tay của Philip cười nhân từ, Philip sau đó liền đứng lên cúi người cáo từ. Chương 795, lời mời từ vương thất. Sáng sớm tỉnh dậy, Tô Tử cùng với ánh sớm bình minh đều ở bên cạnh. Tần Lạc rất thích hưởng thụ cái cuộc sống nhàn nhã, khoan khoái này. Vì có kinh nghiệm ngày hôm qua nên hôm nay Tần Lạc dậy khá sớm, hắn vòng tay ôm lấy Tô Tử đang dương to đôi mắt ra nhìn mình, hỏi, em có muốn đi vệ sinh không? Tô Tử gật gật đầu. Tần Lạc nhảy từ trên giường xuống, ôm lấy Tô Tử đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Anh đi ra trước đi rồi đóng giúp em cái cửa. Tô Tử ngồi lên trên bệ xí nhưng lại không hề động đậy gì. Tần Lạc cười nói, đều là vợ chồng rồi mà em còn ngượng à. Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn nghe lời mà rời khỏi nhà vệ sinh. Vì hắn biết là nếu hắn cứ đứng ở đây thì Tô Tử cũng không thể nào đi vệ sinh được. Đợi đến khi Tô Tử đều đã giải quyết xong xuôi rồi thì Tần Lạc lại bế nàng về đặt lên giường. Bắt đầu việc trị liệu của ngày hôm nay đi, Tần Lạc nói xong liền đi lấy hộp thuốc y tế của hắn đến. Nhưng không ngờ Tô Tử lại ôm chầm lấy không để hắn đi. Nàng áp mặt vào lồng ngực hắn rồi khẽ nói, em cũng muốn làm giúp anh một số việc, nhưng lại chẳng làm được gì. Hôm qua nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt, thực sự là em rất muốn xông thẳng lên phía trước giúp anh. Em đã giúp đỡ anh rất nhiều rồi, Tần Lạc cười nói. Giúp gì đâu, Tô Tử ngước đầu lên nhìn hắn hỏi. Trị bệnh. Vì việc điều trị khá là mất thời gian nên Tô Tử và Tần Lạc không xuống dưới lầu ăn sáng nữa, mà bảo người phục vụ của khách sạn đem đồ ăn tới tận phòng cho. Trương Quang cũng đã đến, anh ta còn đem đến một tờ báo mới ra ngày hôm nay nữa. Đây là việc mà Tần Lạc giao phó, bảo anh ta là phải lưu ý nhiều hơn đến báo chí tin tức của Thụy Điển mỗi ngày. Tần Lạc uống một hớp sữa rồi nói với Trương Quang, có tin gì về chúng ta không? Có, Trương Quang cười nói, gần như báo nào cũng đưa tin về chúng ta, trong đó có 6 tờ báo còn đăng tải tin tức của chúng ta lên trang nhất nữa cơ. Thật là náo nhiệt, Tần Lạc cười nói. Bọn họ nói cái gì thế? Hy vọng không phải toàn bộ đều là tin xấu. Trương Quang lật từng tờ báo ra rồi dịch cho Tần Lạc nghe, dấu bé cuộc sống Thụy Điển dấu lớn và dấu bé Thụy Điển tin tức hàng ngày dấu lớn đưa tin về vụ sát thủ ám sát ngày hôm qua ở Thư viện. Họ nói rất công bằng chính trực nhưng quan điểm của tuần báo dấu bé Stockholm dấu lớn thì có phần phiến diện, nói chúng ta là sao chổi của Thụy Điển, từ sau khi đến Thụy Điển thì liên tục đem tai họa đến cho bọn họ. Tần Lạc cau mày lại hỏi, còn nữa không? Báo dấu bé model dấu lớn và dấu bé tin tức châu Âu dấu lớn thì phê bình vấn đề trị an của Thụy Điển. Còn nữa, Trương Quang liếc nhìn Tô Tử ngồi đối diện với Tần Lạc một cái, điệu bộ muốn nói nhưng lại thôi. Còn gì nữa, Tần Lạc quay mặt lại nhìn anh ta một cái rồi hỏi. Còn có mấy tờ báo đã chụp được ảnh anh và cô heo nữa, nói đây là tình yêu xuyên quốc gia của hai người trẻ tuổi. Tần Lạc nhìn Tô Tử ngượng nghịu nói, đây chỉ là lễ tiết thông thường của người châu Âu thôi mà.
không ngờ bọn họ lại viết bừa bãi như vậy. Tô Tử thản nhiên cười nói, em biết là trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Hôm qua khi đi khỏi đây, em trông cô ấy rất buồn. Tần Lạc không phải là thằng ngốc nên hắn cũng thừa biết là cô gái này có thiện cảm với mình. Có điều là hắn đã sớm quen với những việc như thế này rồi. Với độ xuất sắc của mình thì nếu đối với bất kể cô gái nào có thiện cảm với mình mà đều đưa về nhà hoặc ôm lên giường thì chẳng khác gì mấy ông vua có vài nghìn mỹ nữ nơi hậu cung cả. Còn có tin tức có lợi gì cho chúng ta nữa không? Tần Lạc nói sang chuyện khác. Phó hiệu trưởng Wei của Học viện Y học Hoàng gia khi được giới phóng viên phỏng vấn thì đã nói giúp cho chúng ta không ít những lời có cánh, nói là Trung Tây Y có thể cùng nhau phát triển, bổ sung, bù đắp cho nhau, hơn nữa còn tỏ lòng hoan nghênh đối với việc chúng ta mở một học viện Trung Y ở Thụy Điển nữa. Trương Quang cười nói, đây được coi như một tin làm người ta phấn khởi nhất trong tất cả các tin có được ngày hôm nay. Bà lão Wei thì ra là bà của heo, điều này làm cho Tần Lạc vừa cảm thấy kinh ngạc. Lại thêm phần hiếu kỳ từ góc độ gen di truyền học mà nói, thì đây là một xác suất nhỏ đến hiếm thấy. Tần Lạc là ân nhân cứu mạng của heo, có một người như heo đứng ở giữa thì bà lão ơi cuối cùng cũng chịu từ bỏ thái độ học hành và thù địch của mình đi cũng không thể nói là đã từ bỏ hoàn toàn, mà chỉ là giảm bớt và tạm hoãn lại mà thôi. Ít nhất thì bà lão ơi cũng không tìm đến Tần Lạc để truy cứu việc bà bị rớt nước mắt trong cả 15 phút nữa. Qua lời giới thiệu ngày hôm qua của Lý Lệ thì Tần Lạc cũng biết được địa vị của Wei trong giới y học Thụy Điển cao như thế nào, Trung Y có thể được bà chấp nhận và cùng phát triển với một cách hòa bình cũng là việc mà Tần Lạc muốn trông thấy. Hôm nay phải đến Bệnh viện Hoàng gia để giao lưu học hỏi, mọi người đã chuẩn bị xong hết cả chưa? Tần Lạc lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Na và Vương Minh đã tập hợp đông đủ mọi người lại rồi, đợi đến giờ một cái là mọi người có thể đi thẳng xuống dưới lầu. Bệnh viện cũng đã gọi điện tới. Đến lúc đó sẽ có xe đến đón. Thế thì tốt, Tần Lạc nói, hy vọng hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Khi chiếc xe bus mà đoàn đại biểu Trung Quốc ngồi trên đó đỗ trước Bệnh viện Hoàng gia, thì viện trưởng Ken đã đem theo một tầng lớp lãnh đạo cấp cao đứng ở cổng chờ nghênh đón. Dưới sự dẫn dắt và đi cùng của đích thân viện trưởng Ken, thì thành viên trong đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc đã tham quan được phòng giám sát chẩn đoán bệnh nặng, phòng bệnh thông thường, phòng phẫu thuật và cả phòng chẩn của các khoa khác của bệnh viện. Hơn nữa, sau lời đề nghị của viện trưởng Ken thì thành viên trong đoàn đại biểu Trung Y đã chính thức ra trận, nhanh chóng điều trị cho một người già bị phong thấp và một người trẻ tuổi bị viêm loét dạ dày, hiệu quả rõ rệt, vì vậy mà đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía lãnh đạo và các bác sĩ trong bệnh viện. Các phóng viên cũng đã chụp được những tấm hình quý giá này, có lẽ những trang đầu trên báo ngày mai chắc sẽ lại xuất hiện tin tức của Công hội Trung Y cho mà xem. Tần Lạc vẫn luôn theo dõi vẻ mặt của viện trưởng Ken. Thì thấy ông ta gần như là ủng hộ hết mình đối với công việc của đoàn đại biểu Trung Y, hơn nữa thái độ còn rất nhiệt tình và hòa nhã nữa, thực sự là làm cho Tần Lạc cảm giác như đang được ở nhà mình vậy. Nhớ lại lần đầu gặp mặt ở sân bay, mặc dù ông ta vẫn thể hiện là rất nhiệt tình, nhưng vẫn có thể nhìn nhận ra được nụ cười đó gượng gạo đến nhường nào. Nhưng hôm nay thì lại không hề có cảm giác như thế. Lẽ nào ông ta lại bị nhân phẩm của Trung Y Trung Quốc làm cho khuất phục rồi? Tần Lạc ngẫm nghĩ. Buổi trưa Bệnh viện Hoàng gia mở một bữa tiệc chiêu đãi, thậm chí còn bày lên cả rượu Mao Đài, một đặc sản của nước Trung Quốc nữa, như thế đủ thấy là bọn họ thật long trọng khoản đãi như thế nào. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tần Lạc đang định đi theo đoàn về khách sạn thì quản gia Kalai của Philip bước tới cúi đầu thi lễ với Tần Lạc rồi nói, Tần Lạc tiên sinh, Hoàng tử Điện Hạ có việc muốn tìm anh. Tần Lạc giao Tô Tử lại cho Ma Ma và Trương Tiểu Na bảo họ chăm sóc nàng cho cẩn thận xong thì quay ra chào Vương Tu Thân một tiếng. Sau đó hắn liền đi theo Kalai ra chiếc xe chuyên dụng của Hoàng tử Philip. Vốn dĩ chỉ nghĩ là Philip bảo Kalai đến đây đón hắn, không ngờ bản thân Philip cũng đã ngồi ở trong xe từ lâu rồi. Philip bắt tay cười với Tần Lạc một cái nhưng lại không nói câu gì. Tất nhiên là trong xe căn bản là không có phiên dịch, vì vậy mà có muốn nói gì thì cũng chẳng thể giao tiếp được. Tần Lạc lại một lần nữa cảm nhận thật rõ, khi đi ra ngoài mà ngôn ngữ bất đồng thì đó quả là một việc vô cùng phiền toái. Nếu mà cả thế giới này đều nói tiếng Trung thì tốt biết mấy, như thế sẽ chẳng có chút trở ngại nào khi giao tiếp cả. Xe tiến thẳng về phía trước, cứ đâm xuyên từ khu phố này sang một khu phố khác. Dù sao thì Tần Lạc cũng không biết đường, nên hắn cũng chỉ biết thưởng thức cảnh đẹp ở hai bên đường mà thôi. Từ khi hắn đến Thụy Điển tới giờ thì cũng luôn trong trạng thái bận rộn, đúng thực là vẫn chưa có thời gian đi ra ngoài du ngoạn cảnh đẹp nơi đây.
Khi xe quẹo vào một hòn đảo nhỏ rồi tiến thẳng vào bên trong một đại viện nhìn như cung điện thì Tần Lạc mới ý thức được đây có lẽ chính là hoàng cung của Thụy Điển. Philip bảo mình đến nhà anh ta làm gì không biết. Xe dừng lại ở một tiểu viện rộng rãi có phần khoa trương, Calai chạy lại mở cánh cửa XE ra, lúc này Tần Lạc và Philip mới xuống xe. Philip đưa tay ra làm một động mời, Tần Lạc liền gật đầu rồi đi theo anh vào bên trong. Sau khi đâm xuyên qua một cánh cửa lớn và một hành lang, rồi lại đi qua vô số hành lang nhỏ và phòng ốc thì mới dừng lại trước cửa phòng bề thế, sang trọng. Philip nói với Hoàng hậu Madron đang đợi ở trong phòng, thưa mẹ, Tần Lạc đến rồi ạ. Madron gật đầu đáp lại, cậu ấy có biết nói tiếng Anh hay tiếng Thụy Điển không? Đều không ạ, Philip cảm thấy đáng tiếc nói. Anh cũng muốn giao tiếp trực tiếp với Tần Lạc một lần, chứ nếu câu gì cũng phải qua phiên dịch thì tự khắc sẽ mất đi cái thi vị và cảm giác ban đầu vốn có của nó. Madron nghĩ một lát rồi nói, bảo Ryan đến làm phiên dịch đi. Ông ta có vẻ đáng tin cậy. Được à, Philip gật đầu đáp lại. Hoàng hậu Madron bước lại gần đưa tay ra cho Tần Lạc. Tần Lạc mặc dù thấy tư thế của bà có phần kỳ quái, nhưng vẫn đưa tay ra bắt lấy tay bà. Madron lặng đi đôi chút, nhưng lại bình thường trở lại ngay sau đó. Bà biết là người Trung Quốc không có lễ nghi hôn tay, chỉ có những lễ nghi thông dụng như bắt tay và chắp tay mà thôi. Sau khi người giúp việc bưng trà lên thì Madron làm một động tác mời thì Tần Lạc cũng đưa lên miệng từ từ thưởng thức. Ba người ngôn ngữ không hiểu nhau thì chỉ còn đường dùng vẻ mặt và ngôn ngữ tay chân để nói chuyện với nhau mà thôi, giống như là đang diễn một vở kịch câm điếc vậy. Cũng may mà phiên dịch đến đây cũng nhanh, là một ông lão hơi hói. Tần Lạc tiên sinh, đây là Hoàng hậu tôn quý Madron của chúng tôi. Bà bảo tôi gửi lời chào của bà tới anh. Ông lão sau khi nói vài câu với Madron và Philip xong thì mới quay ra chào Tần Lạc. Cảm ơn, Tần Lạc cảm kích nói. Cũng gửi lời chào của tôi đến Hoàng hậu Madron giúp tôi với. Chúc bà mạnh khỏe, mãi mãi trẻ đẹp. Hoàng hậu Madron sau khi nghe thấy Tần Lạc nói vậy thì gật đầu nói với hắn. Tần Lạc tiên sinh, tôi đã nghe Philip nhắc đến tên cậu nhiều lần rồi. Lần này mời cậu đến đây là có việc muốn nhờ đến cậu giúp. Xin Hoàng hậu cứ nói. Tôi và Philip là bạn của nhau. Chỉ cần việc đó tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tần Lạc khách khí nói. Bây giờ ăn của người ta ở của người ta thì cũng nên nói vài câu dễ nghe mới phải đạo chứ. Hoàng hậu Madron rất hài lòng đối với thái độ của Tần Lạc, liền nói, xin cậu giúp đỡ xem bệnh cho một người. Đây là chức trách và chuyên ngành của tôi. Tần Lạc cười thành tiếng nói. Hắn lại cứ nghĩ là việc gì ghê gớm lắm cơ. Tốt lắm. Có điều là bất luận ngày hôm nay cậu có nhìn thấy thứ gì, hay làm gì thì đều phải giữ bí mật đó. Madron trịnh trọng nói, bất luận thế nào cũng xin cậu bằng lòng với lời thỉnh cầu này của tôi. Tần Lạc sau khi lặng đi một hồi thì lập tức đáp lại, tôi lấy nhân cách và danh dự của vị hôn thê của tôi trong tương lai mà thề, tôi nhất định sẽ giữ kín bí mật. Tần Lạc cũng chẳng hỏi gì thêm mà đồng ý luôn, thậm chí còn đánh cược cả danh dự của Lâm Hoán Khê nữa. Hắn dường như đã cảm nhận được điều gì đó, trong lòng quả là có phần thấp thỏm không yên. Những người này không phải sẽ giết người diệt khẩu đó chứ? Tần Lạc thầm suy đoán. Có điều khi nghĩ đến mình là người được nhà nước cử đi thì những lo lắng này cũng được gạt bỏ ra khỏi đầu. Xin hãy đi theo tôi. Hoàng hậu Madron đưa tay ra mời, sau đó thì bước lên trước dẫn đường. Tần Lạc nhìn Philip một cái, thì thấy trên mặt anh tràn ngập vẻ vui mừng và phấn khích. Rốt cuộc là đi gặp ai thế nhỉ? Trong đầu Tần Lạc có vô vàn câu hỏi. Chương 796, căn bệnh quái lạ chưa từng nghe tới. Người có tiền thì ở biệt thự, người có quyền thì ở cung điện. Tần Lạc đã từng tới nhà của văn nhân gia trên đường tiên nữ, do vậy mà hắn rất có ấn tượng với những tòa lâu đài đặt trên sườn núi như thế này. Tần Lạc sau đó bước theo Hoàng hậu Madron và Philip. Sau khi đi qua không biết bao nhiêu cánh cửa và con đường xong thì cuối cùng hắn cũng đã đi tới cổng của một tiểu viện nhỏ. Hoàng hậu Madron lúc này tỏ ra vô cùng sốt ruột, bà không hề để người khác gõ cửa, mà tự thân mình tiến tới đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Bà gõ liền 5 cái, 3 cái gõ tiếng lâu hơn một chút, còn 2 cái gõ thì ngắn, như là bà đang đánh một ám hiệu nào đó. Cạch! Trên cánh cửa sắt có một chiếc cánh cửa sổ nhỏ, cửa sổ lúc này hé mở ra. Một gương mặt của một người đàn ông trung niên nhưng nét mặt vô hồn hiện ra. Sau khi nhìn rõ gương mặt của Hoàng hậu Madron xong, thì người đàn ông liền mở cánh cửa sắt. Sau đó người đàn ông này liền đứng sang một bên cúi người thi lễ với Hoàng hậu Madron.
phía sau người đàn ông này có một người phụ nữ trung niên nét mặt cũng vô hồn cúi đầu cung kính. Bọn họ dường như là một cặp vợ chồng. Mấy người vất vả quá. Madren quay sang bọn họ gật đầu nói. Từ khi con gái của bà bị đưa vào cái biệt viện bí mật này, thì đôi vợ chồng này đã được chọn vào trong này canh giữ nơi đây. Cho tới tận bây giờ bọn họ canh giữ nơi đây đã được 19 năm rồi. Con gái giờ đã lớn, còn hai người này cũng đã có dấu hiệu của tuổi tác. Mình đã nợ bọn họ, hoàng thất cũng nợ bọn họ, Madren thầm nghĩ trong bụng. Đôi vợ chồng kia dường như nghe thấy hoàng hậu Madren nói gì, họ định lên tiếng nói, nhưng đột nhiên họ quên mất không biết nên dùng từ ngữ gì để biểu đạt, do vậy chỉ biết im lặng không nói nên lời. Hai người có lẽ vì không biết biểu đạt ra sao mà hai mặt đỏ dần lên. Bọn họ muốn nói câu xin lỗi về hành động thất lễ này của mình, nhưng cũng không biết nói thế nào, chỉ biết khua tay múa chân cúi người thi lễ. Tần Lạc đứng cạnh đó thấy vậy thì chỉ biết thở dài. Rõ ràng là đôi vợ chồng này đã quá lâu rồi không nói chuyện với người bên ngoài, bọn họ có lẽ đã mất đi khả năng nói chuyện rồi. Cũng chính vì lý do này mà Tần Lạc càng tò mò hơn với đối tượng mà hắn sắp sửa điều trị. Rốt cuộc là nhân vật như thế nào mà cả Hoàng hậu Madren và Hoàng tử Philip phải mời mình tới đây? Rốt cuộc là nhân vật nào mà bị nhốt ở trong cái biệt viện như ở trong tù thế này? Nhưng trong nhà tù thì còn có cảnh sát, có phạm nhân, có đầu bếp, có người phục vụ để nói chuyện, còn nơi đây thì chỉ có mỗi đôi vợ chồng không biết nói tiếng người này. Dẫn đường đi, tâm tình của Philip cũng không tốt chút nào cả. Anh càng lúc càng mong muốn được gặp mặt cô em gái của mình xem cô ấy bây giờ ra sao. Người đàn ông trung niên kia lúc này mới kịp phản ứng, ông ta lập tức dẫn đoàn người đi vào bên trong. Còn người vợ thì đứng ở đằng sau đóng cánh cửa sắt lại. Thế là cái biệt viện này lại cách biệt với thế giới bên ngoài. Đưa mắt lên nhìn bốn vách tường bao bọc quanh đây, Tần Lạc đột nhiên có cảm giác ức chế đến khó tả. Người đàn ông trung niên kia lúc này liền mở cánh cửa bằng gỗ màu nâu, sau đó liền đứng ở cửa không bước vào trong nữa. Đi thôi, chúng ta vào trong xem xét tình hình, Hoàng hậu Madren nói. Thế là Tần Lạc lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng tuyệt diệu. Lúc này ánh nắng hiện lên chan hòa và rạng rỡ. Cửa sổ trong đây cũng được làm bằng gỗ, cạnh đó có một cô gái trẻ đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngũ quan của cô gái này vô cùng tinh xảo, mũi cao thẳng, môi nhỏ, hai hàng lông mày cong dài, đôi tai của nàng hơi mỏng và nhọn, trông nàng giống hệt như một nàng tiên trong truyện cổ tích vậy. Nàng khoác trên người một mảnh vải trắng mỏng, che đậy toàn bộ những phần quan trọng trên cơ thể của mình. Toàn bộ thân thể còn lại của nàng không che đậy gì hết. Nàng cứ để mặc cho làn da trắng mịn một cách lạ thường của mình lộ ra dưới ánh nắng chan hòa. Trắng quá! Tần Lạc đột nhiên phát hiện ra vấn đề. Theo như lý mà nói thì cho dù có là người da trắng đi chăng nữa, thì làn da bọn họ cũng không thể trắng đến mức thế này được. Độ trắng trên da của nàng đã đi quá xa so với người bình thường. Càng làm cho Tần Lạc ngạc nhiên hơn nữa là mái tóc của nàng cũng là một màu trắng thuần khiết. Cứ như màu trắng này của nàng không hề có vương một chút bụi trần nào cả, tóc nàng trắng còn hơn cả tóc bạc của người cao tuổi nữa. Cô ấy là người bệnh, Tần Lạc trợn tròn mắt lên kinh ngạc, tạo hóa trêu người hồng nhan bạc mệnh, thượng đế đã có lòng tạo nên một mỹ nữ, nhưng lại ác độc ban cho nàng căn bệnh quái quỷ này. Bao nhiêu người đã tới đây rồi mà cô gái dường như không phát giác ra gì cả, nàng dường như vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng của mình. Sau khi nhìn vào nàng, Hoàng hậu Madren cảm thấy xúc động vô cùng. Một sự tiếc thương, xót xa, buồn chán, đau khổ đều hiện hữu trong ánh mắt của bà. Bà dường như muốn lại gần, nhưng lại không dám. Gabo đây ư, em gái của mình đây ư. Philip cuối cùng cũng đã tận mắt trông thấy được người em gái của mình, trông anh vô cùng xúc động. Philip bước tới định đưa tay lên cầm vào tay của Gabo. Đừng động vào nó, Hoàng hậu Madren lên tiếng ngăn lại. Gabo nghe động bỗng nhiên bừng tỉnh lại, nàng đưa đôi mắt xanh biếc xinh đẹp như những bầu trời xanh thẳm lên nhìn với vẻ lo lắng sợ hãi. Hai tay nàng ôm lấy thân thể của mình nằm bẹp xuống không dám động đậy. Nàng giống như một con thỏ ngọc bị người thợ săn bắn trúng không nhúc nhích được nữa vậy. Hành động tự bảo vệ này của nàng làm cho tất cả mọi người nơi đây đều cảm thấy thương tâm. Bao gồm cả Tần Lạc. Tần Lạc tiên sinh, đây là người cần anh tới chữa trị. Mong anh cố gắng giúp đỡ cho. Hoàng hậu Madren quay sang Tần Lạc nói. Tần Lạc nghe vậy liền gật gật đầu, sau đó hắn mỉm cười bước tới chỗ Gabo. Gabo lúc này liếc nhìn Tần Lạc một cái sau đó vội thu mình lại. Toàn thân của nàng lúc này dường như đang run lên bần bật.
mình đâu có phải là kẻ xấu đâu. Tần Lạc thầm nghĩ mà cảm thấy oan uổng cho mình. Nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn mỉm cười vui vẻ. Có một câu nói mà không biết của ai, người đó nói rằng nụ cười chính là chiếc cầu để cho con người xích lại gần nhau hơn. Nhưng mặc cho Tần Lạc mỉm cười đến thế nào đi chăng nữa, Gabo vẫn không thèm mở mắt ra nhìn hắn. Tần Lạc thấy vậy thì cảm giác như toàn bộ mô cơ trên mặt của hắn cương cứng lại, hắn xoa xoa lên hai má của mình rồi quỳ xuống trước mặt Gabo. Gabo vẫn nhắm nghiền hai mắt lại, nhưng đôi lông mày trắng như cước của nàng lại run lên cao lại, nàng dường như đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tần Lạc rất mong muốn bản thân hắn chính là anh chàng hoàng tử Bạch Mã trong truyện cổ tích, chỉ cần đặt lên môi của công chúa hôn một cái là công chúa sẽ mở mắt ra. Không thể phủ nhận rằng, chàng hoàng tử Bạch Mã chính là một bác sĩ giỏi nhất trên thế gian này, chàng chỉ cần một nụ hôn thôi thì bao nhiêu là thuốc độc, với những lời nguyền rủa đều tan thành mây khói hết. Tần Lạc nghĩ, nếu mình cũng có khả năng chữa trị được như vậy thì tốt biết bao. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Gabo. Gabo không ngừng run lên, nàng đang sợ hãi đến tột cùng, đến cả dũng khí rụt tay lại cũng không có nữa. Nàng cứ để mặc cho Tần Lạc nắm lấy tay mình mà không dám phản kháng. Bàn tay rất lạnh, không biết đây là nhiệt độ cơ thể bình thường của nàng, hay là do sợ hãi quá độ mà thành như vậy nữa. Tần Lạc sau khi nhìn rõ làn da của Gabo xong thì nét mặt của hắn càng tỏ ra kinh hãi hơn. Từ xa nhìn vào thì hắn cảm giác Gabo là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng một cách kỳ lạ. Nhưng khi nhìn gần thì hắn lại phát hiện ra, làn da của Gabo không những trắng mà còn rất mỏng. Mạch máu ở trong người nàng hiện ra rõ mồn một, làn da bên ngoài của nàng trông như một miếng kính pha lê bao bọc lên những mạch máu ở bên trong. Tần Lạc đưa mắt lên nhìn cổ tay của Gabo lên, hắn phát hiện ra cổ tay của nàng cũng vậy. Tay, mặt, cổ, thân thể của nàng như không có lớp da nào bao bọc, mà nó chỉ là một lớp mỏng như giấy bóng bao lấy toàn bộ cơ thể của nàng. Đây là căn bệnh gì vậy? Tần Lạc thất kinh, căn bệnh này mình chưa từng gặp, cũng chưa từng biết tới bao giờ cả. Tần Lạc cũng không thể hiểu nổi Gabo lớn lên kiểu gì, sinh sống kiểu gì nữa. Gabo vẫn còn sống sót cho đến tận bây giờ, đối với Tần Lạc mà nói thì đó chính là một kỳ tích. Một kỳ tích vĩ đại. Tần Lạc tiên sinh, anh thấy thế nào? Có cách nào chữa trị được không? Hoàng hậu Madron quan sát rất tỉ mỉ từng nét mặt của Tần Lạc. Bởi vì bà đã từng mời rất nhiều bác sĩ tới đây trị liệu cho Gabo, và ai tới đây thì bao giờ cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc và thất vọng, sau đó thì không thể nào chữa trị nổi cho cô con gái yêu của bà. Nếu như nét mặt của Tần Lạc cũng có những biểu hiện như vậy, thì trung y cũng không có cách nào chữa trị được cho Gabo rồi. Nhưng nét mặt của Tần Lạc lại làm cho Madron có phần khó hiểu. Khi mới phát hiện ra bệnh tình thì con mắt Tần Lạc thể hiện một sự kinh ngạc. Tiếp sau đó là nghi ngờ và tìm hiểu khi Tần Lạc vén tay và cổ của Gabo lên theo dõi, thì đôi mắt của hắn thể hiện một sự tôn trọng. Không biết là Tần Lạc tôn trọng cái gì nữa. Sau khi nghe phiên dịch xong thì Tần Lạc liền đứng dậy trả lời, thưa Hoàng hậu. Tình hình rất không lạc quan, nói thực lòng là tôi cũng lần đầu tiên trông thấy căn bệnh này. Tôi thậm chí còn không biết nguyên nhân căn bệnh, tên y học của nó là gì có lẽ, loại bệnh này là căn bệnh rất hiếm có trên thế giới. Hoàng hậu Madron dĩ nhiên là biết như vậy, bà đã bỏ bao công sức mời người tới đây chữa trị, nhưng cho tới tận bây giờ mà vẫn không có kết quả gì cả. Căn bệnh của Gabo đúng là trên thế gian này chỉ có một. Có cách nào chữa trị được không? Hay là có chút hy vọng nào không? Giọng của Hoàng hậu Madron vô cùng bình tĩnh nói. Bà đã mất niềm tin nơi Tần Lạc, do vậy mà thái độ của bà tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, không được để cho Tần Lạc biết được quan hệ của bà và Gabo. Ngay trước khi bà còn có hy vọng thì bà cũng đã từng muốn mạo hiểm một lần. Nhưng sau khi hy vọng bị dập tắt thì bà lại trở nên lạnh đạm và lạnh lùng. Đây là hoàng thất, vinh dự của hoàng thất phải cao hơn tất cả. Chữa trị ra sao thì phải suy nghĩ mới có được, và cần phải có thời gian nữa. Tần Lạc nói, bất kể căn bệnh nào đều có nguyên do của nó, nếu như có thể tìm ra được nguồn gốc căn bệnh thì sẽ tìm ra cách để giải quyết. Tần Lạc, anh muốn thử chữa trị ư? Philip lên tiếng hỏi, anh trông thấy tình trạng của em gái mình như vậy thì không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Nếu như không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết rồi thì anh phải chữa trị cho em gái mình bằng được. Dĩ nhiên, Tần Lạc gật đầu nói, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với căn bệnh này. Nếu như có thể điều trị được căn bệnh này, thì nó sẽ là một tài sản vô cùng quý báu của hắn. Tần Lạc tiên sinh, tôi biết các anh tới Thụy Điển là vì mục đích gì, và cũng rất hiểu tình hình hiện nay của Trung Y.
Hoàng hậu Madren trịnh trọng nói, nếu như cậu có thể chữa trị được cho người con gái này, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trung y. Chỉ cần cậu cần thứ gì, chúng tôi đều đáp ứng hết. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ làm hết mình để giới thiệu trung y cho hoàng thất của các nước Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Đan Mạch, Monaco. Và cậu cũng sẽ nhận được một món quà hậu hĩnh của chúng tôi. Hoàng hậu khách khí rồi. Tôi và hoàng tử Philip là bạn thân của nhau mà. Tần Lạc khiêm tốn nói, cứ như là hắn không động lòng trước các điều kiện mà hoàng hậu Madren đưa ra vậy. Nhưng thực chất là hắn đang mở cờ ở trong bụng, vì những điều kiện hấp dẫn này. Nếu như hoàng hậu Madren đồng ý giới thiệu trung y cho các hoàng thất khác, thì trung y sẽ có một bước phát triển vô tiền khoáng hậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.